Nói ra số tiền 12 vạn trước kia Trương Khác cho nhà cô vay là lấy từ Trương Chi Phi, có nghĩa là Trương Chi Phi ngầm thừa nhận quan hệ giữa cô và Trương Khác rồi, hoặc nói vợ không biết thì hợp lý hơn. Lúc này thái độ Trương Chi Phi trong điện thoại làm cô luống cuống, sâu trong nội tâm cô rất muốn được Trương gia thừa nhận, cho nên Trương Chi Phi nói gì cô đồng ý cái nấy. Tức là Hứa Tư chưa rõ chuyện ra làm sao đã gật đầu đem bất động sản ngõ Đan Tình nhập vào công ty địa ốc sắp thành lập. Thiệu Chí Cương cùng Trương Chi Phi rời khỏi Trấn Ích Long vẫn rất ngạc nhiên. Tôi còn lo Hứa Tư không đồng ý, trước khi tới nghĩ đủ mọi cách thuyết phục, không ngờ chẳng cần dùng tới. Thường ngày cô ấy rất có chủ kiến, không hẳn có chủ kiến là đưa ra được quyết định chính xác, nhưng cô ấy chưa hiểu chuyện gì đã đồng ý, với cô ấy mà nói không phải là quyết định chính xác. Trương Chi Phi đắc ý nói. Tôi là chú nó mà lại. Buổi chiều Trương Khác tới nhà máy Ái Đạt, tiến hành tổng kết công tác thời gian qua, tới khi trời sẩm tối, Trương Khác mới kiếm cớ có việc, lái xe đưa Hứa Tư về thành phố. Mùa đông trời tối sớm, xe tới gần Tượng Sơn ra trời đã thành màu xanh xám, hiện mới chỉ có hơn 5 giờ một chút. Hứa Tư ngồi trong xe gọi điện cho Tạ Vãn Tình, trường học đã xây xong cơ sở, muốn đạt tiêu chuẩn trường học cấp 1 thì còn phải bố trí rất nhiều trang thiết bị, công việc còn khá bộn bề. Ba nhà đầu thì được Lý Minh Du và giúp việc đưa về sớm rồi. Hứa Tư muốn tới vườn Bách Thảo dạo một vòng, thuận tiện đợi Tạ Vãn Tình cùng về thành phố. Vườn Bách Thảo qua một năm kiến thiết đã có quy mô tương đối, không muốn bị người khác làm phiền, Trương Khác và Hứa Tư đỗ xe dưới tán cây nói chuyện, nghe Hứa Tư kể lại chuyện buổi trưa, Trương Khác gãi đầu. Chú nói gì chị liền hồ đồ đồng ý hết à? Hứa Tư ngồi nghiêng người, cánh tay gác lên bảng điều khiển xe, tay còn lại nắm tay Trương Khác. Tôi nghĩ chú không hại cậu đâu. Trương Khác vuốt ve lòng bàn tay Hứa Tư. Tất nhiên chú không hại em, cũng không hại được em, nhưng hại chỉ quá đơn giản, họ muốn thuận tiện kéo cả em vào. Hứa Tư bối rối nói. Vậy làm sao bây giờ, tôi đồng ý rồi, quan trọng là tôi chẳng biết mình đồng ý cái gì, giờ lại không thể tìm chú hỏi. Trương Khác đâu ngờ chú lại giở trò lưu manh đó, Hứa Tư thường ngày rất thông minh, nhưng bị chú nắm lấy nhược điểm tình cảm. Nghe cô luôn miệng gọi chú, Trương Khác hiểu tâm lý của cô, cũng như y gọi thi vệ chung là cậu vậy, cả hai đều mong muốn được gia đình hai bên thừa nhận, nói. Vậy chị thấy sao, có tiếc không? Tôi nghĩ rồi, ngõ Đan Tỉnh phải đem khai thác trước như thế mới mở màn cho việc dựng lại Đông Sa Điền, lo thì có lo một chút, có điều không thể vì chút lo lắng kéo chậm lại sự phát triển của cả Đông Sa Điền. Vậy chị tham dự vào cũng tốt, tránh cho họ quá hám lợi làm hỏng nơi đó. Trương Khác lại nhớ ra một chuyện. Đêm qua chị không về nhà, nói sao với trong nhà. Giờ cậu mới quan tâm tới có phải là quá muộn rồi không? Hứa Tư nguyết y một cái. Không phải, em chỉ đang nghĩ, hay là hôm nay cũng lấy cớ đó không về nữa. Mơ đi, tôi bảo mẹ tôi về nhà ăn tối rồi. Ăn tối à? Trương Khác nghiêm trang nói. Em cũng muốn ăn, có em đang nghĩ là ăn chị trước hay ăn tối trước? Hứa Tư đỏ mặt, đưa tay che đôi mắt không lành mạnh của Trương Khác. Trương Khác vừa mới định có hành động thì cảm thấy thân xe rung lên, quay đầu lại nhìn, cửa kính phía sau có một chiếc áo đỏ áp vào, một cái tay đang vui vào trong áo mẩy mò, thì ra có một đôi tình lữ tưởng trong xe không có ai dựa vào âu yếm nhau, cửa kính xe Trương Khác bên trong nhìn ra thì rõ, bên ngoài nhìn vào không thấy gì. Vườn Bách Thảo không mở cửa với bên ngoài, vào đây được phải là người quen. Cho dù không phải quen Trương Khác thì cũng quen với ai đó ở Cẩm Hồ. Ngồi trong xe nhìn trộm người ta thì không hay, Trương Khác đưa tay gõ gõ lên cửa kính, cô gái áo đỏ kia giật bắn mình, kéo vội cái tay trong áo mình ra, còn lộ ra cả mảng eo trắng xóa. Hai người ở bên ngoài hoảng hồn, Trương Khác cảm thấy cô gái này quen quen, bạn trai cô ta thì không biết, chuyện riêng tư của mình bị người ta bắt gặp, mà bên mình lại phía sai, cô gái mặt đỏ dừ, kéo thanh niên kia định đi. Cô gái kia đỏ mặt, Trương Khác choàng nhớ ra, ấn cửa sổ xe xuống, thò đầu ra ra cười nói. Ninh tiểu thư, cho tôi gửi lời hỏi thăm chú cô. Ninh Lị Hoa nhìn thấy Trương Khác càng hoảng loạn, Chu Tiểu Binh nắm tay cô sinh nghi ngờ, hỏi cô Trương Khác là ai, Ninh Lị Hoa mất một lúc mới trấn tĩnh lại được. Ông chủ của Ái Đạt, là người trẻ quá mức mà em nói với anh. Lẽ ra điện khí Tân Nguyên chưa đủ tư cách trực tiếp gặp Trương Khác, nhưng nếu gặp rồi. Đinh Lị Hoa tất nhiên không bỏ qua cơ hội, mặc dù chuyện vừa rồi cực kỳ xấu hổ, nhưng không thể vì thế làm cơ hội bay mất. Thấy Đinh Lị Hoa không những không thẹn thùng kéo bạn trai bỏ chạy mà còn dẫn hắn tới chào, Trương Khác ngạc nhiên,
nhớ lại cô gái một năm trước khi mình tham quan nhà máy Tân Nguyên hơi chút là đỏ mặt, thầm cái khái, hơn một năm không gặp, cô ấy thay đổi nhiều thật. Lần này tới lượt Hứa Tư xấu hổ rồi, cô và Trương Khác đỗ xe ở chỗ kín đáo vắng vẻ này, còn trốn trong xe, đương nhiên càng ám muội. May lúc này Tạ Vãn Tình gọi điện tới, hỏi cô và Trương Khác ở đâu. Thấy Trương Khác lái xe muốn đi, Đinh Lị Hoa cuống lên, Tân Nguyên có được hạn ngạch tham dự thử nghiệm đầu đĩa mới hay không phụ thuộc vào ý nghĩ của người này, vội nói. Thật là trùng hợp, Khác thiếu gia có thể cho tôi cơ hội mời Khác thiếu gia và Hứa tiểu thư ăn cơm không? Hôm nay à? Trương Khác suy nghĩ. Chúng tôi đã hẹn người khác ở đây, nếu hai người sẵn lòng mời cả họ theo thì tôi không ngại ăn bữa cơm này. Ở khu phong cảnh Tượng Sơn có một khách sạn theo kiểu khu nghỉ mát, nơi đó mới xây được 7-8 biệt thự thì rơi vào tranh cãi tài vụ, thêm vào hạng mục khai thác khu phong cảnh Tượng Sơn rất lề mề, nên chỗ đó từ năm 94 chẳng khác gì bỏ hoang. Nơi đó khai phát nhà ở cũng chẳng hưng thịnh mấy, xung quanh vắng vẻ, 8-9 biệt thự chẳng lèm nên quy mô gì, có điều sau khi tập đoàn Thế Kỷ thành lập nên, Thiệu Chí Cương quyết đoán ra tay, mua lại nơi đó với giá rẻ, nửa năm qua đã lập nên được khách sạn khá có quy cách. Trương Khác chưa có cơ hội tới đó, nghe Đinh Lị Hoa mời đó ăn cơm cũng rất hứng thú, đợi Tạ Vãn Tình và Trương Đình tới liền lái xe rời vườn Bách Thảo. Xe của Đinh Lị Hoa là chiếc Santana đỗ ngoài cổng vườn Bách Thảo khá xa, Trương Khác bảo bọn họ. Nơi này tạm thời không mở cửa với người ngoài, có điều chỉ cần nói với bảo vệ là hai người tìm chỗ thảo luận lý tưởng cuộc đời thì bảo vệ không ngăn đâu. Đinh Lị Hoa đỏ mặt, nhưng vẫn nói. Vậy chúng tôi coi như Khác thiếu gia mở cửa nơi này với chúng tôi rồi. Khi tới khách sạn, Đinh Văn Tường đã nhận được điện thoại của cháu gái gái, chạy tới trước đợi nhím Trương Khác. Trong 5-6 ngày vừa qua, Đinh Văn Tường đã bàn bạc xong chuyện liên doanh 6 nhà máy đầu đĩa, hiện quan trọng nhất là tập trung hết nhân viên kỹ thuật nhà máy lại, chuẩn bị sẵn sàng kỹ thuật thử nghiệm đầu đĩa mới. Mấy ngày qua Đinh Văn Tường bận tối mặt tối mũi, nhưng nhìn thấy được tương lai vô cùng tươi sáng. Khi nhận được điện thoại của Đinh Lị Hoa, kích động run lên, không biết cháu gái mình sao mời được đại nhân vật này. Trương Khác gặp Đinh Văn Tường một lần năm ngoái cũng biết ông ta là nhân vật hiểu đời, quản lý công ty cũng rất có phương pháp, trong bao nhiêu nhà máy đầu đĩa ở Hải Châu, Tân Nguyên chỉ có nguồn lực vươn lên được không phải là ngẫu nhiên, lại còn chuẩn xác tìm ra phương hướng kiếm lấy hạn ngạch thử nghiệm đầu đĩa, có thể coi là nhân vật không đơn giản. Mặc dù bên ngoài đều nói việc tuyển chọn hạn ngạch là do Philip nắm vai trò chủ đạo, song ba công ty đó thì có dính líu lợi ích gì với doanh nghiệp khác ở Hải Châu. Nói thẳng ra thì một hạn ngạch của Hải Châu tất nhiên do Ái Đạt quyết định. Như vậy thái độ Trương Khác là quan trọng nhất, Đinh Văn Tường hiểu điều này, nhưng cũng lo suy đoán của mình sai, dù sao mới gặp mặt một lần, làm sao nói chuẩn xác một. Cơ hội hiếm có, Đinh Văn Tường trình bày toàn bộ kế hoạch liên doanh 6 nhà máy, ai cũng biết lúc này đề phòng Ái Đạt là không cần thiết. Chẳng bằng thẳng thắn bày tỏ thành ý. Vậy hãy thành lập công ty tiêu thụ khu vực. Trương Khác xen vào một câu. Đem quyền đại lý địa phương chỉnh hợp vào một công ty, nhà máy phải nắm kênh tiêu thụ trong tay, không thể để nhà phân phối kiểm soát nó. Bữa cơm này Trương Khác nói rất ít, đa phần chỉ ậm ừ, cùng lắm chỗ nào không nghe rõ thì hỏi lại. Đột nhiên khi Đinh Văn Tường nói tới vấn đề chỉnh hợp mạng lưới tiêu thụ của 7 nhà máy là điều làm ông ta đau đầu nhất. Trương Khác đưa ra một kiến nghị rất rõ ràng như thế, làm đám Đinh Văn Tường cứ ngớ ra. Đám Đinh Văn Tường thừa nhận Trương Khác có thiên phú thương nghiệp cực cao, nhưng thiên phú này là dùng cho Ái Đạt, chẳng liên quan gì tới Tân Nguyên, đưa ra kiến nghị gì chắc chỉ là lời khách sáo mang tính chất đối phó, nên nghe câu này bọn họ không hề coi trọng, nhưng vẫn tỏ ra cảm kích. Trên bữa cơm không có thời gian suy nghĩ, đợi tan tiệc trên đường về, Đinh Văn Tường mới càng nghĩ càng thấy ý nghĩa ẩn trong câu nói của Trương Khác. Liền bất chấp hiện đã là 9 giờ tối, gọi cao tầng phòng thị trường tới, thảo luận cả đêm mới nhận ra kiến nghị của Trương Khác hiện là cách duy nhất chỉnh hợp mạng lưới tiêu thụ tản mát của 7 nhà máy. Sau khi các vấn đề đạt được nhập thức chung, chuyện phiền lòng Đinh Văn Tường mấy ngày qua được giải quyết, nhưng nảy sinh ra nghi hoặc mới, Trương Khác vì sao lại chỉ ra con đường giải quyết vấn đề giúp Tân Nguyên. Trước kia Trương Khác không lợi dụng cung ứng linh kiện chèn ép Khoa Vương, Đinh Văn Tường thừa nhận khí độ hơn người của Trương Khác. Sự thực cũng chứng minh Khoa Vương không tạo thành được nguy hiểm cho Ái Đạt. Nhưng thời nay nói tới khí độ kinh doanh thì quá lý tưởng chủ nghĩa rồi, cho dù Ái Đạt có xem thường Tân Nguyên tới đâu chẳng lẽ không sợ Tân Nguyên phát triển lên sẽ gây ảnh hưởng tới Ái Đạt. Ngày 18 tháng 1, Đinh Văn Tường chính thức tìm Tô Tân Đông nói chuyện thử nghiệm máy mẫu, mời Tô Tân Đông và nhóm Trần Tín Sinh tham quan nhà máy Tân Nguyên,
sau khi 7 nhà máy liên họp với nhau, quy mô rất khả quan, tiếp đó nghe Đinh Văn Tường trình bày phương án liên doanh cụ thể, phía Ái Đạt đồng ý cho bọn họ hạn ngạch kia, thậm chí phái hai kỹ sư tới chỉ đạo bọn họ chuẩn bị công tác thử nghiệm máy mới. Đinh Văn Tường không kìm được nói ra nghi hoặc của mình, Tô Tân Đông giải thích. Điện tử Ái Đạt 2 năm qua càng phát triển càng thấy chỉnh thế nền công nghiệp ở Hải Châu hạn chế nghiêm trọng sự phát triển của Ái Đạt, nên mới kéo tất cả cùng nỗ lực tiến lên. Nếu như sợ Khoa Vương cùng Tân Nguyên các vị mà không dám đưa công nghiệp điện tử Hải Châu phát triển thì Ái Đạt vĩnh viễn không trở thành được doanh nghiệp điện tử hàng đầu. Còn nửa tháng nữa mới tới Tết năm 1997, nhưng không khí Hải Châu tựa hồ đã bao trùm trong sự náo nhiệt trước Tết. Tạ Kiếm Nam đứng ở trước công trường trung tâm nghiên cứu Khoa Vương, mặc đồ tây đội mũ bảo hộ lao động, mày nhíu lại, tin tức tứ cự đầu chọn nhà máy Tân Nguyên tham dự thử nghiệm đầu đĩa mới vào sáng nay, mặc dù trước đó đã dự liệu sẵn rồi, nhưng khi chính thức nghe tin vẫn cảm thấy nhụt chí. Trần Tĩnh mặc áo nhung dài màu đen, chân đi tất ra, cực kỳ gợi cảm, lạnh thì cũng chẳng lạnh, nhưng mà đứng ở trên công trường cảm giác hơi quái dị, cô nói. Nghe nói Ái Đạt còn phái kỹ sư tới chỉ đạo Tân Nguyên tiến hành chuẩn bị kỹ thuật. Loại chuyện vớ vẩn này bọn chúng tùy tiện có thể quyết định được ngay, lề mề như thế chẳng qua là vì mở rộng sức ảnh hưởng của Ái Đạt. Trương Khắc muốn chơi trò gì, Tạ Kiếm Nam hiểu phần nào, nhưng hiểu thì sao, quyền chủ động nắm trong tay người ta, hắn chỉ có thể nghiến răng căm tức. Bọn chúng xác định Tân Nguyên trước cũng là để cho chúng ta xem, Khoa Vương biết Tân Nguyên sau này trở thành cường địch của mình, lúc này cũng không thể không đi qua lại với họ, em đợi mà xem, thằng nhóc đó nhất định nấp sau lưng nghĩ như thế đấy. Trần Tĩnh mím môi không nói, có lẽ ngay từ đầu lựa chọn Ái Đạt làm đối thủ là một quyết định sai lầm, cô cũng dần hiểu ra đám Lưu Minh Huy bỏ sang Khoa Vương không đơn thuần vì Trương Khắc không biết dùng người như Tạ Kiếm Nam và Lưu Minh Huy giải thích, đồng thời dần nhận ra thù hận không bình thường của Tạ Kiếm Nam với Trương Khắc, nó không phải đối địch bình thường trên thương trường nữa, có điều cô không hiểu vì sao. Tháng trước Tết là tháng tiêu thụ sản phẩm điện tử rất tốt, quảng cáo Tiêu Vương cũng chính thức được đăng, lượng tiêu thụ đầu đĩa của Khoa Vương tất nhiên tăng vọt. Ái Đạt trong tháng này đầu tư quảng cáo không nhiều, nhưng từ con số khảo sát thị trường hiện nay, thị phần của Ái Đạt không hề ảnh hưởng chút nào, chỉ có lượng tiêu thụ của Tân Khoa là giảm nhanh. Chính như Tạ Kiếm Nam, danh sách tham dự thử nghiệm máy mới chưa được quyết định, tựa hồ đang tiến hành đàm phán cam go căng thẳng, thực ra muốn thu hút công chúng và giới truyền thông, tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của Ái Đạt. Trong đầu Trần Tĩnh hiện lên đôi mắt tựa hồ nhìn thấu lòng người kia. Nhất thời không tìm ra chủ đề gì đốt thời gian với Tạ Kiếm Nam ở công trường, im lặng một lúc mới nói. Giám đốc Úc đã tới Tân Nguyên nửa ngày rồi, không biết có đàm phán được kết quả gì chưa? Ai mà biết được? Úc Bình đâu thể lúc nào cũng lôi Chu Phú Minh ra, quan trọng là không biết giữa Ái Đạt và Tân Nguyên có hiệp nghị bí mật gì hay không, Tạ Kiếm Nam trầm ngâm. Tựa họ bọn chúng đã đoán được khả năng Tô Giật Quần tới Hải Châu làm thị trưởng, không dám đối đầu trực diện với chúng ta nữa. Nên quay sang nâng đỡ Tân Nguyên. Di động trong chiếc túi da cá sấu rung lên, Trần Tĩnh lấy ra xem nói. Điện thoại của giám đốc Úc, chắc bọn họ về rồi. Đang định ấn nút nghe thì thấy chiếc xe của Úc Bình trước cổng, chắc cô ta đã nhìn thấy hai người họ. Úc Bình và Lưu Minh Huy xuống xe, còn có cả Vương Kiến Trung vừa được điện tử Gia Tín điều tới làm chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu. Vương Kiến Trung là người Hong Kong, làm kỹ thuật, chưa hoàn toàn dung nhập vào công ty mới. Nên thận trọng. Úc Bình thì phẫn nộ nói. Đám Tân Nguyên tưởng rằng tóm được nhược điểm của chúng ta, đưa ra đòi hỏi rất quá quát. Bọn họ nói gì? Tạ Kiếm Nam đã dự liệu được, chuyện dễ quá mới là không bình thường. Anh nói đi, tôi không chịu nổi cục tức này. Úc Bình đánh miệng cho Lưu Minh Huy. Bọn họ không từ chối chúng ta phái nhân viên kỹ thuật cùng tham gia thử nghiệm máy mới, nhưng tất cả chi phí do chúng ta phụ trách, thiết bị sau khi thử nghiệm xong để lại Tân Nguyên. Còn trực tiếp ra giá. Bao nhiêu? Tạ Kiếm Nam nhướng mày lên. 10 triệu, đúng là một lũ ăn cướp. Bọn chúng muốn ăn cướp mà lại. Tạ Kiếm Nam không hề hoài nghi điểm này. Có điều ngày mai vẫn phải tiếp tục đàm phán. Lưu Minh Huy uất ức đáp một tiếng, hiện chỉ có thể nhịn. Nghe nói Ái Đạt thực hiện thưởng cổ phần cho chủ quản cấp 1, anh biết chuyện này chứ? Tạ Kiếm Nam quay sang chuyện khác. À, có nghe, song không để ý mấy. Lưu Minh Huy dùng giọng điệu bình đạm nói, nhưng làm sao không để ý cho được. Chu Nhất Bình, Dương Vân, Tiêu Kim Nghĩa những chủ quản cấp 1, được thưởng từ 3.000 tới 10.000 cổ phiếu, giá trị 10.000 cổ phiếu là $400.000. Nếu hắn còn ở Ái Đạt,
sẽ được thưởng chẳng kém cạnh gì Dương Vân. Hôm qua nghe được tin, hắn cả đêm không ngủ được, buổi sáng đi làm có vài ý kiến bất đồng với Tạ Chiêm, bị Tạ Chiêm lên mặt giáo huấn, nếu như cho mình lựa chọn lại. Lưu Minh Huy thở dài cố gắng không để tâm tình này hiện ra mặt. Làm cho tốt đi, thứ anh đáng có Khoa Vương sẽ cho anh. Tạ Kiếm Nam quan sát người rất giỏi, vỗ vai Lưu Minh Huy. Chương 497, ném đá xuống giếng. Khi Lưu Minh Huy ủ rũ hối hận vì rời khỏi Ái Đạt thì Thành Hán Trương và Tiêu Tấn Thành có cảm thụ khác hẳn, Đinh Hòe thông báo cho bọn họ biết buổi chiều Trương Khác sẽ bỏ thời gian ra đích thân bàn chuyện hợp tác với họ. Bọn họ đã ở lại Hải Châu một tuần rồi, không chỉ giao lưu với nhân viên của Viện Nghiên cứu Cẩm Hồ, còn tìm hiểu kỹ càng hoạt động nghiên cứu của Thái Khắc, tiếp xúc với cao tầng cả Ái Đạt như Tô Tân Đông, Tương Vi lại được trò chuyện với cả ba cự đầu. Hai người bọn họ không biết phải dùng ngữ khí gì để cao giá trị ISS nữa, mà tuần qua Đinh Hòe không hề nói tới chuyện hợp tác cụ thể, phòng tuyến trong nội tâm họ sụp từng chút một. Buổi chiều hai người bọn họ thảo luận kỹ thuật với nhân viên của Viện Nghiên cứu Cẩm Hồ nhưng không thể tập trung tinh thần được, bán ISS cho Cẩm Hồ là chắc chắn, không còn con đường nào để đi nữa, nhưng càng tiếp xúc nhiều với Ái Đạt, càng không tìm được lợi thế nâng tầm giá trị bản thân. 3 giờ chiều, ở khu nghiên cứu rất yên tĩnh. Có xe đi vào bãi đỗ là nghe thấy được ngay, một lúc sau Đinh Hòe đi vào mời bọn họ tới văn phòng của hắn nói chuyện, Đinh Xuân Kiến đứng dậy bắt tay họ chân thành nói. Tôi rất mong cùng làm việc với hai anh ở Cẩm Hồ. Thành Hán Trương mềm lòng, nghĩ, thôi thì tùy tiện ra điều kiện rồi ký cho xong vậy. Không phải nghi ngờ gì, Cẩm Hồ đã chiêu mộ được một nhóm nhân viên kỹ thuật xuất sắc, trong cơ sở công nghiệp điện tử yếu kém trong nước, bọn họ có may mắn tiếp xúc với kỹ thuật tiên tiến nhất trong lĩnh vực điện tử. Tiêu Tấn Thành trấn tĩnh hơn một chút, vỗ vãi Thành Hán Trương cùng vào văn phòng của Đinh Hòe. Trương Khác đang ngồi xoay lưng lại phía cửa ngắm nhìn tượng sơn, nghe thấy tiếng bước chân, quay ghế lại đứng dậy đưa cho Thành Hán Trương, Tiêu Tấn Thành ba bản tài liệu. Đây là điều kiện Cẩm Hồ mua ISS, cùng lời mời hai vị gia nhập Cẩm Hồ, hai vị xem còn có vấn đề gì có thể thoải mái nói ra. Hai người nhận lấy tài liệu, trước tiên xem hợp đồng mua ISS, cái giá 100 vạn USD. Có thể chấp nhận được, điều kiện đúng quy củ, tiếp đó là xem hợp đồng thuê mỗi người. Trời lạnh căm căm, tầng mây dày âm u bủa kín bầu trời, từng chiếc là lác đác rụng xuống khiến không khí càng thêm lạnh lẽo ảm đạm, cho dù trong phòng có điều hòa, nhìn cảnh tượng bên ngoài cũng thấy lòng giá lạnh. Tiêu Mân có văn phòng riêng của mình rồi, lúc rảnh rỗi cũng tiện gọi điện cho Lưu Minh Huy, buổi sáng nói chuyện với hắn, biết hắn tới Tân Nguyên, Tiểu Mân phần nào đoán ra được cục diện không hỏi tới kết quả. Đang ngồi trầm tư thì chuông điện thoại vang lên, Tiểu Mân giật mình cầm lên nghe, Lý Minh Học bảo cô ta tới văn phòng của ông. Tới gian thư ký ngoài phòng tổng giám đốc, Tiểu Mân nghe thấy có người nói chuyện bên trong, liền hỏi nhỏ thư ký. Ai thế? Phó thị trưởng Tống. Thư ký hạ thấp giọng hỏi lại. Có phải tới vì chuyện bổ nhiệm cô làm giám đốc phòng tổng giám đốc không? Sao thế được, đừng đoán bừa. Tôi nghĩ là phải đấy, vì nghe thấy bọn họ có nhắc tới tên cô. Còn nói tới chuyện thưởng cuối năm, nếu là thật tối nay cô phải khao đấy nhé. Tiêu Mân thực sự không biết hôm nay Tống Bồi Minh tới, Lý Minh Học không nói gì, cho nên cô ta không dám xác định, tới khẽ gõ cửa. Vào đi. Lý Minh Học nói vọng ra. Tiêu Mẫn đẩy cửa đi vào, thấy thượng vụ phó thị trưởng Tống Bồi Minh vắt chân ngồi trước mặt Lý Minh Học, Tống Bồi Minh quay đầu lại nhìn, đứng dậy nói. Tôi về thành phố trước đây, không làm phiền anh nữa. Thị trưởng Tống nói gì thế? Có phiền gì đâu. Lý Minh Học tiễn Tống Bồi Minh ra ngoài. Trừ lúc bước vào văn phòng Tống Bồi Minh có nhìn mình một cái, sau đó rồi thôi, càng chẳng nói một câu nào, Tiểu Mân hơi lo lắng. Lý Minh Huy quay lại văn phòng, khép cửa lại, chỉ ghế sofa bảo Tiêu Mân ngồi xuống nói chuyện. Có phải phó thị trưởng Tống lần này tới bàn chuyện phương án thưởng cuối năm không ạ? Tiêu Mân thăm dò. À, có nói một chút. Lý Minh Học ngồi xuống. Nhưng tôi tìm em có chuyện khác. Tiêu Mân hơi ngả người về phía trước, làm vẻ chăm chú lắng nghe. Tháng 2 năm 95 em vào công ty nhỉ, sắp được 2 năm rồi. Còn tháng rưỡi nữa là tròn 2 năm ạ. Tiêu Mân thầm nghĩ, chẳng lẽ nói tới chuyện chức vụ mới. Ồ, thế à? Lý Minh Học tựa hồ không nhớ lắm, Tiêu Mân là một trong hai nghiên cứu sinh ông hướng dẫn đưa vào City cổ phần Hải Châu. Nhìn Lý Minh Học có vẻ khó mở miệng. Tiêu Mân có cảm giác chẳng lành. Thầy Lý, thầy muốn nói chuyện gì với em ạ? 2 năm qua mọi người đều rất nỗ lực,
Tôi đang nghĩ hay là cho em một kỳ nghỉ dài, công ty cũng không có chuyện gì quan trọng. Kỳ nghỉ dài. Dây thần kinh của Tiêu Mân lập tức căng như dây đàn, thực sự từ lúc Lưu Minh Huy nhảy sang khoa Vương, cô đã chuẩn bị tinh thần bị đá khỏi công ty rồi, nhưng các phía đều tĩnh lặng như nước, ai ngờ lúc này cho một gậy, Tiêu Mân đứng bật dậy, giọng cao lên. Tống Bồi Minh tới đây vì chuyện này ạ, ông ta bắt nạt người ta quá lắm, em phải tới chính phủ thành phố nói chuyện với ông ta. Được rồi. Lý Minh Học áp giọng xuống, bảo Tiêu Mân bình tĩnh, Tống Bồi Minh nói với ông ta rõ ràng, tỉnh đã thảo luận vấn đề Tô Giật Quần tới Hải Châu, trong nội bộ City không thể có nhân tố bất ổn được, phải làm sạch nội bộ giảm thiểu đấu tranh, Lý Minh Học hỏi. Trước khi Lưu Minh Huy rời Ái Đạt có nói với em không? Tiêu Mân không đáp mà cố cãi. Người ta luôn muốn tiến về phía trước, chuyện này có gì sai sao? Trước khi hết giờ làm, tôi sẽ thông báo các phòng chuyện em nghỉ phép, công tác của em tạm thời do tôi kiêm quản. Nghe giọng điệu này của cô ta, Lý Minh Học không còn do dự gì nữa, cũng không giải thích thêm, quay về bàn làm việc nói. Tôi nhớ ngày công ty chính thức phát lương cho em là 25 tháng 2 năm 95, vậy em nghỉ tới ngày 25 tháng 2 hãy về công ty. Tiêu Mân bàng hoàng, đúng lúc này thư ký của Lý Minh Học gõ cửa đi vào, ngạc nhiên nhìn hai bọn họ, đưa một văn kiện khẩn cấp cho Lý Minh Học ký. Lý Minh Học ký xong lấy ra một văn kiện đã ký sẵn, nói. Bắt đầu từ ngày hôm nay, giám đốc Tiêu sẽ nghỉ phép vô thời hạn, cô đem văn kiện này gửi tới các phòng ban. Cùng lúc này ở trung tâm nghiên cứu Cẩm Hồ, bầu trời bên ngoài cũng rất âm u, nhưng tâm tình của Tiêu Tấn Thành và Thành Hán Trương thì khác hẳn. Thành Hán Trương đọc lại hợp đồng thuê một lần nữa, gần như không tìm ra được chỗ nào bất mãn, hắn cố áp chế kích động trong lòng, trước tiên đặt hợp đồng lên bàn, quay sang nhìn Tiêu Tấn Thành. Không ngờ thấy Tiêu Tấn Thành lộ vẻ nghi hoặc, giật mình, chẳng lẽ điều kiện của anh ta kém quá? Nhưng hợp đồng là thỏa thuận riêng của mỗi người, hắn không tiện hỏi. Tiêu Tấn Thành đặt hợp đồng xuống, hỏi trực tiếp Trương Khắc. Phía dưới viện nghiên cứu còn lập phòng hải ngoại sao? Thành Hán Trương liếc nhìn hợp đồng của Tiêu Tấn Thành ghi rõ, giám đốc tổng bộ vận hành hải ngoại. Kế hoạch phân tách nghiệp vụ của Ái Đạt thì mọi người biết rồi. Trương Khắc giải thích. Cho nên viện nghiên cứu Cẩm Hồ phân sự vụ thành hai khối rõ ràng, một khối nghiên cứu, một khối vận hành kinh doanh. Khối vận hành kinh doanh chia ra rõ hơn hai mảng trong nước và hải ngoại. Khu vực phòng hải ngoại phụ trách không phải tất cả khu vực trừ trong nước, hải ngoại trong mắt tôi chỉ có thị trường các quốc gia phát triển và đang phát triển. Phòng hải ngoại phụ trách nghiệp vụ ở các quốc gia phát triển Nhật Hàn, Âu Mỹ, đó là khúc xương khó gặm nhất, nếu ông Tiêu có lòng tin hãy làm giám đốc mảng này. Tiêu Tân Thành luôn cho rằng mục đích Cẩm Hồ thuê mình cũng giống Thành Hán Trương, là muốn phát huy sở trường kỹ thuật, làm quản lý kỹ thuật hoặc thuần túy nghiên cứu thì hắn không có gì bất ngờ. Song chẳng hề có bất kỳ trao đổi nào trước trực tiếp quyết định hắn phụ trách nghiệp vụ hải ngoại, trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc. Chương 498, hoan nghênh gia nhập. Tiêu Tân Thành do dự. Ông Trương thực sự muốn thôi phụ trách phòng hải ngoại. Sao, có nghi vấn à? Trương Khắc bình thản gật đầu. Thành Hán Trương cười nói. Xem ra Cẩm Hồ tìm hiểu rất tỉ mỉ rồi. Đây vốn là chức vụ vốn chuẩn bị cho Lưu Minh Huy, tiếc rằng hắn nhảy sang khoa Vương, trong nội bộ Cẩm Hồ không tìm được nhân thủ phù hợp. Trước đó Trương Khác chỉ tiếp xúc với Tiêu Tấn Thành một lần, Đinh Hòe cũng chỉ năm sáu này, còn xa mới đủ giao cho hắn trọng trách như thế. Ở phương diện dùng người, Trương Khác luôn quyết đoán mạnh mẽ, không bao giờ nhùng nhằng, như trước kia Lưu Minh Huy vừa mời Tô Tân Đông và Đinh Hòe từ Vạn Yến sang. Trương Khắc liền đem hết trọng trách lên người bọn họ, đừng nói bọn họ không hiểu ngay cả bản thân họ không hiểu. Công tác tiền kỳ trong hợp đồng thuê 3 năm của Tiêu Tấn Thành không ngờ lại là ở hai nước Nhật Hàn, nơi có thị trường điện tử hoàn thiện nhất. Đúng là một việc không hề nhẹ nhàng. Thành Hán Trương ngạc nhiên hỏi. Cẩm Hồ sẽ có sản phẩm điện tử mới sao? Đương nhiên, với trình độ kỹ thuật của Sony, Toshiba, Panasonic của Nhật, LG, Samsung của Hàn, Cẩm Hồ muốn dựa vào sản phẩm điện tử hiện có tiến vào thị trường của họ thì đúng là ảo tưởng. Tiêu Tấn Thành và Thành Hán Trương gật đầu. Nhưng Trương Khác lại không nói tiếp nữa, chỉ nhìn bọn họ lại nhìn hợp đồng. Hai người kia hiểu ý tứ của Trương Khác, khi nào bọn họ ký vào hợp đồng mới có cơ hội tiếp xúc sâu hơn với cơ mật thương nghiệp hạch tâm cả Cẩm Hồ. Trương Khác lấy ống bút của Đinh Hòe đặt trước mặt bọn họ. Thành Hán Trương cười khổ, lấy ra một cái bút bi. Đây là bản hợp đồng hắn không thể từ chối. Tiêu Tấn Thành còn có chút do dự, công việc trong hợp đồng cách quá xa việc hắn làm trước đó, tự tin là một chuyện,
nhưng tự tin phải có cơ sở, nếu không nó thành mù quáng. Đây chắc chắn là công việc đầy thách thức, nhưng suy nghĩ một lúc, hắn vẫn đặt bút ký vào hợp đồng. Ninh Hòe cười đứng dậy, nhiệt tình đứng dậy bắt tay từng người. Hoan nghênh gia nhập Cẩm Hồ, Khác thiếu gia luôn mong đợi hai cậu gia nhập, hai cậu không cần gọi ông Trương làm gì cho xa lạ, cứ gọi là Khác thiếu gia là được. Trương Khác chỉ cười, đưa tay lên bảo hai người họ ngồi xuống nói chuyện. Lời hoan nghênh tôi không nói thêm nữa, đám lão Ninh còn nói chuyện bị tiệc rượu chào mừng, tôi thấy để tối hắng hay. Lúc nãy ký tên, tay thành hán Trương hơi run, lúc này đã trấn tĩnh lại, nói. So với tiệc rượu tôi mong được hiểu thêm về Cẩm Hồ hơn. Trương Khác nhận lấy cặp hồ sơ từ Đinh Hòe, đặt lên bàn. Cẩm Hồ một mình phát triển ra máy mẫu siêu cấp VCD, nhưng không một mình hưởng thụ lợi nhuận thị trường, trừ muốn máy mới mau chóng được phổ biến trên thị trường, thì với thực lực kỹ thuật còn mỏng của Cẩm Hồ, không thể độc lập hoàn thiện sản phẩm một cách mau chóng, đó là nhân tố quan trọng khiến Cẩm Hồ liên kết với TCQ phát triển chip giải mã đời 3. Cẩm Hồ chỉ chiếm 18% lợi nhuận từ đó, nếu là hai anh có phải hơi không cam lòng không? Hai người kia cùng gật đầu, Trương Khác nói tiếp. Ngay từ đầu tôi đã nói với hai anh, sau khi Cẩm Hồ mua ISS, nhiệm vụ đầu tiên là khai phát chip giải mã độc lập hoàn chỉnh. Đây là tư liệu sản phẩm nguyên mẫu của Cẩm Hồ, trong đó M1 là máy nghe nhạc, mặc dù dùng chip giải mã hiện nay cũng miễn cưỡng có thể, song tôi muốn có sản phẩm với chất lượng cao hơn nữa. Tài liệu phân biệt ghi chú tiến độ nghiên cứu máy mẫu U1 và tiến độ nghiên cứu máy mẫu M1. Nếu yêu cầu không cao, chip giải mã của đầu đĩa trực tiếp dùng cho MP3 cũng được, nhưng chất lượng âm thanh rất kém. Hiện Cẩm Hồ đã phát triển ra máy mẫu MP3 và USB. Kỹ thuật USB tương đối đơn giản hơn, chỉ là một số kỹ thuật flash memory độc quyền nắm trong tay Sony và Samsung. MP3 mặc dù đưa ra máy mẫu, nhưng chất lượng rất bình thường. Nhiều kỹ thuật Cẩm Hồ đang trong giai đoạn mày mò và tích lũy. Cẩm Hồ có thể ủy thác cho công ty chuyên nghiệp như TCQ phát triển chip chuyên môn, song như thế kỹ thuật quan trọng không thể nắm trong tay mình, lợi nhuận cũng phải chia ra phần lớn. Cho nên Trương Khác mới muốn mua ISS như vậy, thậm chí khi đàm phán với TCQ và CQ, vì không để hai công ty này hạn chế Cẩm Hồ mua ISS, Trương Khác phải nhường ra một phần lợi ích. Thành hán Trương mím miệng suy nghĩ. Không biết phải dùng lời lẽ nào cho thích hợp. Mấy hôm nay chúng tôi gặp quá nhiều bất ngờ rồi, hai sản phẩm điện tử này đúng là thứ vũ khí sắc bén để Cẩm Hồ nhảy vào thị trường hải ngoại. Như vậy ISS, không nên nói là viện nghiên cứu Cẩm Hồ, nhiệm vụ chủ yếu cũng là tiếp tục khai thác phát triển hai sản phẩm này. Trương Khác nhìn Đinh Hòe. Chuyện kỹ thuật do lão Đinh an bài. Đinh Hòe lên tiếng. Chip giải mã đời 1 đời 2 ở phương diện giải mã âm tần không có gì nổi bật. May là chip giải mã đời 3 chúng tôi đưa ra đề cao lên tầm tương đối, muốn nghiên cứu chip giải mã chuyên môn cho MP3 sẽ giảm bớt độ khó đi rất nhiều. Đương nhiên chuyện có nhanh chậm hoãn gấp. Có tổng bộ cung cấp phương án kỹ thuật hoàn chỉnh việc này đúng là không khó lắm. Thành hán Trương nói tới đây thì ngừng lại, suy nghĩ một lúc, trước ông chủ mới phải thể hiện một chút. Tôi cần nửa năm. Trương Khác gật đầu, nóng vội chỉ tổ hỏng việc khai thác thị trường Nhật Hàn không thể gấp gáp. Nửa năm sau đưa ra sản phẩm chính thức là y đã hài lòng lắm rồi. Có được vũ khí sắc bén này, Tiêu Tấn Thành khôi phục lại tự tin về chức vụ Tổng Giám đốc vận hành hải ngoại, nói. Sản phẩm mới ít nhất cần nửa năm nữa mới ra đời, thành lập công ty tiêu thụ không cần quá sớm, trước đó phải dựng lên bộ khung phòng vận hành hải ngoại đã, không biết chúng tôi có nhiệm vụ cấp thiết gì cần hoàn thành không? Trương Khác gật đầu. Mục tiêu của Cẩm Hồ là trở thành doanh nghiệp điện tử tiêu dùng hàng đầu. Nên ngoại trừ lập nên bộ khung cho phòng hải ngoại, còn thiết lập viện nghiên cứu kỹ thuật tại Chiba, Nhật Bản, tìm hiểu doanh nghiệp điện tử nắm kỹ thuật tương quan. Đàm phán CamGo kéo dài tới tận 10 ngày, đến 22 tháng 1, T, Philip, C, Q, Ái Đạt, Minh Luân cuối cùng tuyên bố 5 doanh nghiệp điện tử hợp cách là Tân Khoa, Bộ Bộ Cao, Ái Đa, Kim Chính, Vạn Lợi Đạt cùng Tân Nguyên Tam dự thử nghiệm máy mới, do Ái Đạt cung cấp máy mấu, do Philip, C, Q, Minh Luân cung cấp thiết bị chủ yếu dành cho thử nghiệm. Trước đó giới truyền thông đều dự đoán Ái Đạt dùng sức ảnh hưởng của mình đẩy Tân Khoa ra khỏi vòng 6 doanh nghiệp thử nghiệm, dù sao hiện giờ Tân Khoa là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Ái Đạt. Tân Khoa lại chọn dùng chip giải mã của Sony, bị bài xích khỏi siêu cấp VCD, Sony cũng đã tuyên bố bỏ hạng mục chip giải mã, nhà máy sẽ chuyển sang hoạt động khác, làm Tân Khoa bị ảnh hưởng cực lớn. Đó là nguyên nhân chủ yếu khiến một tháng qua lượng tiêu thụ đầu đĩa của Tân Khoa xuống dốc,
chỉ cần Ái Đạt gây chút trở ngại, Tân Khoa sẽ rất thê thảm. Nhưng tất cả dữ liệu đều sai hết, chính Tiêu Vương Khoa Vương mới bị gạt ra ngoài danh sách. Trong việc thử nghiệm máy mới, Ái Đạt sớm đã tích lũy đủ kinh nghiệm, vì mau chóng để máy mới được đưa ra thị trường, Ái Đạt không giữ làm của riêng mà đem toàn bộ công khai miễn phí cho 6 doanh nghiệp kia. Cùng với khái niệm siêu cấp VCD được tung ra, tiêu thụ VCD bị đình trệ toàn diện, các nhà máy đầu đĩa đều tỉnh táo nhận ra, thời gian để tiêu thụ hàng tồn kho không còn nhiều nữa, giá bán đầu đĩa VCD tụt giảm xuống dưới 2.000 đồng mỗi máy, kéo được lượng tiêu thụ lên, nhưng với các nhà máy vừa và nhỏ thì đã không còn lợi nhuận gì nữa. Chi phí vận hành thị trường của Khoa Vương quá cao, lượng tiêu thụ không tăng lên, chia đều ra mỗi máy thì chi phí không kém gì các nhà máy vừa và nhỏ kia, bọn họ cũng chẳng có lợi nhuận gì. Tạ Kiếm Nam vì thế bị ép chấp nhận điều kiện của Tân Quang, dùng 10 triệu tham gia thử nghiệm máy mới với Tân Nguyên, hắn hiểu, ngày 7 doanh nghiệp lấy Ái Đạt đứng đầu kia đưa ra CF cấp VCD là ngày VCD dần bị đẩy khỏi thị trường. Nếu Khoa Vương không theo kịp bước tiến, không chỉ lượng tiêu thụ sụt giảm, mà ảnh hưởng xấu tới thị trường cũng là điều Khoa Vương không gánh chịu nổi. Chương 499, tới Tân Vu nghỉ ngơi. Đây là một kỳ nghỉ dài, ít nhất thì Trương Khác nghĩ như thế khi rời Hải Châu, y cũng chọn phương thức nhàn nhã nhất tới Tân Vu. Ở trên tàu thủy, gió lạnh mang theo mùi tanh của gió sông tràn lên bong tàu, vì không để ba tiểu nha đầu giáo huấn, Trương Khác và Phó Tuấn hút thuốc phải trốn vào một góc cầu thang trong khoang thuyền. Tiếng cười như chuông bạc của Chỉ Đồng, Tích Dung, Tích Vũ truyền khắp nơi, Tạ Vãn Tình, Lý Minh Du và Trương Đình. Cô trợ lý của Tạ Vãn Tình, muốn đi Mỹ du học nhưng không đi được vì phải kiếm tiền nuôi sống bản thân, đứng bên trò chuyện đồng thời theo dõi không để cho ba tiểu nha đầu rời khỏi tầm mắt. Đường Thanh, Trần Phi Dung, Đỗ Phi, Thịnh Hạ ở trong khoang đánh bài, Trương Mân quỳ trên ghế sofa nắm Tịch Dương. Nếu coi đây là một đoàn du lịch cũng được, vì có cả Mã Hải Long và con gái mới vào sơ chung của hắn cũng là thành viên trong đoàn. Ngày 28 tháng 1, đám Tôn Thượng Nghĩa đã trở về Hong Kong. Công tác đánh giá kiểm toán tài sản Ái Đạt đã kết thúc, 1978 cũng nghỉ Tết, Hứa Duy theo Hứa Tư tới Hong Kong ăn Tết. Kế hoạch đám Trương Khác sẽ tới Tân Vu chơi vài ngày, sau đó Trương Khác cùng Đường Thanh, Tạ Vãn Tình, Chỉ Đồng tới Bắc Kinh ăn Tết với vợ chồng Từ Học Bình, Chu Thúc Huệ, còn những người khác sẽ về Hải Châu. Sáng ngày 28 lên thuyền ở Hải Châu, trưa ngày 20 cập bến ở Tân Vu, biệt thự nhà họ Trương không ở được đông người như thế, nên tới cả khách sạn Thế Kỷ Cầm Hồ. Nói lại chuyện Trương Chi Phi kéo Hứa Tư lấy bất động sản ngõ Đan Tỉnh nhập cổ phần, Trương Khác vốn không mấy quan tâm tới chuyện đó lắm, nhưng tới Tân Vu mới nhớ tới chuyện này, chẳng lẽ Thiệu Chí Cương và chú muốn triệt để chiếm lấy cái tên Thế Kỷ Cầm Hồ. Từ Học Bình rời đi, Lý Viễn Hồ thay thế, tạm thời không gây chấn động trực tiếp cho quan trường Tân Vu, La Quy Nguyên bị xử tử hình, Tiền Văn Quý thay thế ông ta. Trương Chi Hành ở Tân Vu không có chỗ dựa đủ vững, ông chỉ nắm chặt lấy rượu Vân Trì, không mạo hiểm như ở Hải Châu nữa. Tân Vu năm nay xảy ra quá nhiều việc. La Quy Nguyên tung hoành quan trường Tân Vu hơn 10 năm rốt cuộc rơi vào vòng lao lý, gần như kéo hết theo những thương nhân quan viên chính phủ Tân Vu có thanh danh thối nhất chết chùm. La Văn vì tham dự tổ chức bán dâm phụ nữ, cùng loạt tội danh khác phán xử chung thân, đó là chuyện làm lòng người khoan khoái, cả lề thói lẫn trị án Tân Vu đều được chỉnh đốn. Trương Khác lần này tới Tân Vu không sợ bị cả đám lưu manh bao vây nữa. Những điều này đem lại danh dự xã hội rất cao cho Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước, có thể nói La Quy Nguyên vào tù, hai người bọn họ được hưởng lại nhiều nhất, dù sau khi Từ Học Bình bị điều đi, có kẻ muốn trả thù kiến nghị chia lại công tác của Trương Chi Hình bị hai người họ phủ quyết. Lưu Tước ban đầu không hiểu nội tình Trương gia, nhưng nếu lúc này ông ta còn chưa rõ thì khỏi làm thị trưởng nữa cho xong, chưa nói năng lực và chính tích trước kia của Trương Chi Hành, chỉ với một điều là Cầm Hồ đứng sau lưng ông thôi, kẻ khác không phải tùy tiện đụng vào được. Từ Học Bình đã rời khỏi tỉnh Đông Hải, nhưng quan viên Từ Hệ vẫn vững vàng, Kim Quốc Hải lên làm sở trưởng sở công an, vài năm nữa vào thường ủy tỉnh ủy là cái chắc. Lại nghe nói phía Hải Châu, Chu Phú Minh đã chủ động xin với tỉnh ủy lui về tuyến 2, Đường Học Khiêm lên làm bí thư thành ủy đã được định sẵn. Kể cả không nói tất cả những cái đó, thành tích Diệu Vân Trì sau khi cải cách cũng dần củng cố địa vị của Trương Chi Hành ở Tân Vu. Thành phố vốn ban đầu chẳng hy vọng Vân Trì mau chóng có được thành tích. Nhưng chỉ nửa năm thôi lượng tiêu thụ tăng vọt, còn mang lại cho thành phố 20 triệu lợi thuế, làm tài chính đang giật gấu vá vai được hóa giải đôi chút. Thành tích thu được của Vân Trì khiến các doanh nghiệp khác cũng háo hức, Trương Chi Hành tuy không khua chiêng gióng chống cải cách,
nhưng thái độ ủng hộ làm những doanh nghiệp này trở nên tích cực, chuyện cải cách sau này nhờ thế giảm bớt được lực cản. Trương Khắc tới Tân Vu để nghỉ ngơi, cho dù bị cha y tóm lấy muốn nói chuyện rượu Vân Trì, y cũng khiến nghị lên Thiên Vân Sơn vừa ngâm suối nước nóng vừa bàn việc. Ngọn Thiên Vân Sơn cao sừng sững nằm vắt ngang tây bắc Tân Vu, chắn lại tuyệt đại đa số gió lạnh mùa đông, làm mùa đông Tân Vu khí hậu dễ chịu, nhưng lên núi thì lại có cảnh tượng khác hẳn. Nhóm Trương Khắc vào khách sạn ở thì được Vệ Lan nói trên Thiên Vân Sơn đang có tuyết, nghĩ tới cảnh ngâm suối nước nóng ngắm tuyết rơi lất phất đúng là không tệ, cho nên vừa tới nơi mọi người đã chuẩn bị lên Thiên Vân Sơn ngâm suối nước nóng. Trương Chi Hành nhíu mày. Lúc này mà chạy lên núi ngâm suối nước nóng còn ra gì nữa? Trương Khắc bĩu môi. Chẳng qua chỉ là chuyện Vân Trì tham gia hội đường rượu toàn quốc chứ gì ạ? Con có hiểu chuyện này đâu, ba tóm lấy con cũng chẳng giúp được gì. Kết quả cuộc mặc cả là Trương Chi Hành quyết định chuyển tiệc trà cuối năm của Vân Trì chuyển tới khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ, Trương Khắc đành hoãn thời gian sau khi kết thúc tiệc trà. Tần Sương Hoa, Khổng Trường Hà còn chưa biết Trương Khắc đã tới Tân Vu, còn tưởng Trương Chi Hành xưa này chặt tay cuối cùng đã biết cảm thông cho sự vất vả của người dưới, nên chuyển tiệc trà từ văn phòng công ty lạnh ngắt tới khách sạn, trên xe hào hứng thảo luận nên ăn uống gì. Bọn họ tới cũng là lúc nhóm Tạ Vãn Tình, Đường Thanh rời đi. Lương Cách Chân còn đưa cả mẹ Vệ Lan theo, Trương Khắc, Đỗ Phi đành nhìn các cô lên núi với ánh mắt hết sức tủi thân. Chẳng phải các cô không biết nghĩ cho cảm thụ của Trương Khắc, mà ngâm suối nước nóng đúng là rất cám dỗ, ngoài ra sườn bắc còn có khu trượt tuyết cỡ nhỏ, nghe cũng cám dỗ không kém. Cuối cùng Trương Khắc đành kéo Đỗ Phi ở lại chia ngọt sẻ bùi. Khổng Trường Hà nhìn thấy Trương Khắc, cả dâu cũng dựng lên hưng phấn, hán tử Sơn Đông, đãi người nhiệt tình, ôm lấy vai Trương Khắc. Khác thiếu ra tới Tân Vu khi nào mà không đánh tiếng trước. Nghe câu này mỗi người chớp mắt lộ ra đủ các loại phản ứng khác nhau, hẳn là chuyện thị phi hè năm ngoái y gây ra đi sâu vào lòng người hết rồi, có điều chỉ trong chớp mắt thôi, sau đó tất cả trở nên vô cùng nhiệt tình, thấy nha nội, ai mà dám qua loa chứ. Trương Khác chẳng bận tâm, phía rượu Vân Trì, y chỉ cần giữ quan hệ với Tần Sương Hoa, Khổng Trường Hà là được, còn những người khác bản thân y không để ý, cần gì biết họ nghĩ gì về mình. Giơ tay gọi Tần Sương Hoa. Giám đốc Tần, sau tiệc trà tới Thiên Vân Sơn ngâm suối nước nóng nhé. Không ăn cơm ở đây sao? Tần Sương Hoa hỏi, nếu tối có an bài tiệc, ông ta và Khổng Trường Hà không thoát thân được. Có an bài cơm tối không? Trương Khắc quay đầu lại không thấy cha đâu, vẫy tay gọi Địch Đan Thanh. Địch Đan Thanh mặc áo khoác xám, dưới mép áo khác là tất da và đôi giày cao gót mũi nhọn, đang ở trong hội trường đích thân chỉ đạo bố trí. Phong tình kiều diễm khiến xung quanh liên tục đưa mắt về phía cô, ở bên cạnh Tần Dụ Cầm mặc đồng phục xanh của khách sạn, dung mạo thanh lệ, đường nét là lướt, nhưng khí chất thua Địch Đan Thanh một bậc. Địch Đan Thanh là cô gái từng ánh mắt cử chỉ đều toát ra sức hút vô hạn, đã vượt qua phạm trù xinh đẹp bình thường rồi. Ở Tân Vu, Địch Đan Thanh cũng là nhân vật truyền kỳ, thời học sinh đi tiếp rượu kiếm tiền sinh hoạt, tốt nghiệp xong vào văn phòng thành ủy, 24 tuổi lên cấp phó khoa trẻ nhất Tân Vu. Rồi làm giám đốc nhà khách chính phủ. Vụ án La Quy Nguyên, La Văn ai cũng nghĩ rằng cô bị lấy ra làm dê thế tội, ai ngờ Địch Đan Thanh trở mình một cú tuyệt đẹp, trở thành tổng giám đốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, cô gái 28 tuổi làm được như thế, tất nhiên không đơn giản. Mặc dù rất nhiều người đơn giản liên hệ với vẻ ngoài mê người của cô, thái độ rất khinh bỉ, nhưng đa phần ngạc nhiên, đóa hoa tươi xinh đẹp này không ngờ chẳng một ai hái nổi. Địch Đan Thanh đi tới. Nghe Trương Khắc hỏi chuyện tiệc tối, đáp. Thị trưởng Trương nói đợi kết thúc tiệc trà rồi quyết định tùy tình hình, chắc là không thể để tiệc trà kết thúc 3 giờ rồi bắt mọi người ngồi không 3 tiếng đợi cơm tối đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 500, đêm trăng trên núi. Những người đợi một bữa chiều đã cuối năm đã đợi nghe giọng điều có chút châm chọc của Địch Đan Thanh, mặt hơi nóng lên, đồng thời không khỏi thất vọng, chẳng lợi lộc gì thì đến đây làm gì nữa. Tần Sương Hoa là người rất tinh mắt, hỏi Khổng Trường Hà. Thị trưởng Trương bảo chuẩn bị một số món quà nhỏ, anh làm tới đâu rồi? Nói thế không khí liền trở nên kích động. Trương Chi Hành có chuyện đột xuất, giữa tiệc trà mới tới, nhưng chẳng ai nói được gì. Chủ đề bữa tiệc trà hôm nay tất nhiên là để tiếp thu ý kiến hữu ích, do có mời đại biểu nhà máy rượu đồng nghiệp tham gia, bên phía rượu Vân chỉ phát biểu không tích cực lắm, chủ yếu là dẫn dắt mọi người cùng tham gia. Ngược lại người của Cục Công nghiệp nhẹ, Hiệp đội đường rượu phát biểu rất hăng, ra sức thể hiện trước mặt Trương Chi Hành, làm Trương Khắc nghe mà phải cắn chặt lấy răng để khỏi há miệng ra ngáp,
đêm qua bị đám Đường Thành kéo đi đánh bài nên ngủ quá muộn, có điều vẫn đủ hiểu được tình hình cơ bản. Tiệc trà kết thúc lúc 3 giờ, người tham dự nhận quà do Diệu Vân chỉ chuẩn bị xong rồi đi, tất nhiên ai lại mặt dày ở lì đợi cơm tối nữa. Trương Khắc xem giờ nói. Muốn lên núi phải tranh thủ thôi, hôm nay trời âm u mau tối lắm đó ba. Trương Chi Hành do dự, đường lên Thiên Vân Sơn mặc dù không có đoạn nguy hiểm sát mép núi, nhưng thiết bị cơ sở rất kém, còn là đường cát đá, không có đèn đường, mặc dù cách nội thành chưa tới 40 km, nhưng tối xuống núi sẽ rất phiền phức, cuối năm rồi, việc rất nhiều, nếu để sáng mai mới về sẽ lỡ giờ. Không biết đùn đẩy công việc thì không phải là lãnh đạo thích hợp. Trương Khắc kéo cha vào trong xe. Chuyện phiền lòng có lo mãi cũng không hết, ba nghĩ nhiều làm gì. Trương Chi Hành không kịp phản ứng bị con kéo vào trong xe, nghĩ thả lỏng một chút cũng không có gì không ổn. Nhà tắm nước nóng ở Thiên Vân Sơn cũng thuộc tập đoàn Thế Kỷ. Trương Khắc rất hoài nghi nó sắp biến thành tập đoàn Thế Kỷ Cẩm Hồ. Là sản nghiệp liên hiệp đầu tư cùng Lưu Bân, mặc dù chưa kéo được ngành du lịch lên, nhưng lên Thiên Vân Sơn du ngoạn, ngâm suối nước nóng chắc chắn là lựa chọn tốt nhất, nên nhà tắm làm ăn không tệ. Lên tới nhà tắm nước nóng mới là 4 giờ 30, không thấy nhóm Tạ Vãn Tình, Đường Thanh đâu, nghe nói vừa tới đã đi trượt tuyết, tín hiệu di động còn chưa phủ sóng tới nơi này không thể liên lạc được, đành đợi các cô chơi đủ rồi tự quay về, bọn họ đi ngâm nước nóng trước, dù sao đám Tần Sương Hoa cũng đang nóng lòng muốn nói chuyện không thể thoải mái nói trên tiệc trà. Hội đường rượu toàn quốc tổ chức vào hai mùa xuân thu, quy tụ cả vạn doanh nhân cả nước, là sự kiện quan trọng để marketing của doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Nhưng đối với doanh nghiệp có kênh tiêu thụ độc lập mà nói thì không có nhiều tác dụng mấy. Các nhà máy rượu trước khi được chỉnh hợp vào Diệu Vân chỉ kinh doanh rượu cấp thấp, hệ thống tiêu thụ trong tỉnh không thể nói là kiện toàn, cấp độ thấp, sau khi chỉnh hợp xong chỉ khai thác thị trường Hoa Bắc, cho nên ý nghĩa lớn nhất của hội đường rượu là lập kênh tiêu thụ trên toàn quốc. Mục tiêu của Diệu Vân chỉ rõ ràng và khả thi, nhưng quan trọng là tài chính hữu hạn. Nổi lên thì dễ thôi, nhưng thực sự muốn đứng vững chân trên thị trường. Không thể thiếu được sản phẩm chất lượng tốt, kiên trì đi theo con đường marketing văn hóa rượu, hoàn thiện hệ thống tiêu thụ, trong đó chất lượng chính là thứ dễ bị bỏ qua nhất trong cái thời đại marketing này. Ngâm mình trong ao nước nóng do đá cuội quây thành thảo luận những vấn đề này, bên ngoài trời tối cũng không hề hay biết, đến khi nhóm Tạ Vãn Tình về, mới rời khỏi ao nước nóng, cùng ăn cơm. Ăn tối xong thì Trương Khắc lười chẳng muốn bàn công việc nữa, người khác muốn đi ngâm nước nóng, y kéo Đường Thanh ra ngoài. Đường Thanh mặc dù thích tụ tập náo nhiệt với mọi người, nhưng cũng hy vọng được yên tĩnh ở riêng bên Trương Khắc, muốn được ngắm khuôn mặt ẩn chứa chút tang thương của Trương Khắc dưới ánh trăng, với thiếu nữ ngây thơ mà nói, đó là hạnh phúc. Có điều ở trước mặt Trương Chi Hành, Lương Cách Chân không thể tỏ ra quá bạo dạn được, Trương Khắc kéo cô ra ngoài, cô nàng còn đùn đẩy, vờ bị Trương Khắc cưỡng ép kéo đi. Ánh trăng rất đẹp, cả ngọn núi như rát thêm lớp bạc mỏng huyền bí, giờ nhà khách. Đi mấy trăm mét là hồ nước nóng lớn nhất phía đông núi, gió lạnh đã bị chặn hết ở phía bắc rồi, nơi này chỉ hơi rét. Dưới ánh trăng, hơi nước lởn vởn trên mặt hồ, Đường Thanh tưởng là nước ấm, thò tay xuống mới biết lạnh buốt xương, nhưng những ánh sáng tinh thể băng óng ánh trong hồ lại cực kỳ mê hoặc. Địa thế bên này hơi hẹp một chút, dọc theo mép hồ đi xuống, có một thôn dân tộc thiểu số hơn 100 người, trong thôn đa phần là ngư dân sống dựa vào hồ nước nóng. Trong tỉnh Đông Hải, dân tộc thiểu số quần tụ trong thôn tự nhiên cực kỳ hiếm thấy, Trương Khắc nghĩ muốn khai thác nghiệp du lịch ở Thiên Vân Sơn, văn hóa dân tộc này là yếu tố rất quan trọng. Đường Thanh có tới đây cùng Trần Phi Dung vào mùa hè, còn ngồi thuyền của ngư dân ra tận hòn đảo nhỏ giữa hồ chơi, lúc này nhìn ra hồ chỉ thấy bóng mờ mờ của hòn đảo. Đường Thanh dựa vào trong lòng Trương Khắc, mơ mộng nói. Nếu mình có thể mua được một hòn đảo rồi xây một ngôi nhà thì hay quá, dù lấy trúc xây cũng được. Xây ngay ở bên hồ này, hoàng hôn ngồi ở ban công xem sách, cảm giác nhất định rất tuyệt phải không? Ừ, Trương Khắc nhắm mắt lại tưởng tượng. Đó nhất định là cuộc sống vô cùng thú vị, thật ra không cần đọc sách, pha một cốc cà phê, nhìn ánh tịch dương trải khắp mặt hồ, là hưởng thụ tuyệt vời. Nhìn đôi mắt long lanh nước của Đường Thanh, nói thêm. Lúc đó bạn có nguyện ý nằm trong lòng mình không? Chẳng thèm. Đường Thanh ngây thơ nói. Nếu có một ngôi nhà gỗ như vậy, mình sẽ ở cùng Phi Dung, bọn mình đã có hẹn trước, bạn muộn rồi. Thấy dáng vẻ cô nàng vô cùng đáng yêu, Trương Khắc không kìm được sao động, hôn lấy cánh môi mềm, hôn một cái càng thèm, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ mút say sưa, hôn cho Đường Thanh mềm nhũn người ra, mời ghé vào tai cô nói.
Một căn nhà như thế chỉ có hai cô gái không thấy cô đơn sao? Chẳng may nước hồ dâng lên, hai cô gái trên đảo biết làm thế nào? Chẳng lẽ bạn không nghe nói hồ nước nóng mùa mưa nước không dâng, mùa khô nước không giảm sao? Đường Thanh bị Trương Khác hôn tới đầu óc mơ hồ. Hơn nữa không có nam nhân, các cô gái vẫn sống rất đặc sắc, chỉ cần thi thoảng nhớ tới bạn là được rồi. Chỉ thi thoảng thôi sao? Mình rất buồn đấy. Trương Khác ngửi mùi thơm nhẹ thanh thoát như hoa sen của cô, lại đưa lưỡi tới tách hàm răng trắng ra, cái lưỡi nhỏ ướt át đó thực khiến người ta ngây ngất, mãi không biết chán. Ở bên hồ âu yếm nhau rất lâu, nghe tiếng có người gọi, thì ra đám Đỗ Phi, Thịnh Hạ, Trần Phi Dung đi tìm bọn họ, đi qua con đường có bụi cây tùm hai bên, đại khái Đỗ Phi kể chuyện trong núi có sói, Trương Mân sợ không dám đi nữa, nhưng lại sợ đám Đỗ Phi bỏ lại nên ngồi xuống đất kêu toáng lên. Trương Khác lên tiếng gọi cô em họ, Thịnh Hạ nắm tay Đỗ Phi, Trần Phi Dung dắt Trương Mân gạt bụi dâm gian nan đi tới, trong những người này Thịnh Hạ là không cần bảo vệ nhất. Oa, đẹp quá! Nhìn ánh băng lung linh trên mặt hồ, Thịnh Hạ ôm ngực thốt lên một tiếng, rồi trách Trương Khác. Sớm biết có chỗ cảnh đêm đẹp thế này mà chỉ biết kéo Đường Thanh đi xem, bỏ chúng tôi ở lại. Thịnh Hạ và Trần Phi Dung tới, Đường Thanh kiếm được đối tượng tâm sự về ước nguyện có căn nhà gỗ bên hồ, Đỗ Phi nói. Nơi này non nước hữu tình, môi trường tự nhiên ưu tính, lại ở gần ngay thành phố Tân Vu, rất thích hợp khai thác du lịch kiểu khu nghỉ dưỡng, vậy mà các bạn tính cả hòn đảo làm mỗi căn nhà gỗ bé tẹo. Ai, phụ nữ mà xa xỉ thì nam nhân chào thua, thảo nào người ta nói phụ nhân mới là người nắm trào lưu tiêu dùng chủ yếu. Chương 501, ăn Tết ở Bắc Kinh. Tưởng tượng không được à? Thịnh Hạ trừng mắt lên. Anh học cái gì hay không học? Lại học Trương Khác chỉ biết tới tiền, tiền. Trương Khác kéo Đỗ Phi nói. Chúng ta qua bên kia đứng, không chọc vào các cô ấy nữa. Rồi hỏi Trương Mân. Trong núi có sói thật đấy, còn có lợn lòi, em theo bọn anh hay theo các cô ấy? Trương Mân sợ lắm, do dự một lúc rồi nhích tới phía Thịnh Hạ. Nghe nói anh Đỗ Phi bị chị Thịnh Hạ đánh cho. Lần này chẳng cần Trương Khác kéo, Đỗ Phi bẽ mặt trốn sang một bên. Hai năm qua Đỗ Phi đúng là bị đám Trương Khác, Thịnh Thanh hun cho toàn thân thối mùi tiền rồi, góc độ nhìn vấn đề đã vượt ngoài cục hạn của học sinh cao trung, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bắt đầu từ lúc đám Thịnh Thanh làm đĩa lậu, rồi thành lập tập đoàn Thế Kỷ, tới giờ vừa đăng ký công ty địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, Đỗ Phi đều tham dự ở mức độ nhất định, tích lũy được khá nhiều vốn liếng kinh nghiệm mà ở tuổi của hắn không tiếp xúc được, đương nhiên hắn vẫn phải giữ hình ảnh học sinh ngoan trước mặt Lý Chi Phương, chẳng dễ dàng chút nào. Cuộc đời học sinh chỉ còn lại nửa học kỳ cuối cùng, Đỗ Phi có chút do dự, hỏi. Học kỳ tiếp theo mày định vượt qua thế nào? Hay vẫn như bây giờ? Mày nói chuyện của mày đi, để ý tới tao làm gì? Với Đỗ Phi, Trương Khác không cần làm bộ gì hết, kéo hắn ngồi xuống, vừa rồi bị Đường Thanh dựa vào trong lòng đứng rất lâu có hơi mệt rồi. Quay người đi không để cô nàng học sinh ngoan đó nhìn thấy, lấy thuốc lá ra đưa cho Đỗ Phi. Tao thương lượng với ba tao rồi, ba tao nghiêm mặt nói sẽ không lo chuyện đại học của tao, tao muốn thi đâu thì thi, có vào Đại học Hải Châu cũng được. Mẹ tao nói thế nào ít nhất tao cũng phải thi đỗ vào Đại học Đông Hải, không được để mất mặt bà, thực ra thi vào Đại học Đông Hải cũng khá khó, nên tao muốn bàn với mày. Đỗ Phi ngồi xuống than. Tao thấy học kỳ sau tao phải học chăm chỉ rồi, nếu không sẽ mệt lắm. Vậy thì cứ chăm chỉ học tập đi, có mẹ con Lý Chi Phương. Chu Hiểu Lộ, tao thấy mày ở trường dễ chịu lắm mà. Trương Khác thô bỉ cười hô hố. Đừng nói bậy. Đỗ Phi chột dạ quay đầu lại nhìn, ba cô gái vẫn thì thầm cười rúc rích với nhau. Tao nói nghiêm túc đấy, không phải là học ở trường vô ích, quan trọng là bỏ bằng đấy công sức ra học, chẳng bằng bỏ ít thời gian ra ngoài học thêm những thứ khác, sách mày đưa cho, tao vẫn đang xem. Mày kém thế à, chỉ vì cái Đại học Đông Hải mà phải đem ba mày ra. Chẳng trách ba mày coi thường mày. Thực ba tao đích thân ra mặt thì vào được Đại học Đông Hải vẫn tốn công lắm, mẹ tạo thì cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội thích thể diện. Mày biết đấy, trong nhà thì mẹ tao làm chủ, nếu mày có thể giúp bọn mình kiếm được hai hạn ngạch đặc biệt thì chuyện coi như xong, cả thi cũng không phải miễn luôn rồi sao? Đỗ Phi dụ dỗ. Mày có đường lối rõ ràng đấy, nhưng... Trương Khác nhớ tới Chu Cẩn Tì. Sức ảnh hưởng của lão già đó tại Đại học Đông Hải không thể xem thường, lúc này kiếm hai hạn ngạch đặc biệt hơi khó, Trương Khác nghĩ một lúc mới nói.
tới lúc đó cũng không phải là không có cách, đúng là không cần lãng phí quá nhiều thời gian, mày cứ làm theo kế hoạch ban đầu của mày đi. Cẩm Hồ năm nay lấy danh nghĩa Ái Đạt tài trợ cho hoạt động cắm trại của Nhất Trung, hợp tác với Cục Du lịch Tân Vu tới Thiên Vân Sơn tham quan tìm kiếm thắng cảnh, hoạt động sau Tết mới bắt đầu, trường học xét những học sinh năm thứ ba như Đường Thanh, Đỗ Phi học tập căng thẳng, nên không để tham gia chuẩn bị cắm trại. Đỗ Phi đương nhiên không ngoan ngoãn nghe an bài của trường học, hắn đi tiền trạm trước tiên, kế hoạch có chu toàn cũng không bằng kinh nghiệm bản thân, thế mới có cơ hội thể hiện trước mặt Lý Chi Phương, tên tiểu tử này theo đám Thịnh Thanh, Thiệu Chí Cương 2 năm đã danh như cáo rồi. Đám Trương Khác ở trên núi 4 ngày, nếu không xuống thì ba tiểu nha đầu thành dã nhân mất, có một lần bị Tích Dung Tích Vũ chơi trò trốn tìm, không phải ba tiểu nha đầu chơi với nhau, mà là chơi với đám Trương Khác, làm mọi người tìm nửa ngày trời không ra. Toát hết mồ hôi lạnh, cho nên ngày 26 tháng chạp mới vội vàng xuống núi trước một ngày, rời Tân Vu. Vợ chồng Trương Chi Hành, Lương Cách Chân ăn cái Tết đầu tiên ở Tân Vu, Trương Khác, Tạ Vãn Tình, Đường Thanh xuống thuyền ở tỉnh thành, chuẩn bị đáp máy bay tới Bắc Kinh, những người còn lại tiếp tục về Hải Châu. Ngủ lại tỉnh thành một đêm, tới hôm giao thừa mới bay tới Bắc Kinh, rất nhiều đơn vị đã nghỉ trước giao thừa, những công nhân viên vùng ngoài thì tới ngày 25 đã rời khỏi công ty. Trên máy bay chẳng có mấy người, cảm giác như bốn bọn họ bao cả máy bay vậy. Xuống máy bay gặp đúng lúc trời đổ tuyết lớn, cả thành phố được phủ lên lớp bông trắng, không còn ấn tượng xám xịt ngày trước nữa. Mặc dù đã không phải là chư hầu một phương nữa, nhưng Từ Học Bình vẫn là quan lớn cấp chính bộ, đãi ngộ không dám đi chút nào, chiếc Audi màu đen mang biển quốc vụ viện lái thẳng vào đường băng, đợi bọn họ ngay dưới cầu thang. Từ Học Bình sau khi tới Bắc Kinh ở tiểu khu Mộc Tê Địa tại Phục Hưng Môn, nơi này chuyên môn xây dựng cho các cán bộ cao cấp quốc gia, đó là ngôi nhà ba tầng, có vườn độc lập, trừ Từ Học Bình và Chu Thục Huệ còn có giúp việc Tiểu Chu. Lương Văn Giang và bạn gái ở lại trường chứ không về Tây An ăn Tết, Từ Học Bình nghe thế định phái xe đi đón, Trương Khác thấy không cần phức tạp như vậy, gọi điện bảo hai người họ bắt taxi tới ăn cơm tất niên. Trong tiểu khu quản lý hết sức nghiêm ngặt, nhóm Trương Khác ngồi xe của Từ Học Bình đi vào nên không bị kiểm tra, còn Lương Văn Giang bị chặn lại ở cổng, cần người ra đón mới được vào. Trương Khác giữa năm đầu tư 500 vạn vào Côn Đằng Online, đám Lương Văn Giang mã hướng đông ra sức lập nên bộ khung cổng web. Người làm kỹ thuật ít bị tin tức ngoài làm phân tâm, Lương Văn Giang thuộc loại chỉ khi đích thân gặp phải rồi mới giật mình hiểu ra. Hắn và bạn gái Vương Thái Linh học học viện bưu điện tới Mộc Tê Địa. Bị cảnh sát vũ trang chặn lại bên ngoài mới ý thức được đây là nơi ở của cán bộ cấp cao, đến khi được Trương Khác dẫn vào mới biết đây chính là tiểu khu bộ trưởng, mà bạn học hắn hay nói. Lương Văn Giang và cha hắn giống nhau, đều có chút cổ hủ của người đọc sách, đối nhân xử thế so với Đỗ Phi còn kém xa, có điều Từ Học Bình thích người như thế, ông gặp quá nhiều loại người lọc lõi rồi, giữ Lương Văn Giang và bạn gái ở lại. Đường Thanh và Chỉ Đồng ra sân đắp tuyết. Từ Học Bình vì cháu gái giữ tuyết trong sân mấy ngày, trong khi các nhà xung quanh đều dọn sạch tuyết, có điều người tuyết chớp mắt đã bị Chỉ Đồng đạp vỡ, có thể thấy tiểu nha đầu này hưng phấn tới mức nào. Tạ Vãn Tình, Chu Thục Huệ và Vương Thái Linh đi gói sủi cáo, Vương Thái Linh trông thanh tú, lấy lời Lương Văn Giang mà nói cô là một trong thập đại mỹ nữ khóa 95 của Học viện Bưu điện, trường này thực ra có chưa tới 200 nữ sinh. À phải nói học viện này là trọng điểm tuyển mộ nhân viên của Cẩm Hồ, nữ sinh ở đó thuộc cấp độ gì Trương Khác biết rõ lắm. Vương Thái Linh quê ở Tây An, có điều cô sinh ra ở Bắc Kinh, cha mẹ cô không ở Bắc Kinh ăn Tết, nên cô theo Lương Văn Giang lưu lãng bên ngoài, gia cảnh cô rất tốt, cha còn là quan viên cao cấp bộ bưu điện, người khác không hiểu được vì sao cô lại nhìn chúng Lương Văn Giang khô khan cổ hủ. Trương Khác kiếp trước đã gặp cô chị dâu này hai lần, sau khi Lương Văn Giang đi Mỹ du học. Vương Thái Linh ở lại Bắc Kinh học xong nghiên cứu sinh, 4 năm sau qua Mỹ kết hôn với Lương Văn Giang, là cô gái hiền dịu lại lương thiện, nói chung 10 năm sau một cô gái như thế là cực hiếm. Trương Khác cùng Từ Học Bình chơi cờ vây, Lương Văn Giang ở bên cạnh xem, sức cờ của Trương Khác hơn Từ Học Bình một bậc, nhưng không bằng Lương Văn Giang. Trong Thanh Hoa, Bắc Đại ẩn giấu rất nhiều cao thủ cờ vây nghiệp sư, bọn họ ngoài học tập đa phần lấy cờ vây làm nguồn vui, Trương Khác quá nửa đánh không lại bọn họ. Chương 502, chuyện cài đũa. Sau bữa tối mọi người ra sân ngắm pháo hoa rực rỡ phóng lên từ Thiên An Môn, Lương Văn Giang ở trong phòng khách xem liên hoan cuối năm, Trương Khác không hứng thú, mấy chương trình đó y xem hết rồi, lại không thể mang ra khoe, đây là một phần lý do Tết với Trương Khác trở nên nhạt nhẽo, liền cùng Từ Học Bình vào thư phòng vừa đánh cờ vừa tán gẫu.
Trương Khác nói tới chuyện đấu đá ngấm ngầm ở Đông Hải sau khi ông đi, Từ Học Bình thở dài. Lý Viễn Hồ có năng lực, làm việc có khí phách, chỉ là đối đãi với người hơi nghiêm khắc. Trương Khác hiểu cái gọi là đối đãi nghiêm khắc chẳng qua là nói Lý Viễn Hồ không đủ khí độ. Vậy cháu coi sự nghiêm khắc của ông ta là roi vọt với Cẩm Hồ. Từ Học Bình cười, quy mô của Cẩm Hồ dù chưa đủ lớn nhưng không có nghĩa là ai cũng bắt nạt được. Cháu tới đây lần này là muốn nghe bác nói trung tâm nghiên cứu phát triển kinh tế có tin đồn đại gì thú vị không? À, cháu muốn nghe cái gì? Từ Học Bình vừa hỏi vừa chỉ lên bàn cờ nhắc Trương Khác đừng chỉ chú ý nói chuyện mà quên đánh cờ. Đương nhiên là về sản nghiệp công nghệ thông tin và về lâm nghiệp ạ. Trương Khác cầm quân cờ đen đặt xuống. Mấy ngày qua cháu nghĩa bác tới trung tâm nghiên cứu kinh tế tựa hồ là nước cờ có thể tiến có thể lui phải không ạ? Nước cờ này làm người ta nhìn không thấu. Từ Học Bình chỉ quân cờ Trương Khác vừa đặt xuống, nói một lời nhiều ý. Nhưng hy vọng hơi mong manh. Trương Khác sợ Từ Học Bình tinh thần sa sút nên mới nói những lời này. Trung tâm nghiên cứu kinh tế là cơ cấu chính sách trực thuộc Quốc vụ Viện, không phải là ban ngành cách quyền lực trung tâm quá xa, chỉ là chức vụ Từ Học Bình hơi lửng lơ. Từ Học Bình lại chẳng lo buồn cho cảnh ngộ của mình. Ở trung tâm bác có rất nhiều việc muốn làm, lúc làm tỉnh trưởng tuy có nghiên cứu kinh tế, nhưng không thấu triệt ở phương diện vĩ mô toàn quốc như hiện nay. Bác 60 rồi, công nghệ thông tin bác không chú ý, lâm nghiệp và ngành giấy bác có để tâm. Hiện chuyện bảo hộ rừng tự nhiên trong nước rất kém, cải cách lâm nghiệp bao năm rồi mà chưa thấy khởi động, sản nghiệp lấy gốc làm nguyên liệu tạo ra mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Tuy giờ bác không thể làm chuyện quá cụ thể, nhưng ở đằng sau thúc đẩy một chút vẫn được. Tân Quang có quy hoạch lớn chừng nào? Tân Quang làm được lớn đến đâu phải xem Ái Đạt làm được lớn chừng nào ạ? Trương Khắc đáp. Chu kỳ thu hồi vốn của việc trồng rừng nguyên liệu quá lâu, tiến triển của Tân Quang rất chậm. Tân Quang đúng là tự chói chân chói tay bản thân, trong mắt người khác có chút lý tưởng chủ nghĩa quá đáng. Từ Học Bình nói vậy xong rất tán thưởng cách làm này của Trương Khắc. Điều này chúng ta nên học tập Nhật Bản. Bọn họ lấy sản phẩm kỹ thuật cao kiếm lợi nhuận, sau đó lấy lợi nhuận này đi cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên của nước khác, bảo hộ tài nguyên thiên nhiên của mình. Cẩm Hồ làm thế tuy hơi nực cười, nhưng dù sao cũng có chút tác dụng. Trương Khác nói rất bình đạm. Cháu có xem qua một con số, những chiếc đũa dùng một lần rồi bỏ của Nhật Bản có 96% nhập từ trong nước ta, đại khái mỗi năm làm chúng ta mất 250 vạn cây gỗ, trong khi tỷ lệ bao phủ rừng của Nhật Bản gấp 3 lần nước ta. Đã thế trong nước còn thực hiện miễn thuế, ưu đãi chính sách, cổ vũ xuất khẩu, trong nước ra sức chặt gỗ đem bán. Chuyện cái đũa cháu nói có ban ngành hữu quan chú ý rồi, nhưng mà cấm chỉ toàn diện khó lắm. Trong thời gian ngắn đương nhiên là không cấm nổi, TW có cấm, địa phương vì theo đuổi lợi ích ngắn hạn vẫn phá, mâu thuẫn này giải quyết không nổi. Chỉ có thay đổi chính sách, nâng cao thuế, mới có thể khống chế trong phạm vi có thể chấp nhận. Trương Khắc cười khổ. Không phải cháu phê bình chính sách TW, nhưng vận dụng chính sách cân bằng kinh tế chưa đủ khéo. Từ Học Bình thở dài. Dù sao vẫn phải làm từng bước một, chuyện phải làm quá nhiều, nếu trong tay mình có thể hoàn thành một hai việc cũng đủ không phải nuối tiếc rồi. Lời này ít nhiều tiết lộ ông không cam tâm khi phải rời khỏi tỉnh Đông Hải. Trương Khác nhìn thấy sau năm 98 Từ Học Bình có hy vọng quay lại rất lớn, khi ấy ông mới 62. Quan trọng là ngay từ bây giờ ông phải bắt đầu chuẩn bị quay lại, về chính trị về học thuật phải có những động thái tích cực, không để người khác quên mất. Tiếng chuông năm mới vang lên, bên ngoài phòng tiếng pháo nổ đi đùng không dứt, pháo hoa không ngừng bùng lên tia sáng muôn màu, náo nhiệt vô cùng. Từ Học Bình mặc dù không còn phong quang như thời ở Đông Hải, nhưng vẫn ở vị trí cao, người tới bái phỏng không ít, đau đầu cũng được, không thích ồn ào cũng được, nhưng không thể đóng cửa từ chối tiếp khách. Nếu không sẽ bị đồng nghiệp cấp dưới cho rằng là không biết cư xử, bị cô lập, ngay công tác cũng khó triển khai. Mùng 1 Tết, Trương Khác và Đường Thanh ăn sáng xong theo Lương Văn Giang tới công ty Côn Đằng Online, mới đầu năm chỉ có Mã Hướng Đông và hai nhân viên kỹ thuật trực ban, Trương Khác là đại cổ đông của công ty, tới Bắc Kinh thế nào cũng phải thăm hỏi cổ vũ một chút. Mã Hướng Đông cả ở mặt điều hành lẫn kỹ thuật đều vô cùng xuất sắc. Khi đám Trương Khác đẩy cửa đi vào thì hắn đang tán gẫu với một người bạn ở Doanh Hải Uy. Năm 97, Doanh Hải Uy trong sản nghiệp thông tấn có vai trò như một truyền giáo sĩ, sức ảnh hưởng rất lớn,
trước kia Lương Văn Giang đã dự tính nếu không ra nước ngoài được sẽ đến Doanh Hải Uy công tác. Trương Khắc và Đường Thanh buổi sáng chẳng có chỗ nốt thời gian, liền ở lại công ty nói chuyện với Mã Hướng Đông. Vương Thái Linh dậy Đường Thanh vào mạng. Đám Mã Hướng Đông cực kỳ sùng bái Doanh Hải Uy, hơn nữa mấy ngày nữa Doanh Hải Uy sẽ thuê đường dây bưu điện, thông qua vệ tinh phục vụ kết nối mạng trong phạm vi toàn quốc, với sự nghiệp Internet vừa có bước khởi đầu như trong nước, ý nghĩa không hề tầm thường. Mã Hướng Đông nói tới đề tài này tỏ ra vô cùng hưng phấn. Trương Khắc lại thản nhiên nói. Bước đi này của Doanh Hải Uy có cống hiến lớn với sản nghiệp mạng Internet trong nước, nhưng lại là sai lầm chí mạng chính bản thân họ. Vì sao? Mã Hướng Đông không hiểu. Hành động của Doanh Hải Uy chẳng phải phù hợp với khát vọng với tin tức và tri thức của người trong nước sao? Khẩu hiệu người Trung Quốc cách cao tốc thông tin không xa nữa rất được hưởng ứng. Mã Hướng Đông tuy rất ưu tú, nhưng không phải không có cực hạn thời đại, người thuộc thế hệ bọn họ mày mò vùng vẫy trong gai góc cùng sương mù của sản nghiệp thông tin, chỉ có cực ít người tìm ra phương hướng chính xác. Người thành công không phải là người ưu tú hơn, có tầm nhìn hơn, mà may mắn nhiều khi là yếu tố rất quan trọng. Trương Khắc chính là kẻ sở hữu may mắn tất cả khao khát, với y không tồn tại vấn đề sai lầm về phương hướng. Trương Khắc chỉ ra nhân tố thất bại của Doanh Hải Uy. Khẩu hiệu của Doanh Hải Uy kích động lòng người thật đấy, nhưng không hiện thực. Muốn thành doanh nghiệp phục vụ kết nối Internet phải có 3 điều kiện, có tiền, có quyền, còn phải có tuyến đường phục vụ kết nối. Hiện chỉ có bưu điện có đường dây, Doanh Hải Uy làm thế là trực tiếp cạnh tranh với bưu điện, nhưng bọn họ thuê đường dây của bưu điện, nghiệp vụ bị bộ bưu điện quản lý, dựa vào cái gì cạnh với bưu điện. Đó chính là hiện thực xã hội, trong vòng 10 năm nữa, ở trong nước muốn cạnh tranh với ban ngành độc quyền là chuyện ảo tưởng. Cho dù chúng ta chuyên tâm làm doanh nghiệp phục vụ kết nối Internet thì cũng phải tìm đủ mọi cách làm tốt quan hệ với bộ bưu điện, cung phụng bọn họ như ông nội, nối không đừng mong kiếm được lợi nhuận trong đó. Trương Khắc đầu tư vào Côn Đằng Online không phải là vì nhắm vào lợi nhuận, mà nhìn chúng vào sức mạnh truyền thông mới nổi này, sức ảnh hưởng của nó sẽ càng ngày càng lớn, vượt qua cả kênh truyền thông cũ, hơn nữa là kênh truyền thông bị chính quyền kiềm chế yếu nhất. Trong thế giới hiện nay, truyền thông có ảnh hưởng rộng khắp và có tác dụng dẫn dắt dư luận, đó cũng có nghĩa là quyền lực, đó mới là thứ Trương Khắc muốn. Chương 503, kỷ niệm Vương Tiểu Ba. Đường Thanh theo Trương Khắc được tiếp xúc với Internet từ rất lâu rồi, cũng có thể tính là nhóm cư dân mạng đầu tiên, thường ngày chỉ tiếp xúc với giao diện web, không biết đằng sau nó là cái gì. Học sinh khoa văn luôn có ánh mắt sùng bái với những thứ kỹ thuật, cô gái như Vương Thái Linh lại tinh thông mã vi tính, trong mắt Đường Thanh đúng là kỳ tích. Trương Khắc thì lại nghĩ ông anh họ cổ hủ khô khan của mình tán được Vương Thái Linh mới được tính là kỳ tích. Buổi trưa ăn cơm hộp ở công ty, ăn xong Lương Văn Giang phải trực thay cho Mã Hướng Đông, không thể tới nhà Từ Học Bình làm khách nữa. Trương Khắc trước khi đi nói. Tôi có xem qua một số tài liệu chuyên nghiệp, Côn Đằng Online muốn trở thành cổng web thì ở phương diện tin tức phải cập nhật liên tục, có tác dụng dẫn dắt các chủ đề thảo luận, cùng tốc độ truy cập đều phải tăng cường. Nghe thấy Trương Khắc kỳ vọng vào Côn Đằng Online như thế, Mã Hướng Đông tất nhiên nói tới khó khăn hiện thời của họ. Nhưng thiếu tiền, trang thiết bị đều đặt ở Mỹ, thời gian truy cập lâu, chúng tôi đã tính, nếu máy chủ đặt ở trong nước, tốc độ truy cập ít nhất tăng lên gấp đôi. Ngoài ra biên tập nội dung, thu thập tin tức đều cần thêm người. Thiếu tiền à? Trương Khắc một chân đã bước vào xe rồi vẫn quay đầu lại nói. Cẩm Hồ có thể đầu tư thêm 20 triệu. Ngoài ra Ái Đạt, Tân Quang suy nghĩ nghĩ đầu tư quảng cáo trên Côn Đằng Online. Các anh cũng biết thời này thu nhập quảng cáo trên mạng rất hữu hạn, tiêu hết các anh phải tự nghĩ cách kiếm tiền. 20 triệu. Mã Hướng Đông gãi đầu. Số tiền này có thể duy trì được một năm. Thời đó thiết bị vi tính cái gì cũng đắt, lương cho nhân viên cũng cao, đầu tư vào Internet chẳng khác gì đốt tiền. Đây còn mới chỉ là vận hành bộ khung hiện có của trang web. Muốn thành cổng web như Trương Khắc mong muốn còn phải tuyển thêm người, chi phí không biết còn tăng tới mức độ nào. Mã Hướng Đông sợ Trương Khắc không hiểu được những chuyện này, giọng rất nhỏ. Thấy Mã Hướng Đông thiếu tự tin như thế, Trương Khắc cười. Mục tiêu 20 triệu này mỗi ngày đạt 100.000 lượt truy cập, tôi nghĩ đạt được mục tiêu này, Côn Đằng Online có ảnh hưởng nhỏ trong ngành rồi. Trương Khắc nói thế, Mã Hướng Đông yên tâm hẳn, không giải thích gì nữa. Tiến Trương Khắc và Đường Thanh lên xe.
nhìn chiếc Audi đen mang biển số quốc vụ viện phóng đi, Mã Hướng Đông đùa. Cậu chắc cha của em họ cậu không phải là con rơi của vị lãnh đạo quốc gia nào đấy chứ? Tôi cũng nghĩ thế. Lương Văn Giang cười. Nhưng mà phải có người tin mới được chứ. Vương Thái Linh thè lưỡi nói. Nếu không thực sự nhìn thấy thì đúng là khó tin được. Lương Văn Giang trước đó có kể một vài chuyện về Cẩm Hồ cho bạn gái. Vương Thái Linh vẫn khó tin một doanh nghiệp lớn như thế do một thiếu niên chưa tròn 20 gây dựng lên. Khi đi qua công viên Đông Đan, Đường Thanh nhìn thấy mấy chàng trai mặc áo bó sát người ra vào, kéo tay áo Trương Khắc nói. Mấy người kia ăn mặc rất thời thượng. Lái xe nghe thế thì cười khẽ. Trương Khắc ban đều không để ý lắm, nghe tài xế cười mời nhìn sang, thấy hai chàng trai trời lạnh run mặc áo bó, còn có một người tuy mặc áo khoác nhưng màu sắc rất sắc sỡ, nhớ ra công viên Đông Đan là nơi tụ tập của dân đồng tính tại Bắc Kinh. Trương Khắc nói nhỏ. Hình như có người nói đây là nơi diễn ra câu chuyện trong tiểu thuyết Đông Cung Tây Cung của Vương Tiểu Ba đấy. Hả? Đường Thanh xem chuyện của Vương Tiểu Ba rồi, ghé sát mặt vào cửa kính nhìn công viên đang xa dần. Lần đầu đọc tiểu thuyết của Vương Tiểu Ba, Trương Khắc cảm thấy mới mẻ, buồn cười, hoang đường. Sau này đọc lại chỉ cảm thấy bi thương mà thôi, cũng quay đầu lại nhìn. Đường Thanh trầm tư. Vương Tiểu Ba chắc cũng là một người có trí tuệ lớn như Milan Kundera nhỉ? Ừ, chắc thế. Trương Khắc thấy lái xe liếc mắt nhìn họ qua gương chiếu hậu, chắc cũng đọc tiểu thuyết của Vương Tiểu Ba rồi. Nếu có thể gặp một lần thì tốt quá. Đường Thanh mơ mộng. Vương Tiểu Ba cũng ở Bắc Kinh phải không? Không biết, mình có phải là người mê văn học đâu. Trương Khắc lúc này mới nhớ ra Vương Tiểu Ba lúc này chưa đột nhiên qua đời. Ông ta chết lúc nào Trương Khắc không nhớ, chỉ nhớ là mùa xuân năm 97 đột nhiên bệnh tim phát tác mà qua đời, đúng vào thời sáng tác đỉnh cao, Vương Tiểu Ba qua đời là tổn thất lớn nhất trong lịch sử văn học điện đại của Trung Quốc, để lại cho người đời sau vô cùng nuối tiếc. Biết rõ Vương Tiểu Ba sẽ chết trong 1-2 tháng sau, Trương Khắc vẫn chọn khoanh tay ngồi nhìn, không hiểu nếu Đường Thanh biết hết mọi chân tướng có trách mình máu lạnh không. Vương Tiểu Ba chết có lẽ vì kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần, vì cuộc sống. Tác phẩm của ông ta chính là sự trói buộc một ngạt bức bối chính ông ta cảm thụ được, khiến ông ta kiệt sức. Trương Khắc quyết định quên đi chuyện của Vương Tiểu Ba. Quên, đương nhiên là không thể, chỉ vứt nó ra đằng sau, không nghĩ tới nữa. Ngày mùng 3, mời Trần Tín Sinh tới quán trà gần quảng trường văn hóa Tây Đan. Đây là một trong số khu thương nghiệp hạch tâm của Bắc Kinh, tiện cho Chu Thục Huệ, Tạ Vãn Tình, Đường Thanh đi mua sắm. Phụ nữ đi dạo phố thì tưởng chừng như có sinh lực vô hạn, Trương Khắc và Trần Tín Sinh tháp tùng được một lúc thì chịu thua, theo không nổi, đành vào quán trà gần đó nghỉ ngơi nói chuyện. Tuy Trung Quốc thành tích chói lọi, tôi nghĩ ngài Inzibus nhất định rất mong anh ở lại phải không? Trương Khắc nói tới chuyện tháng 3 năm nay hợp đồng giữa Ti và Trần Tín Sinh hết thời hạn. Tại Ti, không thể đem thành công của bản thân quy vào năng lực của bản thân. Trần Tín Sinh cười. Ti có thay người khác cũng không ảnh hưởng mấy, cũng như năm ngoái Lưu Minh Huy rời Ái Đạt vậy, không mang tới nhiều ảnh hưởng cho Ái Đạt, một doanh nghiệp hiện đại, một nhân viên thành công là thành công của doanh nghiệp mà không phải là thành công cá nhân. Nếu nói năng lực, tôi tin rất ông chủ các doanh nghiệp dân doanh trong nước đều là hạng nhất, hơn hẳn giám đốc chuyên làm công chúng tôi. Anh quá khiêm tốn rồi. Trương Khắc lắc đầu. Có điều ở mức độ nào đó tôi có quan điểm giống anh. Trong nước hiện nổi lên khái niệm mị lực lãnh đạo cá nhân, đây là thứ mà doanh nghiệp phương Tây vứt bỏ hơn 10 năm trước, song tôi nghĩ nó vẫn có chút tác dụng ở trong nước, vì doanh nghiệp trong nước quy mô đa phần là nhỏ. Thế nhưng năng lực cá nhân có mạnh tới đâu, mị lực lãnh đạo có lớn thế nào cũng không thể hoàn mỹ, đối với một doanh nghiệp hiện đại thì đó là điều còn xa mới đủ. Khác thiếu gia đúng là luôn tỉnh táo. Hiện doanh nghiệp trong nước đang đối diện với cơ hội thị trường rất lớn, năng lực lãnh đạo. Mị lực lãnh đạo có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Nhưng kinh nghiệm phát triển của doanh nghiệp phương Tây cho chúng ta thấy, rất ít người có khả năng điều hành được doanh nghiệp lớn chục tỷ. Những doanh nghiệp này cần nhất không phải là mị lực lãnh đạo, mà là cả một hệ thống khiến công ty vận hành trơn tru. Thời gian qua tôi luôn suy nghĩ làm sao thành lập hệ thống này cho Cẩm Hồ. Trương Khắc tận mắt chứng kiến không ít bài học xương máu, có một số doanh nghiệp sau khi trở nên lớn mạnh, lãnh đạo của họ không phải chỉ có vấn đề kiêu ngạo tự mãn nữa. Mà bọn họ thường trở nên độc đoán, không nghe ý kiến của người khác, một số người tính khí trở nên nóng nảy, lúc này kẻ địch lớn nhất của bọn họ không phải là đối thủ cạnh tranh,
mà là chính bản thân của mình. Với Trần Tín Sinh mà nói, chưa tới 40 tuổi leo lên được vị trí ngày nay đã là huy hoàng lắm rồi. Nhưng là người Hoa, không gian thăng tiến của hắn trong nội bộ ty rất hữu hạn. Có một số doanh nghiệp điện tử đã đưa ra lời mời với Trần Tín Sinh, nhưng hắn đang do dự, lúc này Trương Khác đưa ra lời mời phi chính thức, làm hắn động lòng nhất. Ái Đạt đạt được thành công như hiện nay được coi là vinh quang chói lọi rồi, nhưng muốn đi tới mức sánh vai với Ti, Philip, Sony thì trông gai còn rất nhiều, ở tất cả mọi phương diện Ái Đạt đều thua những cự đầu này một khoảng lớn. Chương 504, đi Dallas. Qua 2 năm hợp tác, Trần Tín Sinh có nhận thức sâu về Ái Đạt về Cẩm Hồ, cho nên Trương Khác không che giấu gì Trần Tín Sinh. Trương Khác hào hứng nói về tương lai của Cẩm Hồ và Ái Đạt. Tôi hy vọng Cẩm Hồ sẽ thành doanh nghiệp chế tạo sản phẩm điện tử hoàn chỉnh, không chỉ kết cấu sản phẩm hoàn chỉnh, mà kết cấu kỹ thuật cũng hoàn thiện. Nhưng hiện trạng là dây chuyền sản xuất chỉ có một loại, đầu đĩa do kỹ thuật độc quyền thậm chí khó vào thị trường hải ngoại như Nhật, Mỹ, Hàn. Kết cấu kỹ thuật mỏng, chẳng hơn được các doanh nghiệp lắp ráp là bao. Nói tới đây dừng lại uống ngụm trà thấm giọng. Đây là khó khăn lớn nhất của Cẩm Hồ hiện nay, ở lĩnh vực công nghiệp điện tử, muốn che giấu kỹ thuật gì là rất có. Mua một cái máy về tháo ra xem, kỹ thuật chuyên nghiệp chỉ cần vài tiếng là đủ. Muốn vòng qua kỹ thuật độc quyền cũng rất khó, đối diện hàng ngàn hàng vạn kỹ thuật độc quyền, muốn sáng tạo ra con đường mới là rất gian nan. Vậy đường đi của Cẩm Hồ là ở đâu? Tôi nghĩ có hai phương án có thể tiến hành cùng lúc, mua kỹ thuật sản phẩm lẫn dây chuyển sản phẩm, sau đó bỏ công sức vào thiết kế công nghiệp, làm ra sản phẩm tốt nhất. Ví dụ như Ericsson đưa ra một cái máy mới, chúng ta có thể mua về tháo ra phân tích. Rồi mua linh kiện dây chuyền kỹ thuật từ Motorola, sau đó lắp ráp thành di động có tính năng tương tự. Nhưng điều này định sẵn giá thành sản xuất của chúng ta vĩnh viễn cao hơn người ta, cho nên chúng ta phải phát triển kỹ thuật hạch tâm của chính bản thân, vậy một số cơ sở không vượt qua được phải làm sao? Mua vào, chúng ta phải nâng tầm cơ sở trước. Nghe Trương Khác lấy Ericsson ra làm ví dụ, Trần Tín Sinh theo bản năng hỏi. Cẩm Hồ muốn lập hạng mục điện thoại di động à? Không chỉ điện thoại di động. Trương Khác gật đầu. Cẩm Hồ muốn đem thương hiệu Idea bao trùm toàn bộ sản phẩm điện tử, đợi thời cơ thích hợp sẽ tách hạng mục lớn ra thành lập tập đoàn điện tử Ái Đạt. Thời cơ thích hợp là sau khi Ái Đạt bán đi nghiệp vụ đầu đĩa phải không? Gần như thế, chỉ là hiện chưa tìm được người chấp hành các hạng mục lớn này, cũng không tìm được người điều hành thích hợp có tập đoàn Ái Đạt sau này. Trần Tín Sinh tim đập thình thịch, nhưng trấn tĩnh nói. Tôi thấy giám đốc Tô rất thích hợp. Trương Khác nói thẳng luôn. Vấn đề này tôi đã thảo luận với Lão Đinh và Lão Tô, bọn họ tiến cử anh, Lão Tô chủ động nhận chức trách phòng vận hành, chịu trách nhiệm nghiệp vụ khu vực Đại Trung Hoa. Phòng hạng mục lớn sẽ hình thành một cơ chế quyết sách, Đinh Hòe, Tô Tân Đông, Thái Phi Quyên, Tiêu Tấn Thành, Thành Hán Trương đều là thành viên của tiểu tổ quyết sách này. Trần Tín Sinh mím môi nghĩ. Phòng hạng mục lớn chắc chắn là phòng ban có quyền lực lớn nhất trong hệ thống của Cẩm Hồ, đồng thời có thể quyết định cả phương hướng phát triển của Cẩm Hồ. Trong hệ thống này, Thái Phi Quyên tựa hồ đứng cao nhất, thực ra chỉ chịu trách nhiệm giám sát tài sản qua lại giữa Ái Đạt và Tân Quang. Cẩm Hồ là một kết cấu phức tạp, người trình độ chuyên nghiệp không đủ sâu sắc cho dù xem hết tất cả tài liệu cũng không nhìn thấu được hệ thống khổng lồ này do một thiếu niên chưa tròn 20 gây dựng lên. Doanh nghiệp hiện đại nếu không chơi chút trò tài sản đã chẳng gọi là doanh nghiệp hiện đại. Trần Tín Sinh không phải không có chút băn khoăn nào, 2 năm qua nghiệp vụ giữa Ti và Ái Đạt đều do hắn phụ trách, nhiệm kỳ kết thúc lại chuyển ngay sang Ái Đạt, không biết tổng bộ Ti nghĩ gì, bọn họ thậm chí có thể hạn chế hắn sang Ái Đạt. Trương Khác nhìn ra lo lắng của hắn. Năng lực kỹ thuật của Cẩm Hồ rất yếu, tôi muốn đưa vào dây chuyển sản phẩm và kỹ thuật của Ti. Nếu tôi đích thân đi Dallas gặp ngài Tom Inzibus, liệu có quá mạo muội không? Bất kể kết quả của chuyến đi này ra sao, thì hành động đó đã biểu hiện trọn vẹn thành ý của Trương Khác rồi, Trần Tín Sinh cười nói. Ngài Inzibus rất tán thưởng Khác thiếu gia, nói là hiểu kỳ thì càng chính xác hơn, chỉ là sau khi nghe nói lời mời của Philip bị Khác thiếu gia từ chối, nên không dám mời nữa. Đi Hà Lan à? Trương Khác lắc đầu. Ở Bắc Kinh tôi cũng đã thấy quá lạnh rồi, tới Hà Lan vào mùa đông thực sự không hứng thú nổi, nhưng mùa này đi Dallas rất thích hợp. Vậy tôi sẽ mau chóng an bài chuyến đi này nhé. Được, kỳ nghỉ của tôi ở Bắc Kinh tới mùng 5 là kết thúc. Trần Tín Sinh gọi về tổng bộ Ti,
nói Trương Khác có ý tới thăm Dallas, chủ tịch T. Tom Inzibus thậm chí còn chưa đợi Trần Tín Sinh đã viết thiếp mời, bảo thư ký chuyển cho Trần Tín Sinh. Cắm trại đầu năm do Ái Đạt tài trợ bắt đầu vào ngày mùng 5, Đường Thanh theo Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng lên máy bay về Hải Châu vào ngày mùng 4. Trương Khác đợi Tiêu Tân Thành, Thành Hán Trương và Phó Tuấn tới Bắc Kinh hội họp rồi bay sang Dallas. Hứa Tư sẽ bay thẳng từ Hong Kong tới Dallas, ít nhất trên danh nghĩa Việt Tú vẫn là doanh nghiệp trung gian chủ yếu nhất giữa Ti và Ái Đạt. Trước khi nhóm Trương Khác tới đô, nghe nói nơi này đang mưa, đêm ngày 14 tháng 2 tới xuống máy bay thì trời gần như đã tạnh hẳn. Trương Khác nhìn một cái thấy ngay Hứa Tư, cô mặc quần jean xanh nhạt, giày cao gót cà phê, đang nhón chân nhìn dòng người đi qua trước mắt. Hứa Tư tới Dallas trước nhóm Trương Khác một tiếng, cô ở lại đại sảnh đợi bọn họ. Người ở đại sảnh rất đông, Trương Khác nhảy lên giơ hai tay vẫy gọi lớn, Hứa Tư nhìn thấy họ nở nụ cười dịu dàng, vẫy tay đáp lại. Người thi tới sân bay đón cũng vừa đến nơi, đứng cùng với Hứa Tư, Inzibus dáng cao, trông nhiều hơn tuổi thực tế, mang tới cho người cảm giác rất nghiêm nghị, nhìn thấy Trương Khác và Trần Tín Sinh, nở nụ cười hiếm có. Inzibus nắm tì rất bất ngờ, người tiền nhiệm của ông tái phát bệnh tim trong đêm qua đời nên bổ nhiệm đột xuất cho ông năm công ty, nhưng Inzibus sau khi điều hành tì, mang lại cho nó sức sống bừng bừng, thành doanh nghiệp đứng đầu về chất bán dẫn. Inzibus đích thân tới sân bay đón tiếp, Trương Khác không quá bất ngờ, y đọc bút ký mấy năm sau khả năng ông ta sẽ phát hành, biết ông ta là người tỉ mỉ kỹ lưỡng, các khách hàng chủ yếu đều muốn đích thân tiếp đãi, biểu thị sự coi trọng với khách hàng. Đương nhiên nếu tính trên phạm vi toàn cầu, Ái Đạt chưa thể coi là khách hàng trọng yếu của Ti, tỷ lệ phổ cập máy vi tính và mạng trong nước còn rất thấp, nghiệp vụ của yếu của Ti là ở các quốc gia phát triển. Trương Khác dùng tiếng Anh lưu loát bày tỏ sự vinh hạnh của mình. Mọi người đều quen thức đêm cả, mùa xuân lại dễ ngủ, xuống máy bay không hề bị chuyện lệch múi giờ làm mệt mỏi, ngồi xe đi thẳng tới khu trang viên ở Preston. Dallas vào đầu xuân ấm áp mà ẩm ướt, địa khu Preston bao trùm trong những hàng cây cao lớn, cảm giác như đi vào trong công viên rừng quốc gia của Mỹ. Inzibus tiếp đãi nhóm Trương Khác ở biệt thự của mình. Khác với tiệc tối thức ăn thịnh soạn, chén bán thay mấy lượt, bữa tiệc tối đầu tiên ở Dallas chỉ có bánh mì và bò bít tết, đơn giản mà vẫn ngon. Nói chuyện thân thiết với Inzibus ước định trong nửa tiếng, rồi dùng một tiếng tham quan trang viên trị giá 5 triệu đô la Mỹ, đoàn người Trương Khác cáo từ về khách sạn. Ti an bài bọn họ ở trong khách sạn Gaylord xa hóa nhất Dallas, nói thật hôm nay là ngày 14 tháng 2, một ngày khá đặc thù, Trương Khác cũng muốn mau chóng thoát khỏi. Ông cụ Inzibus rõ ràng mới 44 tuổi mà, lão thành cẩn trọng chẳng khác gì 64 tuổi. Bên ngoài bóng đêm âm trầm, lúc rời khỏi sân bay trời bắt đầu có vài giọt mưa tí tách, ngầm trong khách sạn đắt tiền, uống rượu ngắm phố đêm tĩnh lặng của Dallas, cảm giác không hề tệ. Trương Khác đã từng xem qua giới thiệu về khách sạn Gaylord trên tạp chí du lịch thế giới, tới đây mới được biết tạp chí không hề thổi phồng chút nào. Dưới khách sạn là một vườn hoa lớn có dòng sông chảy quanh. Thậm chí khách có thể ngồi thuyền nhỏ dạo quanh vườn hoa, Trương Khác không chút do dự nhờ Trần Tín Sinh đặt cho một chiếc thuyền nhỏ, cảm thụ vườn hoa trong nhà lớn nhất thế giới này. Lúc này mới là 10 giờ đêm ở Dallas, Trương Khác ở trên máy bay cũng ngủ gật đủ rồi, đám Trần Tín Sinh, Tiêu Tấn Thành về phòng nghỉ ngơi, nếu không không thể ứng phó với công việc sáng mai, Trương Khác không lo lắng ở phương diện này, đuổi hết những người khác về phòng rồi cùng Hứa Tư chèo thuyền suốt 2 tiếng. Đại Trung Hoa chỉ khu vực có ảnh hưởng nhiều của người Hoa như Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia. Chương 505, hạng mục điện thoại di động. Sáng ngày hôm sau đoàn người đi thăm nhà máy tiên tiến nhất toàn cầu do Ti đầu tư 3 tỷ đô la Mỹ, diện tích của nó bằng 25 sân bóng, toàn bộ sử dụng điện mặt trời, tham quan nhà xưởng không bụi rất phiền phức có điều Trương Khác thấy mức độ sạch sẽ so với phòng mổ của bệnh viện còn hơn cả 1.000 lần. Trọng điểm tham quan chuyến đi Dallas này là cơ sở nghiên cứu phát triển của Ti, tham quan thành quả nghiên cứu phát triển của họ. Đường lối kinh doanh của doanh nghiệp điện tử Âu Mỹ có khác biệt lớn so với doanh nghiệp điện tử Nhật Hàn. Doanh nghiệp Âu Mỹ chú trọng tính chuyên nghiệp, chuyên tâm vào nghiệp vụ chính, ví dụ như Ti chuyên vào phục vụ bán dẫn, trên thị trường cực ít xuất hiện sản phẩm điện tử của họ, thậm chí người tiêu dùng còn chẳng hề nghe nói tới doanh nghiệp này. Càng quá hơn nữa. Doanh nghiệp Âu Mỹ có thói quen tách nghiệp vụ không phải hạch tâm ra, Inzibus sau năm Ti hơn một năm đã tách hơn 20 nghiệp vụ không phải hạch tâm ra bán trọn gói.
vì sao Ti đồng ý đem kỹ thuật đọc ghi đĩa quang của mình ra cùng Cẩm Hồ thành lập viện nghiên cứu thái khắc. Vì nó không phải nghiệp vụ hạch tâm của họ mà thôi. Doanh nghiệp Nhật Hàn lại khác, họ chuyên vào tính hệ thống, cả hệ thống bao gồm kết cấu sản phẩm và kết cấu kỹ thuật hoàn chỉnh, giống như Samsung, họ chế tạo chip đầu nguồn, chế tạo sản phẩm, có đội ngũ marketing khổng lồ, toàn bộ sản phẩm điện tử họ đều sản xuất. Do Nhật Hàn chuyên chú vào đường lối kinh doanh hệ thống, khiến kỹ thuật điện tử lạc hậu hơn Âu Mỹ, nhưng chiếm cứ đại bộ phận phân ngạch thị trường tiêu dùng, mà ngay cả ở thị trường chip điện tử chuyên nghiệp, phân ngạch bọn họ chiếm được cũng chẳng ít hơn doanh nghiệp Âu Mỹ. Mục tiêu của Cẩm Hồ cũng là một kết cấu hoàn chỉnh, đường lối kinh doanh này quyết định doanh nghiệp Nhật Hàn mới là đối thủ tương lai, còn doanh nghiệp Âu Mỹ ở mức độ nào đó hoặc thời gian nào đó là đối tác cả Cẩm Hồ. Mấy ngày ở Dallas, chuyện Trương Khác chuyên tâm nhất là mỗi ngày thăm dò xem Inzibus lại đem khối nghiệp vụ nào liệt vào nghiệp vụ phi hạch tâm rồi. Inzibus chẳng hề keo kiệt, thoải mái đem thành tựu nghiên cứu mới nhất của Ti cho Trương Khác xem. Mặc dù nhân viên kỹ thuật của Cẩm Hồ có thể xem đăng ký kỹ thuật độc quyền là biết thành tựu mới nhất của Ti là gì, nhưng Trương Khác thì khác, trình độ kỹ thuật của Trương Khác, cho dù người ta bày ra tài liệu gốc trước mắt, y cũng chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì. Song nhân viên công tác của Ti biểu diễn công dụng từng kỹ thuật một ra, Trương Khác nhanh chóng hiểu được từng kỹ thuật có thể được ứng dụng quy mô lớn trong thị trường tiêu dùng sau này không. Cẩm Hồ tốn hơn một năm mới phát triển ra được máy mẫu siêu cấp VCD. Nếu Ti rút tinh binh dũng tướng ra chuyên tâm vào đó, ít nhất cũng cần một năm. Chẳng qua Trương Khác biết được phương hướng phát triển của đầu đĩa trong tương lai, mới bù đắp được chênh lệch kỹ thuật vốn không thể vượt qua giữa Ái Đạt và Ti. Ti ở phương diện giảm bớt lãng phí điện của chip điện tử cực kỳ xuất sắc, sau khi chứng kiến nhân viên Ti xuyên bảy quả nho lại với nhau có thể làm một chip hoạt động, đúng là người ta há hốc mồm, Trương Khác còn khẽ chọc tay Thành Hán Trương nói. Nhìn thấy chưa, đó chính là sự chênh lệch. Thành Hán Trương được nhắc nhở, thầm ghi nhớ lấy đó trọng điểm kỹ thuật sau này của Cẩm Hồ. Dưới sự tháp tùng của các nhân viên cao tầng của Ti, tiếp theo đó nhân viên công tác khác nhiệt tình giới thiệu với đoàn người Trương Khác kỹ thuật thông tấn di động tiên tiến nhất cùng phương hướng phát triển tương lai của thông tấn di động. Trương Khác đồng thời cũng trực tiếp tỏ ý muốn thuê Trần Tín Sinh sau khi hợp đồng của hắn và Ti kết thúc. Lời Trương Khác là: mục tiêu của Cẩm Hồ là muốn làm doanh nghiệp điện tử tiêu dùng lớn nhất của khu Đại Trung Hoa, trong quá trình này, tác dụng của Ti với Cẩm Hồ sẽ càng ngày càng lớn. Hàm ý là Cẩm Hồ sẽ ngày càng dựa vào tài nguyên kỹ thuật của Ti, sự hợp tác giữa hai công ty sẽ ngày càng mật thiết. Điều này chẳng phải là giả, hiện tại Cẩm Hồ và Ti, CQ phân chia lợi nhuận thị trường chip giải, thị trường này năm 96 chiếm 6% tổng lợi nhuận của Ti, đến năm 97 sẽ tăng lên 7%. Cục diện này sẽ còn duy trì vào năm nữa, thì mỗi năm sản xuất các loại sản phẩm chip điện tử cho Cẩm Hồ mỗi năm kiếm được mấy triệu USD nữa. Như thế Cẩm Hồ càng lớn mạnh, là nhà cung cấp linh kiện đầu nguồn, thì chắc chắn càng thu được nhiều lợi nhuận. Như vậy chúng ta cần một nhân vật quan trọng tăng cường liên hệ giữa hai công ty. Trương Khác không quên lôi cả Đinh Lỗi sang, thực tế bị y lôi kéo sang rồi. Đặc biệt trong thời gian gần Cẩm Hồ hy vọng đưa vào hai hạng mục điện thoại di động và bán dẫn từ Ti, cần một người thông thuộc kỹ thuật mau chóng thúc đẩy tiến trình hai hạng mục này, như thế phù hợp với lợi ích chung của hai công ty. Đường lối kinh doanh chuyên nghiệp hóa của doanh nghiệp điện tử Âu Mỹ có ảnh hưởng rất sâu với Ti, khiến Ti trước nay có truyền thống như thế này, cho dù nghiên cứu ra sản phẩm kỹ thuật nào đó, thì thà đem chuyển nhượng kỹ thuật đó đi, rất ít khi liên quan tới lĩnh vực thành phẩm cuối cùng. Chuyên chú với vai trò nhà cung cấp linh kiện đầu nguồn. Vì đường lối kinh doanh và truyền thống đó, tất nhiên Ti là đối tác thích hợp nhất của Cẩm Hồ ở giai đoạn hiện nay, hoàn toàn không có sự cạnh tranh trực tiếp ở thị trường sản phẩm điện tử tiêu dùng, cũng không cần lo Ti cố ý dùng linh kiện siết cổ Cẩm Hồ. Cũng chính vì thế chuyện Trần Tín Sinh chuyển sang Cẩm Hồ không tồn tại trở ngại thực chất nào, cao tầng Ti bao gồm của Inzibus bày tỏ sự nuối tiếc. Nhưng đồng thời đặt kỳ vọng cao vào việc Trần Tín Sinh chuyển sang Cẩm Hồ xúc tiến quan hệ giữa hai bên. Trương Khác hy vọng đàm phán tiền kỳ hai hạng mục của Cẩm Hồ sẽ thành kỳ quá độ để Trần Tín Sinh chuyển sang Cẩm Hồ. Ở hạng mục đóng gói chip bán dẫn, thử nghiệm thành phẩm không liên quan tới nghiệp vụ hạch tâm, hơn nữa khối nghiệp vụ này giá thành sức lao động lại chiếm tỷ lệ rất cao, chính Ti cũng có ý tưởng đem sản nghiệp này chuyển sang Trung Quốc nơi có nguồn lao động giá rẻ. Như thế mới có thể giữ được ưu thế tiếp tục cạnh tranh với hãng điện tử Đài Loan, liên doanh thành lựa chọn tốt nhất. Ti cung cấp kỹ thuật hoàn chỉnh và một lượng nhỏ tài chính,
Cẩm Hồ cung cấp cơ sở sản xuất và phần lớn tiền xây dựng nhà xưởng, Trương Khắc không so đo được mất thời gian đầu, nhưng yêu cầu việc khai phát kỹ thuật do Thái Khắc tiến hành. Tuy trừ chuyên kỹ thuật chip DTDD còn có kỹ thuật di động hoàn chỉnh, nhưng đem so với sản phẩm của doanh nghiệp chuyên di động như Motorola, Nokia thì lạc hậu hơn một đời. Thôi thì có hơn không, có được toàn bộ kỹ thuật sánh ngang với, cục gạch, còn hơn là chẳng có cái gì. Từ hợp tác với Ti ra, Trương Khắc căn bản không có lòng tin có được kỹ thuật từ Motorola, Nokia hay Ericsson. Trương Khắc tham quan tổng bộ Ti 5 ngày, thành tựu lớn nhất là được xem thành tựu Ti lấy làm kiêu ngạo, cấp cho ISS phương hướng nghiên cứu trọng điểm sau này, ngoài ra là thương lượng xong việc Trần Tín Sinh chuyển sang Cẩm Hồ phải trả cho Ti 20 vạn USD tiền bồi thường. Ti Trung Quốc sẽ do cấp phó của Trần Tín Sinh là Chu Trinh Thanh thay thế. Ngày 19 tháng 2, Trần Tín Sinh thực tế đã thành người của Cẩm Hồ, Trương Khắc muốn hắn và Tiêu Tấn Thành ở lại đàm phán hạng mục với Ti. Cẩm Hồ muốn lập hạng mục điện thoại di động, lực cản lớn nhất không ở kỹ thuật sản phẩm mà ở trong nước. Trong nước chưa có văn bản quy định sản xuất thiết bị thông tấn di động, quyền thẩm phê cuối cùng nằm trong tay bộ bưu điện, Khắc thiếu gia nói tới lực cản ở phương diện này. Trương Khắc gật đầu. Đám doanh nghiệp di động như Motorola có quan hệ tốt với những quan to bộ bưu điện, cứ hỏi Diệp Kiến Bân sẽ rõ. Do biểu hiện xuất sắc của Thịnh Hâm cho nên Ericsson mới mở được cánh cửa thị trường trong nước vào năm 95, tiếp đó rất nhiều doanh nghiệp di động học theo Ericsson, vì thế những trò mánh mung giữa bộ bưu điện và doanh nghiệp nước ngoài Diệp Kiến Bân biết quá rõ. Chương 506, kiếp sống lang bạt. Đối với Ái Đạt mà nói, vấn đề thị trường rất dễ giải quyết, muốn kênh tiêu thụ có kênh tiêu thụ, Ái Đạt cũng có ảnh hưởng kha khá, nhưng trong bộ bưu điện khả năng tồn tại tư tưởng sùng ngoại, thả qua lại với ngoài tặc, chứ không dinh tới gia nô. Lấy được công văn của bộ bưu điện không dễ dàng gì, không bài trừ khả năng bộ bưu điện muốn cấp công văn đầu tiên này cho doanh nghiệp điện tử phía dưới. Sự độc quyền trong nước đúng là rất khốn nạn, nhưng không thể làm gì nổi. Trần Tín Sinh trầm ngâm. Hay là kiếm giấy phép trước rồi mới đàm phán với Ti? Không. Thái độ Trương Khắc rất rõ ràng. Dù không kiếm được giấy phép cũng không ảnh hưởng. Cùng lắm thì chúng ta bắt đầu làm từ thị trường Đông Nam Á. Ngoài ra tôi còn hy vọng anh và Thành Hán Trương tìm nhân viên kỹ thuật ở phương diện chip di động, lập được lên cả một đoàn đội càng tốt. Trần Tín Sinh gật đầu, quyết định lúc này của Trương Khắc phù hợp với sách lược hệ thống hóa kinh doanh mà y luôn nói. Cho nên phải mua kỹ thuật di động từ Ti, làm phong phú sản phẩm của thương hiệu, idea Ái Đạt, mặc dù tìm được nhân thủ thích hợp không phải chuyện dễ dàng gì. Ngày 20 tháng 2, Trương Khắc sau khi đem toàn bộ việc đàm phán cho Trần Tín Sinh và Tiêu Tấn Thành, liền chính thức bắt đầu kỳ nghỉ ở Mỹ với Hứa Tư. Giao thông ở trung tâm Dallas làm Trương Khắc cảm thấy rất kỳ quái, đường đi cực kỳ phức tạp, đều là đường một làn, từ khách sạn Gaylord đi tham quan bia kỷ niệm JFK Kennedy về khách sạn đúng một đường vòng, mấy ngày sau đi đâu trở về khách sạn cũng đúng một đường vòng, có người nói Dallas là vòng tròn nọ nối vòng tròn kia cũng đúng vài phần. Dallas có một thư viện nổi tiếng 7 tầng, tầng thứ 6 giữ lại làm kỷ niệm sự kiện Tổng thống Kennedy bị ám sát ở đây. Tượng đồng bán thân của Kennedy dựng phía sau cổng thư viện, khuôn mặt trang trọng trầm tư giống vẻ mặt ông bước vào Dallas ngày 22 tháng 11 năm 63, sau đó ba viên đạn từ cửa sổ nơi này bắn ra, ông ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ y phục đệ nhất phu nhân. Rời khỏi thư viện, đi qua đường là tới bia kỷ niệm, đây chính là nơi Tổng thống Kennedy đã ngã xuống. Khi Trương Khắc và Hứa Tư tới đây chiêm ngưỡng, trước bia còn có mấy chục bó hoa tươi. John Kennedy là tổng thống thứ hai của Mỹ bị ám sát, chúng chính là vị tổng thống thứ hai bị giết vì thúc đẩy dân quyền. Dẫn đường cho Trương Khắc và Hứa Tư là thư ký riêng của Inzibus, một người phụ nữ da đen, tên quá dài lại khó phát âm, hai người bọn họ đều gọi cô ta là Tina, tham quan bia kỷ niệm Kennedy cũng là do Tina tiến cử, người Mỹ rất am hiểu vị tổng thống này. Bữa tối Tina tìm một cửa hàng Việt Nam, nhưng nhìn thực đơn lại thấy mấy món nhận ra được là món Hàn món Nhật, chẳng biết món nào là của Việt Nam, phải gọi phục vụ lại hỏi, mới biết nem rán và cơm gạo tám là của Việt Nam. Phục vụ còn giới thiệu cả một đống lá cây ăn với nem rán, Trương Khắc tò mò thử ăn một cái, nhìn cái nem ngon thế mà bên trong cũng toàn lá, Hứa Tư thấy Trương Khắc nhắm mắt nuốt vào bụng thì đành bỏ. Thức ăn Việt Nam giàu chất xơ ít chất béo, rất phù hợp với các cô gái. Song Trương Khắc và Hứa Tư đều là động vật ăn thịt không ăn nổi món nhiều rau củ như thế,
Đường Thanh cũng là động vật ăn thịt, cô nàng thuộc loại hình ăn thoải mái không lo béo. Trương Khắc còn muốn đi xem đấu bò tót rồi mới về nước, Hứa Tư lại không thể ở Mỹ quá lâu, mà y không nỡ lòng nào để Hứa Tư lẻ loi ngồi máy bay về một mình. Muốn đi thăm Nokia ở Dallas, song bị người ta khéo léo từ chối, Trương Khắc cũng không còn lý do gì ở lại Mỹ ăn chơi nữa, bỏ ra một ngày cùng Hứa Tư đi tham quan thắng cảnh nổi tiếng ở Dallas, rồi ngày 24 bay về Hong Kong. Máy bay dường như tăng tốc chênh lệch thời gian vậy, sáng ngày 24 xuất phát ở Dallas, 13 tiếng sau Trương Khắc, Hứa Tư và Phó Tuấn tới sân bay Hong Kong thì lại là trưa ngày 25. Hứa Duy cùng Giang Đại Nhi ra sân bay đón bọn họ. Hứa Duy tới Hong Kong trước Tết, học kỳ cuối của cô có kỳ thực tập dài 3 tháng, chỉ cần tháng cuối trở về bảo vệ luận án tốt nghiệp là được. Đề tài luận văn của Hứa Duy là ảnh hưởng của giải trí Hong Kong với giải trí trong nước. Lần này tới Hong Kong làm trợ lý cho Tôn Tĩnh Hương cũng thuận lợi hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Hứa Duy cùng Hứa Tư ở trong căn hộ gần Đại học Hong Kong, mấy ngày qua cô còn kéo cả Giang Đại Nhi tới đó ở. Trương Khắc còn tưởng Hứa Duy tới thế giới phồn hoa này cả tháng rồi, hình tượng ít nhiều thay đổi chứ, nhưng cô vẫn quần bò, áo phông, giày thể thao, tóc tết bím, chẳng hề phấn son, mặt vẫn toát lên vẻ kiên cường cứng cỏi, thầm than, cô gái tính cánh quá mạnh. Sau này tìm bạn trai không dễ, phải có anh chàng nhu nhược mới thích ứng nổi. Ngược lại Giang Đại Nhi càng thêm dạng ngoài kiều diễm, vẻ non nớt dần biến mất, đôi mắt sáng thêm một phong tình đặc biệt, đứng bên Hứa Tư cũng chẳng hề thua kém. Có Hứa Duy ở bên cạnh, mắt Trương Khắc không dám tùy tiện nhìn Giang Đại Nhi hay Hứa Tư, vào trong xe, liền nắm mắt dưỡng thần luôn, nhưng thấy quá buồn chán, trêu Hứa Duy. Chị Tôn trả lương cho chị thấp quá. Chị ăn mặc thế này là bôi nhọ người nội địa, bôi nhọ chủ nghĩa xã hội, chị ít ra phải ăn mặc thế nào thể hiện được tình ưu việt của chủ nghĩa xã hội chứ? Có gì không bình thường à? Hứa Duy ngó nghiêng y phục của mình. Tôi tới Hong Kong làm trợ thủ mà, chẳng lẽ ngày nào cũng ăn mặc trang trọng thì những việc chạy vặt ai làm? Tôn Tĩnh Hương trả lương tháng cho Hứa Duy là 1 vạn đô la HK, con số này năm 97 ở trong nước là kinh người lắm rồi. Nhưng đó là lương tốt nghiệp sinh viên mới ra trường ở Hong Kong. Không đoán ra được cảm xúc hiện tại trong lòng Hứa Duy ra sao. Trước kia phẫu thuật tim cho cô cũng chưa tới 20 vạn đồng. 20 vạn như ngọn núi lớn áp trên đầu người nhà cô, vĩnh viễn không thể đẩy đi được. Vật đổi sao rời, Hứa Duy lúc lấy lương tháng từ công ty, cảm xúc lớn nhất là kiếm một chỗ để khóc thật lớn. Khóc xong, cô miễn cưỡng chấp nhận lý luật, hai loại người. Trương Khắc bịa bừa trong ô tô hôm đó, thế giới này tồn tại giai tầng đặc quyền bẩn thỉu đáng hận, nhưng thế giới này không đóng lại tất cả mọi cánh cửa. Hứa Duy hiện nhìn Trương Khắc không bới móc như trước nữa, có thể đối xử với y như bạn bè bình thường rồi. Buổi trưa mọi người ăn cơm ở Minh Nguyệt Lâu gần cổng Đại học Hong Kong, vừa khéo gặp Thịnh Hạ đi ăn cơm với bạn, kỳ nghỉ của bậc Đại học Hong Kong khác hẳn với nội địa, không có kỳ nghỉ đông chính thức, có 10 ngày nghỉ Tết, Thịnh Hạ đã về Hong Kong được nửa tháng. Từ chỗ cô được biết Đỗ Phi vừa mới rời Hong Kong hôm trước, đang ở Thâm Quyến. Trương Khắc gọi điện cho Đỗ Phi, hắn vẫn ở Thâm Quyến, nhưng đã quyết định về vào sáng mai. Đỗ Phi mỗi lần rời trường đều quy củ xin phép Lý Chi Phương, mặc dù thời gian hắn nghỉ phép với học sinh bình thường mà nói đủ đã hắn khỏi nhất trung rồi, nhưng hắn vẫn rất quy củ về trường báo danh đúng thời hạn xin nghỉ, hoàn toàn khác với Trương Khắc, muốn nghỉ là nghỉ không báo lấy một tiếng. Trương Khắc còn ở lại Hong Kong vài ngày, sau khi rời Hong Kong sẽ tới Bắc Kinh, chẳng biết khi nào mới về Hải Châu. Ăn trưa xong, Trương Khắc và Hứa Tư tới thực nghiệp Gia Tín hội diện với Tôn Thượng Nghĩa, thuận được đưa Giang Đại Nhi và Hứa Duy về công ty. Hứa Duy tất nhiên phải thi lấy bằng lái, nhưng người nội địa muốn lấy bằng lái ở Hong Kong thủ tục rất phiền nhiễu. Khi đợi đèn đỏ ở đường Vân Hàn, có học sinh phát truyền đơn đứng bên đường tranh thủ lúc đèn đỏ len lỏi giữa dòng xe cộ nhét tờ rơi qua khe cửa kính, cũng có cả báo miễn phí. Phó Tuấn ngồi ở ghế phụ cầm truyền đơn xem, rồi đưa cho Trương Khắc ở ghế sau. Trương Khắc nhận lấy truyền đơn xem rồi bật cười, búng tách vào truyền đơn nói. Tốc độ của bọn chúng không chậm đâu. Giang Đại Nghi ngồi cùng hàng ghế với Trương Khắc, nhìn thấy nụ cười có chút khinh miệt của y, quay sang liếc nhìn truyền đơn, thốt lên. Sao lại giống nhau thế này? Chương 507, chỉ là hạng đầu cơ. Ngày 28, điện khí Thái Lâm, đầu đĩa mới của Khoa Vương lên kệ, tính năng chắc việt.
Hứa Duy từ hàng ghế sau vươn người tới đọc truyền đơn trong tay Trương Khác. Ấy, Đại Nhi mấy ngày trước chụp quảng cáo với đầu đĩa cũng giống y thế này, chỉ có mỗi nhãn hiệu khác đi. Bọn họ sao chép thiết kế của Ái đạt tới mức quá đáng rồi. Đôi mắt đẹp vô song của Giang Đại Nhi ánh lên vẻ phẫn nộ. Sao chị biết chúng ta không đi sao chép của người ta? Trương Khác chẳng bận tâm, đùa với Giang Đại Nhi, có điều hơi thắc mắc tên tả kiếm nam này tâm lý có cong vẹo gì không? Việc gì phải, nhái, Ái đạt tới mức này, mình có làm gì để hắn hận tới mức đó đâu nhỉ? Nếu là cậu thì hoàn toàn có khả năng đi sao chép của người khác. Hứa Duy không để lỡ thời cơ trêu chọc Trương Khác. Ái đạt thì không cần như thế, có tên trộm nào đi ăn trộm của kẻ nghèo hơn mình. Ái đạt lần này đồng loạt đưa ra ba máy mới phải không? Hứa Duy và Giang Đại Nhi đều học kinh tế, lại không phải là những cô sinh viên ngây thơ nữa. Mấy ngày trước bận rộn chụp ảnh quảng cáo cho đầu đĩa mới của Ái Đạt, thời gian qua bọn họ tiếp xúc với chuyện này, sao không nhận ra được ân oán giữa Ái Đạt và Khoa Vương? Lại nói bọn họ tiếp xúc với Trương Khác cũng đã khá nhiều, nhưng vẫn luôn cách một lớp kính, cho nên tận bây giờ bọn họ không biết quan hệ cụ thể giữa Trương Khác hoặc Trương Gia với Ái Đạt, Cẩm Hồ, Tân Quang là sao? Có một số thiết kế vỏ máy Ái Đạt mua từ doanh nghiệp thiết kế này thì Ái Đạt không mua mẫu thiết kế. Cũng không đăng ký bản quyền thiết kế, bọn chúng thích dùng thì cứ dùng, Ái Đạt sẽ rút sản phẩm này đi, khỏi đụng hàng với bọn chúng. Trương Khác giải thích nguyên nhân đấu đĩa Ái Đạt giống đầu đĩa Khoa Vương, điều này cũng cho thấy năng lực thiết kế sản phẩm của Khoa Vương không hề có đột phá. Trương Khác đưa truyền đơn cho Hứa Tư xem, không quên nói một câu. Có điều bọn chúng so sánh được với Ái Đạt, chủ yếu là nhờ cô gái quảng cáo, bọn chúng còn kém xa lắm. Trương Khác bắt đầu ba hoa là Giang Đại Nhi đỏ mặt. Không đáp lời y, Hứa Duy thì lại ôm lấy vai Giang Đại Nhi cười. Đương nhiên rồi, có ai xinh đẹp hơn Đại Nhi muội muội của chúng tôi được. Hứa Tư xem ngày Khoa Vương đưa ra đầu đĩa mới, bọn họ vừa ở Dallas về, khái niệm thời gian có chút hỗn loạn. Hồng Kông sớm hơn Dallas một ngày hay muộn hơn một ngày nhỉ? Trương Khác cầm lấy cổ tay mềm mại của Hứa Tư, kéo tới gần mắt xem đồng hồ, thời gian trên đó vẫn là của Dallas. Ngày 25 rồi. Chị tháo ra đi, em điều chỉnh thời gian cho chị. Hứa Tư không cảm thấy hành động của Trương Khác quá thân mật, trước kia khi ở cùng với Trương Khác, dù là lúc quan hệ hai người chưa có đột phá, cũng thân mật như thế rồi, nên tự nhiên cởi đồng hồ ra đưa cho Trương Khác. Đổi lại là trước kia, Hứa Duy cũng không cảm thấy cử chỉ thân mật giữa Trương Khác và chị mình có gì khác thường, nhưng hiện giờ cô đã không thể nhìn nhận Trương Khác như một thiếu niên bình thường nữa. Quay mặt đi không nói gì, nhưng suy nghĩ thì chuyển hướng sang nơi khác. Đưa hai cô gái tới công ty Thế Kỷ Hoa Âm, Giang Đại Nhi trước khi xuống xe hỏi Trương Khác ở lại Hồng Kông mấy ngày. Trương Khác suy nghĩ. Một hai ngày, hai ba ngày, chưa chắc được, nói không chừng ngay tối nay rời khỏi Hồng Kông rồi. Bàn tay trắng mịn của Giang Đại Nhi nắm lấy tay cầm cửa xe, đôi mắt long lanh như ngâm trong hồ thủy ngân nhìn Trương Khác chăm chú, cắn cánh môi đỏ mọng một lúc mới nói. Vậy cậu đợi một chút. Hứa Duy đẩy vai Giang Đại Nhi. Tế bào âm nhạc trên người cậu ta dùng một bàn tay đếm cũng hết, bạn nhờ cậu ta nghe thử cũng phí. À, album ra rồi sao? Trương Khác mừng rỡ hỏi. Có may mắn được nghe thử là tốt rồi, đợi sau khi chị Đại Nhi thành danh, chỉ sợ không được hưởng thụ ưu đãi này nữa. Tổng cộng chuẩn bị mất một năm chuẩn bị, thời gian chuyên môn chế tác cũng hơn nửa năm, vì album riêng của Giang Đại Nhi. Tôn Tĩnh Hương phải nỗ lực vất vả, trong thời gian đó còn bị Ái Đạt kéo đi tham gia các hoạt động tuyên truyền thị trường. Văn phòng của Thế Kỷ Hoa Âm đặt ở trong căn nhà mái ngói đỏ kiểu cũ ở phía Bắc Trung Hoàn, dây điện chằng chịt như mạng nhện răng đầy khoảng không chật hẹp, xe đỗ ngay ở dưới nhà, một lúc sau Giang Đại Nhi thở hồng hộc mang băng tới. Giang Đại Nhi vừa mong đợi lại sợ hãi đưa cho Trương Khác. Liệu có thể rời khỏi Hồng Kông rồi mới nghe được không? Nếu nghe không hay cũng đừng nói với tôi nhé, tôi không chịu nổi lần đả kích đầu tiên. Hứa Tư hỏi Giang Đại Nhi xem mình có tư cách nghe thử không, Hứa Duy cười nói Giang Đại Nhi mấy ngày này sẽ tới tá túc trong căn nhà ở Đại học Hồng Kông, muốn nghe biểu diễn bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Rời khỏi công ty Hoa Âm, mới đi được một con đường Trương Khác đã chẳng nhớ lời dặn của Giang Đại Nhi, nhưng máy nghe nhạc trên xe hỏng rồi, nên đành cất cuộn băng đi trước. Tôn Thượng Nghĩa vừa thấy Trương Khác liền nói có thứ cho y xem, lấy ra truyền đơn Khoa Vương đang giải khắp đường phố Hồng Kông. Trương Khác đưa tờ truyền đơn cuộn tròn trong tay ra.
lúc cháu đỗ xe ở đường Vân Hàm cũng được người ta nhét cho một tờ rồi. Phó Gia Tuấn nói, thời gian qua cả thị trường đầu đĩa VCD đình trệ, đáng lẽ trước Tết là thời điểm tiêu thụ đồ điện tử gia dụng tốt nhất trong năm thì đầu đĩa VCD còn bán ít hơn tháng trước 20%, đó còn là nhờ các doanh nghiệp điều chỉnh hạ giá, cũng ép Khoa Vương chỉ còn cách mang đầu đĩa tới Hồng Kông và Đông Nam Á tiêu thụ. Cát Minh Đức hỏi, Ái Đạt và 6 doanh nghiệp khác cũng ra đầu đĩa mới vào ngày 28 phải không? Đúng thế. Trương Khắc gật đầu. Khoa Vương chọn cùng ngày, chỉ là làm nóng thị trường Hồng Kông sớm hơn thôi. Tôn Thượng Nghĩa thở dài. Khí độ của Khoa Vương hơi kém. Phó Gia Tuấn cười mỉa. Khoa Vương cùng lắm chỉ là kẻ đầu cơ kiếm lời mà thôi, không phải là doanh nghiệp chân chính. Hồng Kông bảo hộ tri thức bản quyền rất nghiêm. Nhưng thâm quyền ở bên cạnh đĩa lậu hoành hành, lại thâm nhập vào Hồng Kông rất dễ, nên tình hình thị trường đầu đĩa ở Hồng Kông khá phức tạp. Về lý luận, Hồng Kông kinh tế phát triển, dung lượng thị trường đầu đĩa không hề kém một tỉnh nào trong nước, nhưng thanh thế một doanh nghiệp đầu đĩa ở Hồng Kông quá lớn, chắc chắn bị các đơn vị phát hành chế tác điện ảnh, băng đĩa, âm nhạc phê bình và chỉ trích. Mục tiêu của Trương Khác là biến Idea Ái Đạt thành thương hiệu điện tử tiêu dùng mạnh ở địa khu Đại Trung Hoa. Tạo nên thương hiệu không phải đơn giản là vấn đề bỏ bao nhiêu tiền quảng cáo, mà là tạo dựng hình tượng thương hiệu, cho dù có tham lợi ở Hồng Kông, Ái Đạt cũng sẽ tiến hành âm thầm. Khoa Vương khua chiêng đánh trống như thế, nói rõ bọn chúng chỉ định tận dụng sơ hở trong thị trường Hồng Kông kiếm lợi thật nhanh, không hề có suy tính kiến thiết thương hiệu. Trương Khắc cười nói, Khoa Vương mỗi tháng phải trả cho DTHTW hơn 30 triệu tiền quảng cáo, vùng vẫy sinh tồn khó khăn, làm sao suy tính nhiều được. Chúng ta phải thông cảm hoàn cảnh của họ. Chẳng phải y nói mát mẻ, mà là vì Ái Đạt tả xung hữu đột, làm loạn bước tiến của Khoa Vương, nên Tạ Kiếm Nam, Tạ Hán Tĩnh có tầm nhìn tới đâu cũng đành lo cho nguy cơ sinh tồn trước mắt. Tông Thượng Nghĩa cười ha hả. Mặc kệ Khoa Vương đi, chúng ta cũng có vấn đề đau đầu của mình cần xử lý đấy. Mượn thực nghiệp Gia Tín mua lại sát nhập, đem nghiệp vụ đầu đĩa của Ái Đạt lên thị trường chứng khoán hải ngoại, Ái Đạt là xí nghiệp dân doanh thuần túy. Chỉ cần báo lên Ủy ban chứng giám và ban ngành liên quan của chính phủ tỉnh là xong. Căn cứ vào tình thế chính trị khi đó, Lý Viễn Hồ có muốn làm khó cũng chẳng được, quan trọng là công chúng và nhà đầu tư chấp nhận phương án tăng phát hành cổ phiếu của thực nghiệp Gia Tín, thì họ mới đủ tài chính mua lại nghiệp vụ đầu đĩa của Ái Đạt. Không hiểu người Tạ gia biết mình bán nghiệp vụ đầu đĩa đi sẽ có cảm xúc thế nào, Trương Khắc nghĩ có khi bọn chúng thở phào cũng chưa biết chừng. Ít nhất bề ngoài nghiệp vụ đầu đĩa này thành tài sản công ty Hồng Kông, tuy cạnh tranh khốc liệt nhưng đám Tạ Hán Tĩnh, Tạ Kiếm Nam khi đi ngủ không lo Trương Khác giở trò gì sau lưng nữa. Nhưng cũng có thể bọn chúng hụt hẫng vì theo đuổi một cái bóng ma. Điều này thật khó đoán được. Chương 508, đau. Tới hoàng hôn trời đổ mưa, nhìn màn mưa li ti bên ngoài, Trương Khác ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa mềm, ngắm cảnh ngoài trời. So với Hứa Tư phải vùi đầu đọc tài liệu thì y đúng là quá nhàn nhã, gác cả hai chân lên bàn, chân lúc xòe ra lúc trụm vào, thích thú nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Tư lúc ẩn lúc hiện. Hứa Tư nhắc y chú ý hình tượng, Trương Khắc ủy khuất nói bao năm qua y chỉ có cái tâm nguyện được bày ra tư thế này trong một văn phòng xa hoa rộng lớn. Tâm nguyện bao năm? Hứa Tư phì cười. Là bao lâu rồi? Trương Khắc nghiêm túc gập tay tính. Tình từ mùa hè năm 94 tới giờ là 15 năm rồi. Nói vớ vẩn. Thật đấy, tính cả kiếp trước thì em quen chị đã 12 năm rồi, nếu không sao có thể yêu chị thắm thiết như thế. Thôi đừng chọc tôi cười nữa, cậu là đại gia thì nhàn nhã rồi, tôi là nô tỳ còn cả đống việc phải làm đây. Hứa Tư cầm bút định ném Trương Khác, đột nhiên hỏi. Nếu tính cả kiếp trước thì cậu quen chị Vãn Tình được bao năm? Hả? Trương Khắc thiếu chút nữa ngã lộn xuống ghế, may mà lúc này Cát Minh Đức gõ cửa đi vào, đây là văn phòng thực nghiệp Gia Tín chuyên môn chuẩn bị cho họ, thường ngày Hứa Tư cũng làm việc ở đây, dù sao hiện giờ công tác chủ yếu của Hứa Tư là phối hợp với kế hoạch tăng phát hành cổ phần của Gia Tín. Để thuận tiện, Cát Minh Đức còn muốn Trương Khắc chuyển công ty Việt Tú qua đây, nói xong việc, lại nhắc đến chuyện này. Trương Khắc nghĩ dù một thời gian nữa vì địa ốc đi xuống mà thiệt ít tiền thuê thì với tài sản của y hiện nay cũng không cần tính toán chút tiền này, nhưng phải nhắc Cát Minh Đức một tiếng, y không còn là ông chủ đằng sau của Việt Tú nữa. Để giảm bớt lực cản cho phương án tăng cổ phần này, Trương Khắc đã chia cổ phần Việt Tú ra cho Tạ Vãn Tình, Đinh Hòe, Tô Tân Đông, Hứa Tư.
trong đó Hải Dụ nắm quyền khống chế cổ phần, tất nhiên Việt Tú đổi văn phòng làm việc không chẳng liên quan tới Trương Khác nữa. Trương Khác đẩy sạch bách mọi việc, Cát Minh Đức lắc đầu, trò chơi cổ phần là thế, hắn định mời Hứa Tư trao đổi với Tạ Vãn Tình. Hứa Tư cầm điện thoại lên vờ như chuẩn bị gọi điện, đợi Cát Minh Đức ra khỏi phòng nhét điện thoại vào tay Trương Khác. Chị ấy là chị Vãn Tình của cậu, cậu đi mà nói với chị ấy. Ý tứ của Tạ Vãn Tình là trong phương án tăng cổ phần, cô đem cổ phần của mình ở Ái Đạt đổi với cổ phần của Thực Nghiệp Gia Tín, một mặt là giảm bớt áp lực huy động vốn của Thực Nghiệp Gia Tín, hai là giữ quyền khống chế của Ái Đạt với phía bên này. Để tiện cho việc quản lý, cô muốn đem cổ phần của Gia Tín gộp vào Việt Tú cùng quản lý. Cổ phần trong tay Đinh Hòe, Tô Tân Đông cũng xử lý như thế. Trương Khác đem cổ phần của Việt Tú chia ra làm 3,72% chuyển nhượng cho Tạ Vãn Tình, cổ phần hai người Đinh Tô cũng nâng lên tới 20%, sau khi điều chỉnh dư 8% Trương Khác cấp luôn cho Hứa Tư. Như thế Việt Tú có sự chuyển mình tuyệt đẹp, nắm 28% cổ phần của Ái Đạt, 28% cổ phần của Thực Nghiệp Gia Tín, tổng tài sản lên tới hơn tỷ đô la Hong Kong. Trương Khác rút mình ra, Tạ Vãn Tình thay y thành bà chủ đằng sau của Việt Tú, đương nhiên sự vụ thường nhật do Hứa Tư phụ trách. Trương Khác nhận lấy điện thoại của Hứa Tư, nghe giọng điệu của cô hàm chứa ý tứ khác, không dám đùa với cô, ngoan ngoãn gọi điện cho Tạ Vãn Tình thương lượng chuyển địa điểm công ty, Tạ Vãn Tình tất nhiên nói Trương Khác cứ xem mà làm. Văn phòng rất yên tĩnh, Trương Khác lại không thể cố ý che ống nghe, đặt điện thoại xuống, hơi chột dạ nhìn Hứa Tư, thấy cô trầm ngâm nhìn mình càng run. Sao thế, chị Vãn Tình bảo chị xem mà làm. Rõ ràng là bảo cậu tự xem lấy mà làm. Hứa Tư mắt phủ chút bi sầu như mưa phùn ngoài trời, nắm lấy tay Trương Khác đưa lên miệng, nói. Cho tôi cắn một cái, được không? Sẽ hơi đau đấy, cậu chịu nổi không? Giọt nước mắt trong suốt rơi lên cổ tay, tia máu nhỏ thấm ra từ hàm răng trắng hòa trộn vào nước mắt. Hứa Tư cầm bàn tay in dấu răng máu của Trương Khác, lại thấy tim đau đớn vô cùng, nhẹ nhàng đặt lên môi, muốn hút đi cả máu và nước mắt. Hạt mưa li ti đập vào cửa kính, thành dòng nước giọt nước mưa chảy xuống. Đau không? Ừm. Sao cậu không kêu? Trương Khác định nói, chị bảo em chịu thì em phải chịu. Nhưng nghĩ nói thế không khí quá nặng nề, nói. Em đang nghĩ lát nữa có phải đi tiêm chủng hay không nên quên cả đau. Cậu, đôi mắt như sao giữa trời đêm của Hứa Tư vẫn phủ nước mắt, nghe thấy Trương Khác lúc này còn trêu đùa mình, hờn giận trừng mắt lên, cho tay y vào miệng, làm bộ muốn cắn nữa. Trương Khác ôm chặt Hứa Tư vào trong lòng, thì thầm. Không như thế làm sao biết lòng chị đau thế nào, không như thế làm sao để chị biết em có thể cảm nhận được lòng chị đau thế nào. Hứa Tư đưa tay Trương Khác luồn qua nách mình, để y ôm mình chặt hơn, để cô cảm thấy giác rõ ràng hơn hơi ấm của y. Nhịp tim của y, tất cả những thứ làm người ta say mê, cũng làm người ta đau đớn. Thật lâu sau Hứa Tư bình ổn lại tâm tình, thở dài ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt chứa tính cảm phức tạp không hề giả dối của y, đưa tay vuốt ve gò má đường nét góc cạnh rõ ràng ấy. Ai bảo cậu mệ người như thế, nữ nhân không giống nam nhân, cứ nhìn mỹ nữ là nảy lòng hưu dạ vượt, trái tim của nữ nhân rất dễ bị một nam nhân lấp đầy. Tôi cũng thấy chị Vãn Tình sống chẳng dễ dàng gì. Trương Khác còn có thể nói gì, mọi lời nói lúc này trở nên tầm thường vô nghĩa, chỉ biết ôm Hứa Tư chặt hơn. Lại qua rất lâu, nghe thấy ngoài phòng có tiếng người qua lại, hết giờ làm rồi, Hứa Tư mới rời khỏi vòng tay Trương Khác, cầm tay y lên, nhìn thấy dấu răng tim như sát muối, lấy khăn tay ra quấn vào cho y. Tôn Thượng Nghĩa gọi điện tới hỏi buổi tối có an bài gì không, Trương Khác nói chưa được dạo phố trong mưa, liền biết ý để lại không gian cho hai người bọn họ. Rời công ty, ngoài trời mưa lớn dần, đi về phía bắc khu Trung Hoàn đón đám Hứa Duy, Trương Khác và Hứa Tư cùng che một cái cô, Phó Tuấn Tế nhị theo sau một khoảng cách xa. Đi tới trước nhà của City Hoa Âm, Hứa Tư dừng lại, nhìn tay Trương Khác chưa được băng bó kín, điều chỉnh một chút, bảo y cho tay vào túi quần, không để người khác nhìn thấy, nhặt đi một sợi tóc còn dính trên cổ áo y. Ánh mắt u buồn của Hứa Tư là thứ dễ đoạt hồn phách của người ta nhất. Nhìn cô lặng lẽ cô đơn chỉnh lại y phục cho mình, tim Trương Khác như bị ai đó bóp chặt, giang tay ra ôm lấy Hứa Tư vào lòng. Bị nhìn thấy đấy. Một tay Hứa Tư miễn cưỡng giữ lấy ô che mưa, bị Trương Khác đột nhiên ôm lấy, chỉ còn một tay chống ngực y, vùng vẫy. Tiểu Duy sắp xuống lầu rồi. Mặc kệ, nhìn thì cứ nhìn, em không quan tâm.
Hứa Tư cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ của Trương Khác chứa tình cảm của y, chìm đắm trong đó muốn buông xuôi tất cả, đưa tay ra vuốt ve mặt y, nhỏ giọng dỗ dành. Ngoan, đừng trẻ con nữa, cậu vẫn phải là cậu, tôi cũng vẫn phải là tôi mới được. Dù nghiêng đi, hạt mưa rơi vào cổ, Hứa Tư vội giữ chặt lấy ô. Một lúc lâu Trương Khác mới chịu buông tay ra, nước mưa đã ướt đẫm vai hai người rồi. Đi với em tìm chỗ ngồi một lúc, kệ đám Hứa Duy. Hứa Tư gật đầu, khoác tay Trương Khác đi xuống một sườn dốc. Đang nhìn gì thế? Hứa Duy thấy Giang Đại Nhi đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài rất lâu, liền đi tới nhìn xuống dưới, chỉ thấy những chiếc ô tròn đủ mọi màu sắc như những cánh bướm tung bay trên phố, không nhìn thấy người dưới ô, tựa như những chiếc ô đó mới là chủ thể của thế giới này. Dưới màn mưa mông lung, cảnh sắc càng thêm trữ tình, Hứa Duy rất thích buổi hoàng hôn như thế ở Hong Kong. Đôi mắt dưới hàng mi dài của Giang Đại Nhi đượm chút u sầu, cô không nói với Hứa Duy, trong những chiếc ô kia có một cái ô đỏ vừa ngả ra, phía dưới có hai người ôm nhau, hai bóng người quen thuộc, cô không cảm thấy bất ngờ, nhưng nỗi buồn trong lòng không sao xua đi được, khóe mắng ánh lên giọt lệ mông lung, càng nhìn cơn mưa càng lúc càng cảm thấy thương tâm. Hứa Duy, điện thoại của Hứa Tư này. Hứa Duy chạy về văn phòng của Tôn Tĩnh Hương, một lúc sau đi ra, nói với Giang Đại Nhi. Chúng ta về trước thôi, chị mình gọi điện nói có việc đột xuất, muộn mới về. Giọt lệ từ trong mắt Giang Đại Nhi lăn tròn xuống má. Chương 509, vợ bạn. Ngày 28 Trương Khác mới ngồi máy bay rời Hong Kong, nhìn thấy có chàng trai ngồi ghế sau đeo tai nghe, mới nhớ tới cuốn băng Giang Đại Nhi chưa kịp nghe, liền gọi tiếp tới hỏi máy nghe băng cassette không, cô tiếp viên liền cho y mượn chiếc máy nghe của mình. Trong tiếng dương cầm êm ái nhẹ nhàng, một giọng nữ phiêu diêu như gió chiều truyền lại, hòa trộn với tiếng violon lan tỏa bên tai, ca khúc hơi đơn điệu một chút, nhưng giọng ca trong vắt, như dòng nước suối, đầy chất cảm bù đắp lại rất nhiều, càng thêm dễ lắng đọng, như nhắm mắt lại cảm nhận thấy ánh mặt trời, cỏ cây, không khí trong lành, song mang một cảm giác yêu thương. Giang Đại Nhi qua gần một năm huấn luyện chuyên nghiệp, khai phá được chất giọng như ánh mặt trời buổi chiều đầu đông, đây mới là cơ sở bước lên con đường chuyên nghiệp. Hai tiếng trên máy bay Trương Khác nghe đi nghe lại cuộn băng mấy lần, lúc xuống máy bay mới nhớ ra phong cách sáng tác của Phan Hiệp Khánh rất hợp với giọng ca của Giang Đại Nhi. Năm 97, Phan Hiệp Khánh hẳn đang dưới đáy sự nghiệp của mình, nhưng lại ở đỉnh cao sáng tác, ai có thể ngờ băng vũ do hắn sáng tác thời gian này một dạo bị người chế tác âm nhạc của Lưu Đức Hoa loại bộ, đại khái sau khi bán bài Bất Kể Khổ Nhường Nào cho Bách Đại, sự nghiệp của hắn mới thoát khỏi đáy vực. Tôn Tĩnh Hương nếu tìm được Phan Hiệp Khánh viết bài hát cho Giang Đại Nhi thì không thể tốt hơn được, Trương Khắc nghĩ tới đây liền nói với Diệp Kiến Bân hôm nay rảnh rỗi tới đón y. Tôn Tĩnh Hương sáng lập Thế Kỷ Hoa Âm chủ yếu tiền do Diệp Kiến Bân bí mật đầu tư, hắn không có gan để vợ biết, nhưng với chuyện âm nhạc hắn lại chẳng biết mấy. Phan Hiệp Khánh là ai? Là anh trai Phan Mỹ Thần hẳn do một tay anh ta nâng lên, không hiểu vì sao gần đây anh em họ cãi nhau. Anh không xem tin tức âm nhạc à? Diệp Kiến Bân trố mắt kinh ngạc, không ngờ Trương Khác có thời gian quan tâm những chuyện này, hắn cũng biết bài rất muốn có ngôi nhà của Phan Mỹ Thần. Phan Mỹ Thần là cái cô gái đi với nữ nhân có tai tiếng tình dục, đi với nam nhân lại sóng êm gió lặng ấy hả? Cậu cũng rảnh rỗi quan tâm chuyện ấy sao? Trương Khác châm chọc. Anh thì đúng là không quan tâm đấy. Tính cách Phan Mỹ Thần rất trung tính, điểm này được các cô gái yêu thích. Phan Hiệp Khánh tướng mạo cũng rất nhất, nói ra mấy năm nay cũng là thời kỳ dưới đáy sự nghiệp của Phan Mỹ Thần. Diệp Kiến Bân gọi điện cho Tôn Tĩnh Hương cho khỏi quên, xong mới nhớ ra hỏi Trương Khác. Sao hôm nay cậu không ở Hong Kong? Có đám Tô Tân Đông tới Hong Kong là được rồi, không thể trói hết mọi người vào một việc được. Ngày 28, 7 doanh nghiệp cùng lúc đưa ra máy mới, Tô Tân Đông và Dương Vân tới Hong Kong tổ chức buổi họp báo. Làm thế không phải tạo thế cho Ái Đạt ở Hong Kong, cũng không phải để trấn áp Khoa Vương. Cuộc họp báo chỉ mời các phóng viên điện tử chuyên nghiệp và tài chính kinh doanh, thực nghiệp Gia Tín buổi sáng phát công bố trên thị trường chứng khoán treo biển, sẽ chính thức tham gia công tác kiểm toán tài sản đầu đĩa của Ái Đạt, Phó Gia Tuấn kiêm cố vấn tài vụ và vận hành của Ái Đạt, tìm kiếm khả năng hai bên hợp tác mật thiết hơn. Tin tức này để nhà đầu tư có đủ thời gian tiêu hóa tin tức mẫn cảm, còn với người tiêu dùng bình thường không ảnh hưởng mấy. Sau công bố của thực nghiệp Gia Tín, tiết mục kinh tế tài chính Đài Phỉ Thúy chỉ ra rằng thực thiệp Gia Tín có ý rắn nuốt voi,
Ngô Nghiệp Vụ đầu đĩa của Ái Đạt, song sợ tiêu hóa không tốt nên mới tung ra công bố lập lờ này thăm dò phản ứng của thị trường. Buổi chiều cổ phiếu thực nghiệp Gia Tín khôi phục giao dịch bình thường, trong thời gian ngắn, giá cổ phiếu tăng vọt như tên lửa, nhưng do thông báo buổi sáng hàm hồ, không nói tới nội dung tài sản thu mua, giá cổ phiếu sau đó lại sụt giảm, nhưng so với trước khi treo biển vẫn tăng ở biên độ nhỏ. Nhà đầu tư chứng khoán Hong Kong có thể chia làm hai loại, một loại thích cổ phiếu lên xuống mạnh, như vậy bọn họ có thể làm vụ đầu tư ngắn hạn, một loại khác thích cổ phiếu có tiềm lực tương lai tăng giá bình ổn. Thực nghiệp Gia Tín tổng tài sản không quá 1,2 tỷ, vậy mà muốn mua Ái Đạt doanh thu tới 4 tỷ, đúng là có tính xác định không cao. Với nhà đầu tư bình ổn mà nói, lúc này tiến vào thực nghiệp Gia Tín quá nguy hiểm, với nhà đầu tư thích đặt cược mà nói, lại cực kỳ thích cổ phiếu thực nghiệp Gia Tín. Mặc dù cổ phiếu của thực nghiệp Gia Tín sau khi công bố tin tức mang tính tham gia không tăng lên là bao, nhưng lượng giao dịch tăng vọt, đây chính là phản ứng tốt đẹp từ thị trường. Đường Áp Liêu, Lều Vịt là nơi tập trung sản phẩm điện tử ở Hong Kong, rất nhiều cửa hàng điện khí quy mô lớn tập trung ở nơi này, thậm chí khi các chợ truyền thống đã có dấu hiệu đi xuống, với du khách Đông Nam Á và nội địa tới Hong Kong du lịch nơi này vẫn là chỗ tìm kiếm món tốt giá hời. Bởi thế điện khí Khoa Vương chọn cửa hàng điện khí Thái Lâm lớn nhất ở đường Áp Liêu, làm bước đầu tiên mở cửa vào thị trường Đông Nam Á. Hoạt động được chuẩn bị cẩn thận thu được thành công lớn. Du khách quá nửa con đường đều bị thu hút tới, khiến cho cảnh sát mấy con đường xung quanh phải đến duy trì trật tự. Chi nhánh công ty Khoa Vương đặt tại Hong Kong do Cát Ấm Quân phụ trách, nhưng vì đây là bước đầu tiên tiến vào thị trường Đông Nam Á, Tạ Kiếm Nam và Trần Tĩnh đích thân tới Hong Kong hỗ trợ. Để thu hút ánh mắt du khách, bọn họ thậm chí thuê hai khinh khí cầu lơ lửng trên bầu trời Hong Kong để tuyên truyền. Ngồi trong văn phòng giám đốc, Tạ Kiếm Nam, Cát Ấm Quân nghe con số tiêu thụ báo lên, đều không kìm được hưng phấn. Cát Ấm Quân hơi khép mắt lại, thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế ra, vui mừng nói với Tạ Kiếm Nam. Xem đi, hôm nay bán hết hàng cũng không phải là vấn đề, nơi này du khách Đông Nam Á đông nhất, đầu đĩa Khoa Vương từ nay không chỉ mở rộng cả Hong Kong, mà sẽ còn lan tỏa khắp Đông Nam Á. Đường Áp Liêu phản ánh ảnh hưởng của Đông Nam Á, cho nên bọn họ không ngại khua chiêng gióng chống tuyên truyền. Trần Tình đoan trang ngồi một bên, hai đầu gối khép lại, cô phải thừa nhận, Cát Ấm Quân cũng có thiên phú thương nghiệp, nếu bỏ đi cái tính hoàn khố, có lẽ còn xuất sắc hơn nữa. Có điều cô không tham gia cuộc nói chuyện của bọn họ mà mắt nhìn vào TV, trên đó phóng viên Đài Phỉ Thúy đang hỏi một người đầu tư cổ phiếu kinh nghiệm lâu năm về hướng đi giá cổ phiếu thực nghiệp Gia Tín sau tin tức công bố buổi sáng. Sáng nay khi nghe tin này, cô thực sự giật mình. Tâm tình của Tạ Kiếm Nam cũng không tệ. Chẳng vì tin tức kia mà giảm sút phần nào. Không nhận rõ được khoảng cách với Ái Đạt thì không thể vượt qua nó. Đó là lời Tạ Hán Tĩnh nói với hắn, Khoa Vương vì tránh Ái Đạt ở trong nước nên mới cùng điện tử Gia Tín khai thác thị trường Đông Nam Á, nếu vì loại vấn đề này mà phiền não, thì quá thiếu chứng chạc rồi. Nghe Cát Ấm Quân nói thế, Tạ Kiếm Nam chỉ thuận miệng nói. Tiếp theo phía Đông Nam Á còn rất nặng nề, chúng tôi giao cả cho anh đấy. Mắt vẫn chú ý lên màn hình. Cát Ấm Quân thấy hai người kia tập trung xem TV, nhớ lại tên nhãi con tiếp xúc mấy lần không để lại ấn tượng tốt đẹp gì, mày hắn nhăn lại, nhưng không thể khinh suất lộ vẻ khinh thường, nếu không sẽ để lại ấn tượng phù phiếm hời hợt với mỹ nhân Trần Tĩnh. Hắn lén đưa mắt nhìn Trần Tĩnh, làn da sáng bóng, đường nét là lướt, bầu ngực vươn cao như muốn thoát khỏi sự trói buộc của chiếc áo bó, Cát Ấm Quân thầm nuốt nước bọt, khao khát đè ngay thân hình nóng bỏng đó xuống giày vò. Cát Ấm Quân không phải là không biết che giấu dục vọng của mình, với thân phận địa vị của hắn hiện nay, bên cạnh cũng không thiếu giai nhân, nhưng cũng vì quá nhiều nữ nhân, dục vọng mới lan tràn, nhìn thấy mỹ nhân sinh ra suy nghĩ bậy bạ là quá bình thường. Hơn nữa, vợ bạn càng khiến suy nghĩ tà ác thêm phần kích thích, nên khoe khoang trước mặt Trần Tĩnh. Ái Đạt muốn mượn xác lên thị trường chứng khoán chỉ có hai con đường để đi, thứ nhất là thực nghiệp Gia Tín tăng cổ phiếu định hướng phát hành cho Ái Đạt, dùng cổ phiếu mua tài sản của Ái Đạt. Năm ngoái doanh thu của Ái Đạt là 4 tỷ, cổ phiếu định hướng nhất định không phải là con số nhỏ, con đường này không thể đi. Con đường thứ hai là thực nghiệp Gia Tín phát hành cổ phiếu công khai, huy động tài chính dùng tiền mặt mua điện tử Ái Đạt, nhưng vẫn vượt xa giá trị của thực nghiệp Gia Tín, khả năng thành công của con đường này rất nhỏ. Ở Hong Kong vụ sát nhập rắn nuốt voi không phải không có, nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay, bọn chúng đang thử vận may thôi. Chương 510, cô gái tiếp thị.
vì sao không có con đường thứ ba? Trần Tĩnh đột nhiên quay sang hỏi, Cát Ấm Quân đang định thể hiện thì cô nói ngay. Một phần cổ phiếu định hướng, một phần cổ phiếu công khai, dùng cả tiền mặt và cổ phiếu mua Ái Đạt không phải là con đường thứ ba à? À! Cát Ấm Quân ngớ ra, đúng lúc này người được phỏng vấn trên TV cũng nói tới phương án của Trần Tĩnh, hắn chẳng cảm thấy xấu hổ, không phải là hắn không nghĩ tới, vừa rồi chẳng qua là vừa ngắm gái vừa vọt miệng nói thôi, đưa tay huých Tạ Kiếm Nam. Bà vợ nhà anh lợi hại thật, mấy năm đọc sách ở nước ngoài đúng là không uổng phí, rất nhiều cô gái đọc loại tin tức này là đau đầu. Khinh thường phụ nữ là thói quen của Cát gia, Trần Tĩnh nghe Cát Ấm Quân nói thế thì khó chịu, nhưng không thể hiện ra. Tạ Kiếm Nam cười nói. Nếu nói tới trò chơi vốn, Tạ gia chúng tôi còn có một quái thai, chưa tốt nghiệp cao trung tiền tiêu vặt đã cả chục triệu, luôn oán trách không có cơ hội thể hiện. Nhớ tới Tạ Tử gia, Trần Tĩnh nhoẻn miệng cười, có điều cô nhìn ra một vấn đề trong tin tức, nói với Tạ Kiếm Nam. Ái Đạt mượn thực nghiệp gia Tín tiến vào thị trường Đông Nam Á rất lâu rồi, nhưng so với hành động của họ ở trong nước thì phản ứng ở Đông Nam Á quá chậm chạp, có phải bọn họ đặt hết tinh lực vào chuyện này rồi không? Tạ Kiếm Nam nheo mắt lại, hắn cũng luôn nghĩ vấn đề này, chỉ là nghĩ không thấu. Chắc là thế này. Thấy Tạ Kiếm Nam trầm ngâm, Cát Ấm Quân chộp ngay lấy cơ hội thể hiện. Bọn chúng nóng vội lao vào thị trường tư bản vượt tiền, cơ cấu đầu tư cùng nhà đầu tư Hong Kong chú trọng báo đáp ổn định, sách lược kinh doanh của bọn chúng phải đón ý đó. Huống chi thực lực của thực nghiệp gia Tín quá kém, căn bản không thể so với điện tử gia Tín, bọn chúng muốn dựa vào thực nghiệp gia Tín khai phá thị trường Đông Nam Á phải mạo hiểm rất lớn. Chậm chạp ở Đông Nam Á, lại chủ động hạ mục tiêu thị trường trong nước, sách lược của bọn chúng quá bảo thủ. Tạ Kiếm Nam gật gù. Nhưng bọn chúng bảo thủ, lại có lợi cho chúng ta. Mặc dù Ái Đạt mượn xác thành công sẽ khiến thực lực của Cẩm Hồ tăng vọt, nhưng Ái Đạt thành công ty trên thị trường chứng khoán, không phải lo Trương Khác nấp sau Ái Đạt đánh trộm nữa. Đương nhiên chỉ bằng tin tức này không làm cho Tạ Kiếm Nam vui vẻ, tỉnh ủy đã có quyết định chính thức phái Tô Giật Quần tới Hải Châu làm phó bí thư, đó mới là nguyên nhân thực sự khiến hắn vui mừng. 28 tháng 2 cũng là ngày Thịnh Hâm khai trương siêu thị điện khí hoàn cầu tại phố Tân Thị, Kiến Nghiệp, Diệp Kiến Bân đón Trương Khác ở sân bay rồi tới thẳng phố Tân Thị. Trên xe Trương Khác nhận được điện thoại của Hứa Thụy Bình, hay tin Tô Giật Quần tới Hải Châu, y có hơi bất ngờ, phòng tổ chức tỉnh ủy vừa mới trao đổi với thành ủy Hải Châu chưa được 2 ngày mà lệnh bổ nhiệm đã tới rồi. Đáng lẽ ra đợi 2 tháng nữa tới Đại hội Hội đồng Nhân dân, Chu Phú Minh từ chức bí thư thành ủy, Đường Học Khiêm rời ghế thị trường, mới có ghế cho Tô Giật Quần. Theo yêu cầu của văn kiện, Tô Giật Quần sẽ tới Hải Châu nhậm chức trong vòng 5 ngày, Trương Khác đặt điện thoại xuống, nhìn cánh đồng lúa ngoài cửa sổ, chìm vào trầm tư. Nhanh vậy sao? Khi Trương Khác đem tin tức nói ra, Diệp Kiến Bân cảm thấy kinh ngạc. Hai chữ tạm quyền, trước tỉnh trưởng còn chưa bỏ đi, đã vội thể hiện uy lực rồi. Trương Khác cảm khái. Có lẽ chúng ta đã chọn một con đường khó đi rồi. Nếu cậu ngoan như cừu trước mặt ngài tỉnh trưởng tạm quyền thì đường không khó đi đâu. Diệp Kiến Bân vỗ đầu. Nếu cậu siêng qua lại với bí thư Đào cũng được. Nếu không có Đào Tấn gật đầu, Lý Viễn Hồ có bao nhiêu sức lực lệnh bổ nhiệm của Tô Giật Quần cũng không tới sớm như thế. Lệnh bổ nhiệm Kim Quốc Hải và Tô Giật Quần trong mắt người ngoài Đào Tấn đang tỏ hai thái độ hoàn toàn khác nhau, nhưng điều này không khó lý giải chút nào. Một là Đào Tấn muốn thể hiện quyền uy của mình, Đường Học Khiêm và Trương Khác không phải môn hạ của ông ta, nếu bị phía Lý Viễn Hồ chèn ép tất nhiên chỉ còn đường quy thuận ông ta mà thôi. Trương Khác cười. Anh nói cũng đúng, chính trị trong nước là thế, chủ nghĩa tư bản thế nào cũng phải bị đánh ngã, cho dù không đánh ngã được, nhưng không thể ngăn cản trong đầu quan viên nào đó có ý nghĩ như thế, sau này chuyện đau đầu sẽ càng ngày càng nhiều, đợi rồi xem. Trương Khác và Diệp Kiến Bân tới tòa nhà Tân Hoa Đô phía nam đường Tân Thị. Không lựa chọn khai trương vào ngày cuối tuần mà sớm hơn một ngày là sáng suốt, dù là thế Thịnh Hâm vẫn phải mời hơn 20 cảnh sát duy trì trật tự. Thực lòng mà nói Diệp Kiến Bân cũng không ngờ mở siêu thị ở đây lại náo nhiệt đến thế, có lẽ nguyên nhân mới khai trương. 2 ngày cuối tuần không được yên rồi. Diệp Kiến Bân thở dài. Tôi tuy muốn khoanh tay ngồi chơi, không yên tâm chuyện gì cũng giao cho Tâm Văn. Nơi này không phải 2 ngày sau có thể yên được, 10 năm sau nó chưa chắc cho anh nhàn nhã. Trương Khác cười.
Hải Thái sau này muốn tiến vào đường Tân Thị sẽ phải tốn kém gấp người ta nhiều lần. Kiến Nghiệp là thành phố làm người ta không đoán thấu được, mức độ kinh tế chỉnh thể không bằng Huệ Sơn, nhân khẩu thường trú chỉ tương đương, tỷ lệ người thu nhập thấp còn nhiều hơn Hải Châu, nhưng một thành phố như thế lại sinh ra một hệ thống thương nghiệp đứng hàng đầu toàn quốc. Trương Khác và Diệp Kiến Bân ngồi hút thuốc ở bên kia đường, không có dũng khí chen vào siêu thị nữa. Khách hàng xếp hàng vào siêu thị tắc cả con đường, rất nhiều người giống hai bọn họ, sang bên đường ngồi, có mấy sinh viên qua lại đám đông phát tờ rơi, hai bọn họ cũng bị nhét cho mấy tờ. Tôi lấy cái này làm gì cơ chứ? Trương Khác yếu ớt nhận lấy một tờ rơi nữa, trong đó cũng có tờ rơi mang hình ảnh lộng lẫy của Giang Đại Nhi chụp cùng đầu đĩa mới của Ái Đạt, lấy luôn mấy tờ truyền đơn kê mông ngồi. Nhưng mà phải nói kẻ nào phụ trách thị trường được đấy, kiếm được mấy cô em sinh viên trông ngọt hết sức. Trương Khác sợ nợ tình, không dám đụng chuyện thị phi nữa, nhưng mà liếc mắt thôi không thành vấn đề, liếc qua liếc lại thấy ngay Tô Nhất Đình, Hà Huyên đang ôm đống tờ rơi, vội quay ngay đầu đi vờ không nhìn thấy. Này, đừng có giả vờ không quen biết được không hả? Từ xa tít tôi thấy mắt cậu đảo loạn khắp nơi rồi. Tô Nhất Đình đứng trước mặt Trương Khác. Chia sẻ giúp chúng tôi một phần nhiệm vụ. Rồi không đợi y kịp ý kiến ý có nhét ngay một sập tờ rơi vào người y. Làm gì có kiểu phát tờ rơi thế này? Trương Khác nhìn, lại còn là tờ rơi của Ái Đạt nữa chứ. Hà Huyền thì đầu óc còn nhớ cảnh Trương Khác nằm gối đầu lên giày ở quán ba 1978, cánh môi đỏ ướt át, đôi mắt sáng long lanh đều kìm nén nụ cười, nhưng khiến người ta nhìn lại tưởng cô thấy Trương Khác hưng phấn, thực ra không phải là thế. Diệp Kiến Bân huých Trương Khác một cái, làm y thiếu chút nữa ngã xuống lan can. Tên nhóc cậu sao toàn quen biết các cô gái đẹp quá mức thế này, thật không còn lẽ trời nữa. Trương Khác ngả vào phía lòng Hà Huyền, khó khăn lắm mới tóm được lan can ngồi vừng, nhưng làm Hà Huyền giật bắn mình theo phạt xạ nhảy ra bằng sau, bất kể làm thế có thể khiến cho Trương Khác ngã xuống mặt đường lạnh lẽo. Trương Khác nghĩ, cô bé này thật tàn nhẫn, cách lớp áo dày như thế thì đụng chạm chút có sao chứ. Trương Khác không thèm để ý tới Diệp Kiến Bân, xem đồng hồ hỏi Tô Nhất Đình. Giờ này các cô chưa về 1978 làm việc à? Quán ba gõ học phủ khác với nơi khác, buổi chiều kinh doanh bình thường. Hả, bọn họ làm việc ở 1978 sao? Diệp Kiến Bân cảm khái. Lâu lắm không tới đó rồi. Có điều hắn dám chắc Trương Khác không dám tới 1978. Nếu không Tôn Tĩnh Mông nhìn thấy y, thế nào cũng cười tới không làm được việc gì nữa luôn. Chương 511, không thấu. Tô Nhất Đình tướng mạo khá thanh tú, trông không tệ, nhưng so với Hà Huyền mắt mũi linh động, mặt hoa da phấn, vóc dáng yêu kiều, đúng là thứ tai họa tiêu chuẩn thì Tô Nhất Đình chỉ là lá xanh làm nên thôi. Tô Nhất Đình không quen Diệp Kiên Bân, nên chỉ nói với Trương Khác. Vốn định dựa vào tình đồng hương, tùy tiện kiếm chút tiền sinh hoạt. Đúng là mất hứng, bọn họ nhất định 5 giờ chiều mới trả tiền, phía bên quản ba đành nhớ Phi Dung làm thay. Lại oán trách một câu. Cả ngày trời mới trả 25 đồng. Diệp Kiến Bân cười hăng hắc, hắn nhìn thấy tờ rơi trong tay Trương Khác là của Ái Đạt, Khoa Vương còn thêm Tân Nguyên. Trương Khác cau mày. Không thể nào, ở Hải Châu phát tờ rơi được 35 đồng mỗi ngày. Tại Thịnh Hâm độc ác. Hà Huyên cứ như sợ Trương Khác lại, ngã, vào mình, không dám đứng trước y. Nghe nói bọn họ quy định tất cả doanh nghiệp điện khí trong siêu thị không được trả tiền tuyên truyền quá 25 đồng, nếu không họ sẽ khó quản lý. Các cô gái xinh đẹp luôn có ưu thế, tin tức bí mật gì cũng có người nhiệt tình nói cho. Trương Khác nói kháy. Tôi bảo mà, doanh nghiệp Hải Châu trượng nghĩa lắm, chỉ có đám gian thương tỉnh thành độc ác. Trương Khác và Diệp Kiến Bân ngồi nói chuyện với hai cô gái, thi thoảng cũng đi ra giúp họ phát tờ rơi, thực lòng Tô Nhất Đình chỉ làm nền cho Hà Huyền, cho dù Hà Huyền mặc áo len dày, che đi đường cong cơ thể, nhưng dung mạo như hoa như ngọc, vóc dáng tha thướt thanh thoát đó, đúng là một mỹ nữ cấp tai họa, chẳng cần cô đi đâu, đứng đó có người tới xin truyền đơn, thậm chí có người đưa cho cô danh thiếp. Hà Huyền cứ nhận được một tờ danh thiếp là lại cùng Tô Nhất Đình nghiên cứu hồi lâu, Tô Nhất Đình quá nửa sẽ nói. Chưa nghe tới công ty này, lại chỉ là một phó giám đốc, quá nửa không đi nổi VS40, dù sao cũng là làm tình nhân cho người ta, bạn không được kiếm cái kiếm người tệ hơn VS40. Nói xong là cùng Hà Huyền cười ngặt ngoéo, ném danh thiếp cho Trương Khác.
Này VS40, cậu thấy người này ra sao? Người ta có vẻ đã lập gia đình, nhưng bạn gái của cậu cũng chẳng ít. VS40 lái trong thành phố rất thích, nhưng Trương Khắc hay đi đường dài, cảm thấy không gian hơn chật, muốn đổi thành chiếc xe hành chính, tiện xử lý công việc trên đường. Tô Nhất Đình và Hà Huyền gọi y là VS40, hoàn toàn là trêu ghẹo y. Trương Khắc mất hết mặt mũi, hôm đó bị Tôn Tĩnh Mông chuốc say, tỉnh lại theo tiềm thức nói câu kia với Hà Huyền là đã không còn tôn nghiêm với các cô nữa rồi. Diệp Kiến Bân nhân lúc Trương Khắc nói chuyện với hai cô gái lén lút nhắn tin cho Tôn Tĩnh Mông, một lúc sau vở vịt đưa di động cho y. Không hiểu sao tiểu muội biết cậu ở tỉnh thành, cậu nhận điện thoại không? Trương Khắc không chút do dự tắt máy luôn. Không đụng vào được thì tránh được. Đứng ở đây tiếp tục nói chuyện không an toàn nữa, liền nhớ Tô Nhất Đình chào Trần Phi Dung hộ, y chui vào chiếc Toyota Crown của Diệp Kiến Bân, bấm gọi dục đám Diệp Kiến Bân lên xe. Đứng cạnh bọn họ còn có Phó Tuấn và vệ sĩ của Diệp Kiến Bân, xe từ từ lái ra khỏi dòng người đông đúc. Ở Hong Kông, thực nghiệp Gia Tín tuyên bố khả năng hợp tác mật thiết hơn với Ái Đạt, phía bên này đám Chu Du chính thức đại biểu Cẩm Hồ nộp hồ sơ xin Ái Đạt liên hiệp công ty Hong Kông lên thị trường chứng khoán, Trương Khắc tới Kiến Nghiệp là để đi gặp bọn họ. Không ngờ vừa mới xuống máy bay nhận được tin Tô Nhất Quần tới Hải Châu nhậm chức, đây không phải tin tốt lành gì. Tô Giật Quần lúc này chắc là vẫn ở tỉnh thành, hồ sơ của Cẩm Hồ đang trên bàn hắn hay bàn Tô Giật Quần. Trương Khắc không mong hai kẻ đó cống hiến được gì cho Ái Đạt, chỉ cần bọn chúng không cố ý gây khó dễ đã phải tạ ơn trời đất rồi. Đúng như Trương Khắc nghĩ, hồ sơ của Ái Đạt đúng là đặt trên bàn làm việc trước mặt Lý Viễn Hồ. Cặp hồ sơ màu lam nặng trịch chứa tài liệu do Ái Đạt nộp liên, chỉ là tài liệu báo lên thôi, trừ khi nó có chỗ nào mâu thuẫn với pháp luật. Nếu không chỉ là tài liệu báo cáo đơn thuần. Không ngờ Cẩm Hồ đi được tới bước này, đúng là nằm ngoài dữ liệu người ta. Lý Viễn Hồ chưa gặp Trương Khắc, ông ta có cảm giác xa cách với thanh niên này, đọc xong con số trên tài liệu, thấy không chân thực. Lý Viễn Hồ đứng dậy qua cửa kính nhìn tòa nhà đối diện, phía đó là tòa nhà tỉnh ủy, đây là kính một chiều, nhìn từ bên ngoài vào không thấy gì, ông ta thầm nghĩ có lẽ Đào Tấn. Đào Tấn có ấn tượng thế nào về Trương Khắc? Lý Viễn Hồ nghĩ rồi hỏi Tô Giật Quần. Nghe nói bí thư Đào cũng chưa gặp Trương Khắc. Nghe nói là thế ạ. Tô Giật Quần thêm vào một câu. Nhưng chuyện sau lưng ai mà biết được? Lại nghĩ nói thế đúng là vẽ rắn thêm chân, Lý Viễn Hồ sao chẳng đoán ra được. Hắn làm việc cạnh Lý Viễn Hồ đã gần 8 năm, chưa bao giờ đoán thấu được tâm tư của ông ta, lần trước từ Hải Châu về còn bị nhắc nhở một câu. Tô Giật Quần không biết kiêng dè Cẩm Hồ bối cảnh phức tạp hay là nghĩ tới Trương Chi Hành chỉnh hợp ngành rượu ở Tân Vu. Lý Viễn Hồ chỉ, một tiếng. Hai ngày nữa anh tới Hải Châu nhậm chức, nếu không phải thời gian quá eo hẹp, tôi sẽ đưa anh đi. Ông ta chỉ nói mà thôi, ảnh hưởng quá lớn, ai biết Chu Phú Minh, Đường Học Khiêm nghĩ thế nào. Thôi thế này vậy, mấy hôm nay người mời cơm anh cũng nhiều, tôi tới góp vui, coi như tiễn chân anh. Tô Giật Quần rất cảm kích, nhưng vẫn phải chú trọng lễ tiết bên ngoài, cười nói. Vậy tối nay tôi mời riêng tỉnh trưởng, kệ những người khác. Đừng làm thế, cứ như tôi không thể ngồi cùng bàn với người khác vậy. Lý Viễn Hồ ngăn cản. Buổi tối anh đã an bài ra sao thì cứ để thế, để lại cho tôi và Tiểu Cao hai cái ghế là được. Tiểu Cao là Cao Chân, thư ký riêng của Lý Viễn Hồ. Hôm nay có vài người bạn của tôi từ Huệ Sơn tới. Tỉnh trưởng nói thế tôi không bảo bọn họ trước nữa, tới giờ tôi đi cùng xe tỉnh trưởng tới là được. Tô Giật Quần khúm núm nói. Rời khỏi văn phòng của Lý Viễn Hồ, trên đường về văn phòng của mình, Tô Giật Quần chạm mặt Lục Văn Phu. Tình cảnh của Lục Văn Phu lúc này rất dở dang, hắn là thư ký trưởng chính phủ thời Từ Học Bình, không được Lý Viễn Hồ ưa, hai tháng qua tình cảnh rất khó khăn, so với phong quang của Tô Giật Quần, hắn kém xa, giờ người ta tới địa phương nhậm chức. Hắn càng không bằng. Người ta hay nói thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng, tuy thư ký trưởng chính phủ tỉnh toàn diện chủ trì sự vụ trong nội bộ chính phủ tỉnh, nhưng là công việc hầu hạ người ta, kém xa lắc xa lơ việc tới địa phương một mình tự chủ. Tô Giật Quần về văn phòng, trước tiên gói điện từ chối hết cuộc hẹn tối nay, sau đó gọi điện cho Chu Cẩn Thì nói tối nay Lý Viễn Hồ sẽ tới tham dự tiệc tiễn chân hắn. Một lúc sau Tạ Hán Tính gọi tới, nói đang trên đường tới tỉnh thành. Ông ta sẽ an bài vài quan viên tỉnh thành quê Huệ Sơn tới tiễn chân Tô Giật Quần.
Từ Huệ Sơn tới tỉnh thành chỉ mất tiếng rưỡi, lại có Chu Cẩn Tỳ an bài hộ nên vẫn kịp thời gian. Tạ Hán Tình hỏi có nên mời Vạn Hướng Tiền cùng dự tiệc không? Tô Dật Quần nghĩ một lúc quyết định tạm thời mặc kệ Tạ gia thì hơn, sức ảnh hưởng của cha con họ Vạn ở Hải Châu đã tới mức thấp nhất, chỉ có lợi ích cho Tạ gia ở nơi khác, nhưng Tô Dật Quần không cần chuyện gì cũng nghĩ cho Tạ gia, nếu không quá lộ liễu, phải tính tới cảm thụ của Lý Viễn Hồ nữa. Ước chừng 6 giờ chiều, nhân viên làm việc trong văn phòng lớn bên ngoài đã về, Tô Dật Quần để hé khe cửa bằng hai ngón tay, thấy văn phòng Lục Văn Phu còn đèn. Tô Dật Quần phải đợi Lục Văn Phu đi rồi mới tới tìm Lý Viễn Hồ, một lúc sau Lục Văn Phu mở cửa đi ra, đúng lúc này trong văn phòng có điện thoại, liền lại quay trở về. Tô Dật Quần đang nghĩ xem ai gọi điện tìm Lục Văn Phu ở văn phòng vào lúc này thì thấy hắn đi tới văn phòng mình gõ cửa, Tô Dật Quần đang tưởng phát sinh chuyện gì thì Lục Văn Phu đẩy cửa vào nói. Tôi vốn định cùng người trong văn phòng mai tiễn chân anh, nhưng tỉnh trưởng gọi điện cho tôi, bảo tối nay tới góp vui cùng. Tô Dật Quần há mồm, vì sao Lý Viễn Hồ lại đưa cả Lục Văn Phu theo? Hắn quên cả che giấu ngạc nhiên, ngớ người mất một lúc mới nói. Tốt qua vừa rồi tôi vừa định tới văn phòng mời anh. Lục Văn Phu mấy ngày qua chỉ đợi Lý Viễn Hồ đá đít, nên cú điện thoại vừa rồi làm hắn ngạc nhiên chẳng kém gì Tô Dật Quần. Chương 512, câu hỏi. Khách sạn Kiến Nghiệp 38 tầng được xây vào năm 87 là tòa nhà cao nhất tỉnh thành. Trong đại sảnh khách sạn phải cao tới 4 tầng, hai bên là cửa hàng chiêu đãi khách, qua cửa kính trong suốt, có thể nhìn thấy khách khứa ra vào đại sảnh. Đám Trương Khác và Diệp Kiến Bân đang ngồi ăn cơm, thi thoảng quan sát khách ra vào khách sạn, trừ khách quốc tế ra thì người ra vào đây toàn là nhân vật có vai vế. Ngồi ở đây một buổi chiều có thể thấy rất nhiều chuyện thú vị, nếu có tay phóng viên thích tin tức ngoài luồng mai phục ở đây có thể kiếm kha khá nội dung đặc sắc. À cũng phải kiếm báo cho đăng mới được. Nhìn thấy đám Lý Viễn Hồ, Tô Dật Quần lúc Văn Phu đi vào, Diệp Kiến Bân nói. Chắc là tổ chức tiễn chân Tô Dật Quần tới Hải Châu đấy. Trương Khác chưa tiếp xúc với Lý Viễn Hồ, từ trên tầng 2 nhìn xuống, thấy ông ta còn trẻ hơn người cùng tuổi như Lục Văn Phu, Tô Dật Quần. Đám Lý Viễn Hồ vừa đi vào đại sảnh, liền thấy Tạ Hán Tĩnh và một đám người cứ như ở đâu mai phục trước ùa ra, vây ông ta ở giữa. Trương Khác nhếch môi. Tỉnh trưởng Lý ngày bận trăm công ngàn việc vẫn không quên hưởng niềm vui cùng dân. Nhìn thấy người trung niên hói đầu đứng bên trái Tạ Hán Tĩnh, Trương Khác hơi cau mày, y nhận ra đó là Chu Cẩn Tỳ, giáo sư khoa kinh tế Đại học Đông Hải, là người cổ súy cho tư tưởng có thể hy sinh lợi ích của một bộ phận người dân và hoàn cảnh, bất chấp đạo đức để đưa kinh tế đi lên. Kiếp trước Trương Khác chỉ nghĩ ông ta là một nhà kinh tế với tư tưởng quá khích, hiện giờ không còn suy nghĩ đơn giản như thế nữa. Một quan viên cao cấp vì vấn đề kinh tế bị éo từ chức, có mối liên quan chằng chịt với thế lực tư bản, quan điểm của ông ta không thể lấy tư tưởng cấp tiến để hình dung nữa. Đám Lý Viễn Hồ đi lên lầu không ngờ gặp được hai người Trương Khác và Diệp Kiến Bân đang ngồi ăn ở bên đại sảnh. Lý Viễn Hồ, Chu Cẩn Tỳ chưa từng gặp Trương Khác, cả ánh cũng chưa xem, nhưng nhìn phản ứng của đám Tạ Hán Tĩnh là đoán ra được người thanh niên kia chính là Trương Khác rồi. Lý Viễn Hồ đã gặp qua Trương Chi Hành vài lần, nên cũng dễ nhận ra. Lục Văn Phu là người xấu hổ nhất, vừa định giới thiệu Trương Khác cho Lý Viễn Hồ, nhưng lại cảm thấy không ổn lắm, khựng lại tại chỗ. Lý Viễn Hồ không để ý tới phản ứng của Lục Văn Phu, mắt nhìn qua Trương Khác chốc lát rồi dừng trên mặt Diệp Kiến Bân, Diệp gia có địa vị khá đặc thù ở tỉnh Đông Hải, dù Diệp Chăn Dân tung ra quan điểm thiếu lạc quan về kinh tế châu Á gây ra chút phong ba cũng không ảnh hưởng gì tới Diệp gia. Hồi Tết ông ta còn tới Diệp gia trạch viện bái phỏng Diệp lão. Trước kia Lý Viễn Hồ không rõ quan hệ giữa Trương Khác và Diệp gia ra sao, thấy hai người họ ngồi ăn cơm ở đây thì đoán quan hệ không hề tệ, ông ta có biết Diệp Kiên Bân, khẽ gật đầu với hắn. Tỉnh trưởng Lý bận rộn còn bỏ thời gian chia vui với dân. Diệp Kiến Bân chủ động đứng dậy tới bắt tay Lý Viễn Hồ. Hôm nay tỉnh trưởng Lý tới tiễn chân thư ký trưởng Tô phải không? Lý Viễn Hồ không nhìn Trương Khác theo Diệp Kiến Bân đi tới, cười nói. Đúng thế, hai ngày nữa Dật Quần tới Hải Châu rồi, tôi tới uống chén rượu góp vui. Lý Viễn Hồ vẫn chưa ý thức được người trong bữa tiệc hôm nay do Tô Dật Quần cố ý án bài, Trương Khác liếc mắt qua đám Tạ Hán TNSX, Chu Cẩn Tỳ rồi mới bình đạm nhìn Lý Viễn Hồ, không hề có biểu hiện nhiệt tình nào, cũng không có ý bảo Diệp Kiến Bân giới thiệu, giống như một thiếu niên bình thường đi theo ăn trực. Không lên tiếng cũng không có vấn đề gì.
Tô Dần Quần làm ra vẻ phóng khoáng mời Diệp Kiến Bân cùng ăn cơm, lúc này Trương Khác mới lãnh đạm từ chối. Chúng tôi nên bỏ thời gian tẩy trần thị trưởng Tô ở Hải Châu mới đúng. Không muốn quá căng, nghiêng người ra để bọn họ nhìn bàn cơm sắp ăn xong. Bữa tiệc này chúng tôi không tham gia nữa. Câu núi nói xong mắt lại nhìn Tạ Hán Tĩnh. Tiến đám Lý Viễn Hồ đi vào phòng bao rồi Trương Khác và Diệp Kiến Bân mới về chỗ, Diệp Kiến Bân cau mày. Lạ thật sao Lục Văn Phu lại đi cùng bọn họ. Trương Khác cũng cảm thấy lạ, trong mắt y, bữa tiệc tiễn chân này có chút ý vị của bữa tiệc nội bộ bí mật, Lục Văn Phu ngả về phía bọn chúng từ bao giờ. Diệp Kiến Bân nghĩ một chút rồi nói. Không chừng tỉnh trưởng đại nhân không muốn thanh tẩy, Tô Giật Quần đi, ông ta cần người thông thạo công việc chính phủ tỉnh, chiêu an được Lục Văn Phu với ông ta chỉ lợi không hại gì. Bình thường thôi, tỉnh trưởng đại nhân đang nóng lòng làm ra thành tích mà. Bên kia Tô Giật Quần cũng có thắc mắc tương tự, đợi tan tiệc Lý Viễn Hồ có việc về trước để thư ký lại thay mặt ông ta tiếp khác, Tô Giật Quần liền đưa thắc mắc ra hỏi, Cao Chân nói. Tỉnh trưởng xem xong tài liệu của Cẩm Hồ xong thì đột nhiên nói muốn gọi thư ký trưởng Lục theo cùng, chuyện khác tôi không rõ. Không phải hắn không rõ, nhưng hắn biết thân phận của mình, chuyện gì cũng phải có chừng mực. Tạ Hán Tĩnh hiểu ra, Lý Viễn Hồ không thể hoàn toàn ngả về phía Tạ gia, ông ta giống Đào Tấn, không thể liên quan quá sâu vào tranh chấp của các thế lực địa phương. Lý Viễn Hồ còn có một điểm khác với Đào Tấn, hoài bão chính trị, nói là dã tâm cũng được, có lẽ càng lớn hơn. Nói trắng phớ ra là dù có muốn kiếm chắc gì thì với cấp bậc của Lý Viễn Hồ không có khả năng trực tiếp mở miệng với chính thái, có điều người dưới ông ta thì chưa chắc, Tạ Hán Tĩnh hỏi Tô Giật Quần. Chúng ta uống rượu tiếp hay là đổi sang chỗ khác tán gẫu với thư ký Cao nhỉ? Tô Giật Quần cùng Cao Chân cộng sự nhiều năm, đều hiểu thấu nhau, cười nói. Kiếm chỗ nào hay hay tán gẫu cũng được, Cao Chân, ý anh ra sao? Cao Chân không chối từ. Nhưng bữa tiệc này còn nhiều quan viên tỉnh gốc Huệ Sơn mà hắn không quen, thế thì tới chỗ hay ho làm sao có thể thoải mái vui vẻ được. Tạ Hán Tĩnh rất tinh, nhận ra băn khoăn của hắn, nói. Tỉnh trưởng về rồi, chúng ta tan tiệc thôi. Rượu mới lưng chừng, các quan viên kia đang hăng, Tạ Hán Tĩnh cũng không để ý, sau này bù đắp cũng được, lấy lòng người bên cạnh tỉnh trưởng quan trọng hơn nhiều. Tạ Hán Tĩnh, Chu Cẩn Tỳ và Tô Giật Quần. Cao Chân ngồi xe kiếm chỗ khác, trên xe Cao Chân nói thêm chuyện trước khi Lý Viễn Hồ tham gia bữa tiệc. Lúc ấy tỉnh trưởng đang xem tài liệu hạng mục làm bột giấy cuối năm mà Tân Quang đề xuất. Trong bối cảnh hệ thống lâm nghiệp tỉnh chặt phá rừng bừa bãi, làm giả con số bị phanh phui, gây ra phản ứng lớn từ nhiều phía, Tân Quang liền tung ra hạng mục trồng rừng lấy gỗ nhanh, đồng thời quy hoạch hạng mục làm bột giấy hoàn chỉnh, giúp chính phủ, tỉnh ủy bù đắp lại thiếu sót. Hạng mục trồng rừng ước chừng 1 tỷ, hạng mục làm bột giấy càng có quy mô hơn, khiến tổng hạng mục ước chừng lên tới 6 tỷ. Một năm trước, Tân Quang tung ra hai hạng mục này, đám Tạ Hán Tĩnh đều khịt mũi cười khẩy, năm 96, tổng tài sản ngành giấy toàn tỉnh còn chưa nổi 6 tỷ, cho rằng chỉ vùng kinh tế Tây Bắc lạc hậu mới bị cái màn che mắt này của Trương Khác và Từ Học Bình lừa. Nghe Cao Chân nói thế, Tạ Hán Tĩnh và Chu Cẩn Tỳ chủ trừ nhìn nhau, vì sao Lý Viễn Hồ gọi Lục Văn Phu theo? Thì ra trong mắt Lý Viễn Hồ cho rằng Trương Khác mới là người có thể trợ giúp cho ông ta. Ông ta muốn dùng Lục Văn Phu kéo gần quan hệ với bên kia. Hạng mục 6 tỷ hôm qua thôi còn là trăng trong nước, hoa trong gương, nhưng thực nghiệp phát ra công bố, Cẩm Hồ nộp tài liệu lên, tựa hồ tất cả đã biến thành thực tế rồi. Tạ Hán Tĩnh thầm nghĩ chẳng lẽ thiếu niên kia ngay từ năm trước đã tính tới bán ái đạt lấy tiền mặt. Chẳng lẽ y có thể tính chuẩn xác thị trường đầu đĩa sẽ phát triển được như ngày hôm nay. Tạ Hán Tĩnh hơn ngán, Trương Khác lúc nào cũng đi trước một bước, lúc nào cũng không chế cao điểm. Hạng mục 6 tỷ này lập nên, kéo theo chuỗi sản nghiệp thượng hạ du, tăng thêm tổng giá trị sản xuất quốc dân chừng 20 tỷ là chuyện dễ dàng, có thể làm con số kinh tế toàn tỉnh tăng lên, chẳng trách Lý Viễn Hồ động lòng. Chính thái thì có thể cho Lý Viễn Hồ cái gì? Chương 513, mua dây buộc mình. Nhân vật chính trị cấp bậc cỡ Lý Viễn Hồ càng coi trọng có thể thực hiện hoài bão chính trị của mình. Lục Văn Phu đã không ngờ Lý Viễn Hồ mời hắn đi tiễn chân Tô Giật Quần, càng không ngờ từ khách sạn về còn, thuận đường, đưa hắn về nhà, mà hắn thì có ở Tân Mai Uyển đâu. Về sắp tới nhà, Lý Viễn Hồ cũng không nói gì, Lục Văn Phu không thể hỏi, chỉ nói chuyện phiếm không quan trọng mấy,
Đến khi xe dừng trước cổng tiểu khu nhà hắn, Lý Viễn Hồ mới hỏi. Cái hạng mục bột giấy của Tân Quang, khi tỉnh trưởng Từ ở Đông Hải hình như không có tiến triển gì phải không? Hạng mục bột giấy, Lục Văn Phu mau chóng lục lọi tư liệu có liên quan, đáp. Thưa tỉnh trưởng, năm ngoái mới đưa ra ý hướng sơ bộ, sau đó hạng mục trồng rừng mau chóng triển khai, Tân Quang đã đầu tư vào 200 triệu, kế hoạch trồng rừng năm nay hẳn đã ký hợp đồng với địa phương rồi. Ít nhất còn đầu tư vào 400 triệu nữa. Hạng mục làm bột giấy chưa nói tới, hình như điều kiện chưa đủ. Lý Viễn Hồ cau mày một lúc với nói. Để Tiêu Tào lái xe đưa đồng chí về tận nhà. Không, không cần đâu ạ, trong tiểu khu quay xe không tiện, phải đi đường vòng thế này làm tỉnh trưởng lãng phí thời gian lắm rồi. Lục Văn Phu xuống xe, đưa mắt tiễn Lý Văn Hồ mời về nhà, lòng đầy nghi hoặc. Lục Văn Phu không rõ lắm về hạng mục bột giấy, quan hệ giữa hắn và Từ Học Bình, Trương Khắc không được thân thiết như Lý Nghĩa Giang, hôm nay đi cùng đám Tạ Hán Tĩnh, Tô Giật Quần bị Trương Khắc gặp phải, không biết trong lòng y nghĩ gì, nếu tỉnh trưởng Lý có biểu thị rõ ràng, đã không phải bận tâm Trương Khắc nghĩ cái gì. Sinh tồn giữa khe hở luôn gian nan mà buồn bực. Lục Văn Phu hôm sau đi làm liền tra tài liệu của Tân Quang, biết tài liệu đã bị Lý Viễn Hồ mượn xem rồi. Hôm qua hắn nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra được một loại khả năng, sáng mơ mơ hồ hồ ngủ được vài tiếng, nhưng tinh thần rất phấn khích, lúc này suy nghĩ càng rõ ràng, hắn về văn phòng nhấc điện thoại bảo mật, gọi cho Trương Khác, chỉ e Trương Khác cũng không hề hay biết, tất cả thành viên thường ủy tỉnh đều biết số điện thoại của y. Dù sao trước kia chưa từng trực tiếp liên hệ với Trương Khác, Lục Văn Phu nghĩ xem có nên gọi cho Lý Nghĩa Giang trước không. Chuyện này nói Trương Khác. Hôm qua nếu có sinh hiểu lầm cũng bị tiêu trừ hết. Lý Nghĩa Giang hiện đang ở giai đoạn làm quen với công việc, có nền móng tốt Tống Bồi Minh để lại, nên việc cũng thuận lợi, lại thêm quan viên trong khu biết hắn quan hệ mật thiết với Đường Học Khiêm nên đều phối hợp, công tác triển khai mau cháu. Vợ con Lý Nghĩa Giang đều ở lại tỉnh thành, Tết về nhà, hắn có gặp Lục Văn Phu một lần, trên đường đi làm nhận được điện thoại của Lục Văn Phu có hơi bất ngờ. Tỉnh trưởng Lý hỏi tới hạng mục bột giấy của Tân Quang à. Lý Nghĩa Giang không khỏi hưng phấn, trước đó hắn luôn lo Tô Giật Quần tới Hải Châu sẽ liên hợp với Chu Phú Minh kiếm chế Đường Học Khiêm, như thế người dưới như hắn rất khó sống. Được, tôi lập tức gọi điện cho cậu ấy. Trương Khắc nhận được điện thoại của Lý Nghĩa Giang, y đang cùng Thái Phi Quyên, Chu Du nghe Tống Chí Hữu báo cáo kế hoạch trồng rừng xuân hè. Giọng Lý Nghĩa Giang vẫn chưa hết kích động. Tỉnh trưởng Lý rốt cuộc đã hiểu ra ai mới có ích nhất cho ông ta vừa mới leo lên ghế tỉnh trưởng, quan trọng nhất không phải đấu đá, những kẻ khác không phải dựa vào nịnh bợ mà mê hoặc ông ta được, hiện ai giúp ông ta mau chóng mở ra cục diện mới là người có ích với ông ta. Trương Khác bên kia điện thoại chỉ, để Lý Giang Nghĩa nói cho hết. Hôm qua thư ký trưởng Lục tới khách sạn cũng chỉ là muốn hiểu thêm tình hình. Lý Nghĩa Giang không quên giải thích cho Lục Văn Phu. Hạng mục làm bột giấy dưới thời tỉnh trưởng Từ chỉ có ý hướng sơ bộ, chưa có công tác cụ thể nào, tỉnh trưởng Lý coi trong điểm đó, nếu hạng mục thành công, ông ta có thể lấy ra khoa khoang. Trương Khắc hiểu rồi, Lý Viễn Hồ làm việc gì cũng suy nghĩ tới hoài bão chính trị của ông ta đầu tiên, nên thông qua Lục Văn Phu truyền đạt ý tứ với mình, coi như một kiểu chiêu an, Lý Nghĩa Giang thì hưng phấn, còn y lại cau mày, nhắc nhở hắn. Trước kia chúng tôi tung ra ý hướng hạng mục bột giấy chẳng qua là khuyến khích chính phủ địa phương phối hợp trồng rừng mà thôi, thực tế chúng tôi chẳng hề có kế hoạch bột giấy gì hết, dù có cũng không phải trong 2 năm tới. Nếu có thể cải thiện quan hệ với Lý Viễn Hồ, Trương Khắc cũng chẳng cứng đầu, kiêu ngạo thanh cao chẳng lợi lộc gì, chỉ là y căn bản không có kế hoạch lập hạng mục kia. Lý Nghĩa Giang không nghe thấy bên kia có tiếng đáp, tưởng mất tín hiệu rồi, gõ ống nói. Alo, alo. À, tôi đang nghĩ một việc. Trương Khắc thuận miệng đáp một tiếng cho có lệ. Cũng chẳng cần gì phải nghĩ. Lý Nghĩa Giang hơi nóng ruột, đây là cơ hội tốt nhất để cải thiện quan hệ với Lý Viễn Hồ, không thể để bị cô lập trên tỉnh được. Năm ngoái mới đưa ra ý hướng không phải là giả, lúc đó Cẩm Hồ chưa đủ tài chính thôi. Chỉ cần chuyển lên sàn chứng khoán ở Hong Kong thành công, Cẩm Hồ có thể lấy ra 2, 3 tỷ, mặc dù còn thiếu. Nhưng tỉnh trưởng Lý cũng không thể ngồi không hưởng lợi được, thế nào cũng phải có hỗ trợ chính sách, đánh tiếng ngân hàng gì đó, trên tỉnh cũng phải tỏ thái độ, hạng mục này nhất định không thành vấn đề. Đây không phải là vấn đề tiền. Trương Khắc kiên nhẫn giải thích,
một hạng mục bột giấy lớn như thế, một năm hao tốn 50, 60 vạn mẫu gỗ rừng, phải lấy đâu ra? Tài nguyên rừng Đông Hải tuy không phong phú, nhưng cũng có tới 1.600 vạn mẫu đất rừng, đủ dùng làm bột giấy rồi, nếu không đủ lấy ở ngoài. Lý Nghĩa Giang thản nhiên nói. Đúng là tỉnh Đông Hải có 1.600 mẫu đất rừng thật, nhưng mấy năm qua chặt đốn bừa bãi, lâm trường thành đất hoang đồi chọc, giỏi lắm chỉ còn 500 mẫu, Lý Nghĩa Giang sao có thể không biết. Lúc này lập hạng mục bột giấy, đợi tới khi rừng lấy gỗ nhanh đủ cung ứng được thì ít nhất số đất rừng kia bị tiêu hao một nửa nữa. Trương Khác thầm thở dài, nhưng cũng không muốn tranh cãi gì với Lý Nghĩa Giang, chỉ nói bên phía Cẩm Hồ sẽ suy nghĩ thận trọng. Kết thúc cuộc điện thoại, Thái Phi Quên, Chu Du, Hứa Hồng Bá ngồi bên cạnh cũng đã hiểu ra chuyện gì. Trương Khác ném điện thoại lên bàn, cười khổ nói. Trên tỉnh rất coi trọng chúng ta, hy vọng chúng ta lập tức lập hạng mục bột giấy, hơn nữa còn do tỉnh trưởng Lý đích thân lên tiếng. Sao có thể như thế được? Tống Chí Hữu không hề che giấu ý kiến phản đối. Hiện giờ ngoài kia đang tranh cãi chuyện đũa dùng một lần của người Nhật, hạng mục này mà lập nên ít nhất hao tốn gấp đôi số lượng gỗ đó. Thái Phi Quyên trầm tư. Cho dù phương án tăng cổ phiếu mua lại thành công, thì vẫn không đủ tài chính duy trì hạng mục này. Cho dù có vay được một nửa số tiền từ ngân hàng, Cẩm Hồ vẫn phải bỏ ra chừng 2 tỷ, như thế xung đột với hạng mục khác. Trương Khác xua tay, bảo bọn không cần nói những điều ai cũng hiểu đó nữa. Tôi biết khó khăn, nhưng dù sao hạng mục bột giấy này do chúng ta tung ra, hiện giờ tỉnh coi trọng nó, không thể bảo họ sai được. Ai, thế này coi như chúng ta tự mua dây buộc mình rồi. Vị tỉnh trưởng này mở kim khẩu cũng không phải dễ dàng. Hứa Hồng Bá cau mày. Hết cách thì có thể mời Diệp Gia ra mặt nói giúp, nếu ứng phó không đúng, thì phía chúng ta sẽ thành những kẻ không thức thời. Trương Khác gật đầu. Xử lý không tốt đúng là hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lúc đó không chỉ Lý Viễn Hồ chủ động ra tay cảnh cáo, mà Đào Tấn rất có khả năng cũng khoanh tay bỏ mặc, Tô Giật Quần, Tạ Gia sẽ dậu đổ bìm leo. Tống Chí Hưu thấy Trương Khác trầm ngâm không nói, cầm lấy cốc trên bàn định ra ngoài rót nước, tới cửa bị Trương Khác gọi lại. Lão Tống, nếu hạng mục này trì hoãn sẽ được bao lâu? À anh đi rót nước. Lắc cái cốc của mình. Anh giúp luôn hộ, buổi sáng anh chú kéo tôi đi ăn món quên anh ấy, mặn quá, tôi mắc bẫy anh ta rồi. Hôm nay dừng ở đây. Chương 514, Dương Đông kích Tây. Tống Chí Hữu thấy Trương Khác đang suy nghĩ thực sự chứ không phải bài xích mình, vừa rồi định gọi trợ lý, hiện Trương Khác đưa cốc ra, đành đích thân đi một chuyến. Tống Chí Hữu mang nước về rồi trả lời câu hỏi của Trương Khác. Trì hoãn cũng dễ, lập hạng mục, khảo sát, báo cáo, chuyên gia bình xét, đợi phê duyệt, mấy mắt xích này kéo căng ra bao lâu cũng được, quan trọng là tỉnh thúc giục bật đèn xanh cho thì khó nói được trì hoãn bao lâu. Cũng phải. Trương Khác gãi đầu. Bên ta không thể tỏ thái độ trì hoãn quá rõ ràng, quan trọng là nếu lập hạng mục này, sẽ phải bỏ tinh lực vào nó, tỉnh quyết tâm ủng hộ, phái mấy phó thư ký trưởng gì đó tới thúc giục, khó mà làm nổi cho gì. Quay sang bảo Chu Du. Anh hỏi xem lão Tô với lão Đinh có bỏ chuyện Hong Kong lại đó quay về đây nhanh nhất có thể được không, chuyện bên kia cứ giao hết cho Hứa Tư. Hứa Hồng Bá nghĩ rất lâu, tới lúc này lên tiếng. Hạng mục bột giấy này không thể nói là không làm được, nhưng phóng đại khó khăn lên, công tác tiền kỳ thế nào cũng phải làm trước cũng không sao, không đi tới bước hành động thực chất là được rồi. Quan trọng là phải dương đông kích tây, chuyển rời sự chú ý của Lý Viễn Hồ. Thầy nói đúng lắm. Trương Khác bắt đầu suy nghĩ theo đường lối của Hứa Hồng Bá, lẩm bẩm. Có hạng mục gì có thể che lấp hào quang hạng mục bột giấy 5 tỷ đây? Phải đủ to thì dương đông kích tây mới thành công. Hứa Hồng Bá lắc đầu. Cũng không nhất định phải lấy hạng mục bột giấy làm chuẩn, chúng ta còn phải mượn thế triệt tiêu uy thế của Lý Viễn Hồ. Nếu lập hạng mục bột giấy, sẽ chọn vùng Tây Bắc Bộ của tỉnh, mà trên bản đồ chính trị tỉnh, vùng này có ảnh hưởng nhỏ. Nếu chúng ta lập một hạng mục tương đối lớn ở Huệ Sơn hoặc tỉnh thành, như thế sức ảnh hưởng của hai nơi này có thể phân chia một phần áp lực từ Lý Viễn Hồ. Ở bên cạnh Chu Du và Thái Phi Quyên cũng đã gọi cho hai người Đinh Tô, nói qua tình hình. Bảo bọn họ trên đường về, cũng đừng để đầu óc nghỉ ngơi. City Hải Dụ đã thuần túy chỉ còn là cái xác, cho dù phòng quản lý tài vụ cũng dần chuyển tới trường học Hải Châu,
nhân sự tinh giảm đều chuyển sang công ty lâm nghiệp Tân Quang. Trong vòng chưa tới một năm, công ty lâm nghiệp đã bành trướng mau chóng, thành một chi nhánh có đông nhân viên nhất của Cẩm Hồ. Buổi trưa mọi người ăn cơm ở tầng thượng tòa nhà, Trương Khắc cũng nhập ra tùy tục, nhận suất cơm ngồi ăn. Ninh Hòe 2 giờ chiều tới tỉnh thành, lúc này Trương Khắc nhận được điện thoại của Đường Học Khiêm. Trương Khắc vốn định có đường lối giải quyết việc này rồi mới trao đổi với Đường Học Khiêm, không ngờ Lý Nghĩa Giang đã nhanh chân làm thay rồi, đại khái hắn muốn thông qua Đường Học Khiêm để gây áp lực với mình. Trương Khắc có hơi thất vọng về hắn, Lý Nghĩa Giang tỏ ra quá thực dụng, nóng vội, tầm nhìn kém. Hy vọng là do hắn mới xuống địa phương, muốn lập thành tích nên có biểu hiện không tốt này, nếu không thì thực sự uổng công từ học bình bồi dưỡng bao năm. Với Đường Học Khiêm tất nhiên Trương Khắc chẳng có gì phải giấu giếm, đem hết khó khăn không thể khắc phục của hạng mục làm bột giấy nói ra, lượng gỗ cung ứng thiếu hụt, xung đột với hạng mục khác của Cẩm Hồ, cố cưỡng ép lập hạng mục sẽ tăng thêm áp lực môi trường sinh thái của tỉnh, còn khiến các tổ chức hòa bình xanh và sinh thái quốc tế chất vấn, gây ảnh hưởng xấu mang tính tai họa với hình tượng của Cẩm Hồ. Đường Học Khiêm trầm ngâm một chút rồi nói. Việc gì cũng phải nhìn về phía trước, chiếu có cho toàn cục, khó khăn nhất thời không là gì cả. Như vậy là mai cháu không thể về dự tiệc tẩy trần cho Tô Dật Quần hả? Đường Học Khiêm thông cảm được là tốt rồi, Trương Khắc sợ nhất bị ông gây áp lực, liền nói ra một số biện pháp có thể bù đắp. 4 giờ chiều, Trương Khắc cùng Đinh Hòe tới sân bay chuẩn bị chặn Tô Tân Đông lại rồi cùng đi Bắc Kinh. Đương nhiên bên kia Lý Viễn Hồ đã lên tiếng, bên này không thể không có chút phản ứng nào. Lý Viễn Hồ không trực tiếp tìm Cẩm Hồ mà đánh tiếng qua Lục Văn Phu, Cẩm Hồ không cần báo cáo với ông ta. Để Chu Du, Tống Chí Hữu, Hứa Hồng Bá báo cáo tiến triển với Phó Tỉnh trưởng Hồ Học Binh phụ trách mảng lâm nghiệp là được, Tân Quang triển khai công tác tiền kỳ là thể hiện tôn trọng với Lý Viễn Hồ. Trì hoãn có hiệu quả không, tất cả phải xem phương án, Dương Đông, thực thi ra sao. Tô Tân Đông tới kiến nghiệp, Trương Khắc cũng mua được vé máy bay đi Bắc Kinh, vì thời gian gấp rút nên không mua được vé khoang hạng nhất, chỉ có vé khoang thường lại ở hàng ghế sau, máy bay cất cánh rung lắc dữ dội, Trương Khắc, Đinh Hòe thì chẳng sao nhưng Tô Tân Đông và trợ lý thì vừa xuống máy bay nên khá là khốn khổ. Trước khi máy bay cất cánh, Trương Khắc có xin cô tiếp viên hàng không một tách cà phê, không để ý cô tiếp viên nhìn mình rất thân thiết, rồi lượn qua lượn lại trước mặt y mấy lần, cuối cùng tức tối bỏ đi. Trương Khắc giới thiệu với Tô Tân Đông tình hình buổi chiều. Tôi đã trao đổi với nhóm Trần Tín Sinh, Tiêu Tấn Thành ở bên Mỹ, trong kế hoạch của chúng ta sẽ lập 3 trung tâm nghiên cứu ở Mỹ, Nhật và Hải Châu, cùng 4 trung tâm thiết kế ứng dụng sản phẩm tại Nhật, Hàn, Hong Kong và Hải Châu, đó là bước đầu trong kế hoạch mở rộng kỹ thuật của chúng ta. Nhưng tình hình hiện giờ là, Hải Châu dù sao nhân lực, kỹ thuật đều bị hạn chế nghiêm trọng, chênh lệch quá lớn với các khu khác, cần một địa điểm khác làm bàn đạp. Trong nước thích hợp nhất là Trung Quan Thôn ở Bắc Kinh. Tô Tân Đông gật đầu. Bước thứ hai của chúng ta cũng thành lập trung tâm ứng dụng ở Bắc Kinh, kiến nghiệp, chúng ta phải thực hiện kế hoạch này trước sao? Đúng thế, không những thế còn phải mở rộng thành khu khoa học kỹ thuật cỡ lớn, tỉnh không phải có chiến lược tập trung sản nghiệp khoa học kỹ thuật cao sao? Chúng ta lấy nó bù đắp cho hạng mục bột giấy, bên Hải Châu tạm hoãn 2 năm. Anh thấy sao? Khác thiếu gia muốn tôi nói thật chứ? Tô Tân Đông đùa. Có gì nói nấy, tôi còn không cho anh nói được hay sao? Trương Khắc cười. Thành lập khu khoa kỹ, thì điều kiện ở kiến nghiệp tốt hơn ở Hải Châu, còn Bắc Kinh tuy có nguồn lực kỹ thuật hùng hậu nhất, nhưng nếu Cẩm Hồ lập hạng mục ở đó, không được chính phủ Bắc Kinh coi trọng lắm. Trương Khắc tán đồng, lực độ ủng hộ của chính phủ địa phương là nhân tố quan trọng cần suy nghĩ. Trước kia Trương Khắc muốn lập khu khoa kỹ ở Hải Châu là vì muốn nâng đỡ Hải Châu. Quyết định này có mang tình cảm cá nhân cùng lý tưởng chủ nghĩa, Tô Tân Đông và Đinh Hòe đều hiểu, nhưng không phản đối y. Không ngờ hiện thực ép Trương Khắc phải đưa ra lựa chọn hiện thực nhất. Tô Tân Đông hỏi. Vậy chúng ta tới Bắc Kinh trước làm cái gì? Đóng kịch. Trương Khắc nhún vai. Chúng ta tới Bắc Kinh làm thanh thế thật to vào, để họ thấy khu khoa kỹ này đặt ở đâu cũng được, ngoài Bắc Kinh, còn có Hợp Phì, Hàng Châu, Thượng Hải. Đem so với mấy nơi này kiến nghiệp chẳng có ưu thế gì hơn, vì sao chúng ta phải đi lấy lòng tỉnh, mà không để họ phải đến cầu xin chúng ta? Dương Đông kích Tây phải không? Tô Tân Đông hiểu rất nhanh. Cũng không hoàn toàn chỉ là tạo thanh thế, hạng mục DTDD có chút khó khăn, bộ bưu điện khả năng đem giấy phép đầu tiên cấp cho doanh nghiệp phía dưới,
nên chúng ta phải làm thêm chút công tác, nhiều chuyện có thể trói vào nhau làm cùng một lúc. Dù hạng mục DTDD và khu khoa kỹ gộp làm một vẫn cứ bé hơn hạng mục bột giấy rất nhiều, cho nên càng phải làm màu, càng phải tạo thanh thế, hình thành sức ảnh hưởng lớn, ép tỉnh đưa ra lựa chọn, Lý Viễn Hồ không thể ép Cẩm Hồ đồng thời lập cả hai hạng mục. Trong đó, hạng mục khu khoa kỹ có lợi trực tiếp cho kiến nghiệp, còn hạng mục bột giấy chỉ ở vùng Tây Bắc Bộ địa vị thấp, Trương Khác làm vậy là muốn trói cả thế lực địa phương kiến nghiệp vào chiến xa của mình. Chương 515, tiếp viên hàng không. Ái Đạt có chi nhánh ở Bắc Kinh, giám đốc chi nhánh Diêu Kiên lái một chiếc xe thương vụ tới sân bay đón đám Trương Khác. Tô Tân Đông và trợ lý Triệu Hằng liên tục ngồi hai chuyến bay, có chút ù tai hoa mắt, nhìn chiếc xe thương vụ chật hẹp là hơi đau đầu, trong xe lại có mùi xăng, làm người ta buồn nôn, Tô Tân Đông dứt khoát muốn ngồi xe buýt của sân bay tới nội thành. Thế là mọi người cũng đi theo Tô Tân Đông, Trương Khác ngồi ở vị trí kề sát đường đi ở giữa, bên ngoài trời tối. Mở báo ra định nương nhờ ánh đèn xe để đọc thì thấy phía trước tối lại, ngẩng đầu lên thấy mấy cô tiếp viên hàng không mặc đồng phục đi lên, đôi chân trắng dài dưới mép váy hết sức dưỡng mắt. Thời đó công ty hàng không đều chọn các mỹ nữ làm tiếp viên hàng không, đồng phục toàn là loại bó eo, làm nổi bật vóc dáng nữa chứ, mấy cô gái xinh đẹp, cười nói ríu rít trong xe, không hề để ý tới người bên cạnh. Xem ra lên cái xe này là lựa chọn chính xác, Trương Khác ném tờ báo qua một bên. Nhìn ngắm mỹ nữ đương nhiên là thư thái hơn xem báo rồi. Tức chết đi được, bà cô đây ít nhất cũng ít nhiều được coi là quốc sắc thiên hương, từ Hong Kong bay về, tên đó miệng ngọt xót gọi người ta là chị, trước khi xuống máy bay còn nói mới người ta ăn cơm, loại hàng này bà cô đây thấy nhiều rồi, chẳng thèm để ý. Chỉ cách mấy ngày, vậy mà lên máy bay chỉ liếc qua mặt người ta vài cái, ánh mắt trống rỗng, như người ta là khống khí vậy. Tôi còn tưởng tên đó làm ra vẻ. Phải tự hạ mình chạy qua chạy lại trước mặt mấy lần. Ôi trời ơi, chẳng lẽ tôi đổi sang chuyến bay nội địa mà thay đổi lớn thế sao? Một cô gái than vãn rất to. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc lại vang khắp xe, mấy cô bạn cười ầm ĩ, nghe cô gái nghiến răng nghiến lợi kể, hình như người kia chọc giận cô ta thật rồi, Trương Khác ngó nghiêng nhìn, nhưng cô gái đó bị che khuất mất. Một cô gái khác an ủi. Tiểu Dịch, cô thương tâm cái gì chứ? Chỉ tiếc anh chàng kia có mắt không tròng, lỡ mất thời cơ tốt, gặp đúng lúc cô dạo dực lòng xuân lại bỏ qua. Cô sợ không kén được rể quỷ sao? Cô bảo ba cô đem hết chàng trai trong cơ quan họ quỳ gối trước mặt cho cô thoải mái chọn, chị em chúng tôi cũng hướng sái lây một chút. Phó Tuấn ngồi ở hàng ghế trước quay đầu lại cười rất quỷ dị, Trương Khác còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì có cô gái đi tới chỉ ghế trống bên cạnh y, nói với cô gái đằng sau. Đừng giận nữa, cái ghế này nhường cho cô đấy. Coi như bồi thường. Lời này nói rất khéo léo, Trương Khác nghe ra cô gái đó đang khen mình, các cô gái đi cùng nhau cũng rất chú ý thưởng thức nam sắc. Trương Khác nhích người ngồi sát cửa sổ, nhường chỗ ra. Không cần tử tế như thế, tôi chẳng thèm. Cô gái phía sau cúi mình xách vali lên, muốn cho vào giá hành lý, lúc này mới nhìn rõ mặt Trương Khác. Á! Tay cô gái mềm ra, vali rơi xuống đầu Phó Tuấn hàng ghế trước. Cô gái phía sau thét lên. May là Phó Tuấn luôn chú ý tới bên này, kịp thời đỡ lấy chiếc vali, nói. Để tôi đặt lên cho cô. Cô gái đó mặt đỏ bừng, cả chiếc cổ thon dài lộ ra ngoài cổ áo cũng nhuộm màu hồng đào đỏ rực. Trương Khác lúc này mới nhớ ra đó là cô tiếp viên hàng không mà y trên đường từ Hong Kong về đã mượn máy nghe nhạc, nếu không phải là nghe lời cô ta phàn nàn vừa rồi cũng không nhận ra hai người là một. Trương Khác trên máy bay chăm chú nói chuyện với đám Tô Tân Đông nên không để ý, thảo nào Phó Tuấn lại cười gian như thế. Xin lỗi, thực sự là tôi không nghĩ cô lại đổi sang chuyến bay trong nước, tôi nhìn qua có thấy cô quen quen, còn cho rằng là chị hoặc em cô, nghĩ trước mặt thân thích của cô nên lịch sự một chút nên không dám nhìn kỹ. Trương Khác thuận miệng nói bừa, nhích người sát về phía cửa sổ, nhường nhiều không gian hơn cho cô gái. À, anh chính là, tên đó. Cô bạn nhìn thấy hành lý của Tiểu Dịch thiếu chút nữa rơi vào người ta, định quay sang giúp, nhưng thấy Tiểu Dịch nhìn Trương Khác mặt mũi đỏ rừ, thì hiểu ngay. Đúng rồi, tôi chính là cái tên có mắt không tròng mà các cô vừa nói đấy. Trương Khác mỉm cười gật đầu. Phì. Cô gái đó bật cười, vội vàng chối bỏ liên quan. Đó cũng là do Tiểu Dịch nói chứ, không liên quan đến tôi. Rồi nhấc vali đặt lên giá. Rõ ràng người rất cao, còn cố dùn xuống, để Trương Khác phải giúp.
Trương Khắc hết cách, đứng dậy cầm vali đặt vào giá hành lý, cô gái nhích ra sau lưng y, thì thầm vào tai Tiểu Dịch. Đẹp trai thật đấy nhé. Trương Khắc vờ như không nghe thấy, các cô gái tụ lại với nhau thì một mình y đối phó không nổi. Nhưng Tiểu Dịch lại bối rối, không ngờ những lời nói đùa lúc nãy lại rơi vào tai người đương sự, còn bị đồng nghiệp trêu chọc, mặt nóng lên như phát sốt, định trốn xuống hàng ghế dưới nhưng bị mấy cô bạn tóm lấy đẩy vào chỗ bên cạnh Trương Khắc. Trương Khắc đành bỏ kế hoạch ngắm mỹ nhân, cầm lấy tờ báo vở nghiêm trang ngồi đọc, cô gái ngồi sau ghé đầu lên giữa hai chiếc ghế hàng trước liên tục bắt chuyện với Trương Khắc. Hai bên trò chuyện một, Trương Khắc biết được cô ta tên Hà Hiểu Văn còn Tiểu Dịch là Dịch Hinh. Dịch Hinh vì mẹ bị bệnh nên mới phải đổi chuyến bay sang kiến nghiệp, Bắc Kinh, thi thoảng về nhà một chuyến. Trương Khắc hôm trước có thuận miệng mời Dịch Hinh ăn cơm thật, nhưng chỉ là phép lịch sự mà thôi, kiếp trước y nợ tình quá nhiều rồi, làm quá nhiều cô gái lẫn bản thân y đau khổ rồi, kiếp này không dám đụng vào rắc rối nữa. Nhưng vẫn vì phép lịch sự, khi xuống xe y vẫn xin cách liên hệ với Hà Hiểu Văn, Dịch Hinh và cô gái đi cùng. Trái đất tròn. Câu nói cũ xì này không sai chút nào. Đám Trương Khắc tới nội thành thì đã sắp 9 giờ tối, tới nhà khách nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn cơm, nhà khách khá gần Đông Trực Môn, trong đó có phố Âu, lấy Âu làm tên tất nhiên là nơi ăn uống rồi. Đường phố Bắc Kinh đêm đầu xuân khá vắng vẻ lạnh lẽo, lúc này ra ngoài ăn cơm muộn lắm rồi, không chừng vào quán ăn khác nói không chừng người ta sắp đóng cửa nên không tiếp, nhưng phố Âu kinh doanh 24/24. Nên người ngoại quốc đi ăn đêm tới đây rất nhiều. Âu, dụng cụ đựng thức ăn. Phố Âu có món tôm cay khá nổi tiếng, Trương Khắc lại thích ăn cua, theo phục vụ đi vào đại sảnh, nghe thấy ở trong góc có giọng nói quen thuộc. Luôn mồm nói muốn mời bà cô này đi ăn cơm cảm ơn cho mượn máy nghe nhạc, vậy mà cứ như tên mất trí vậy, Hiểu Văn còn nhắc mấy lần, y lại còn giả ngốc với bà cô, làm như bà cô này không kiếm được nam nhân mời cơm vậy. Ôi cái thói đời này! Sao nam nhân lại đi xuống hết cả như thế? Các chị em, phải cứu lấy những nam nhân đó, đây là nhiệm vụ gian nan. Dịch Hinh xoay lưng lại phía cửa nói rất hăng hái, đám Hà Hiểu Văn nhìn thấy Trương Khắc đi vào, đang cười méo miệng, Dịch Hinh ngạc nhiên quay đầu lại, cả đám con gái cười phá lên. Nhìn thấy Dịch Hinh cúi gằm mặt như chỉ muốn kiếm lỗ nào đó chui vào, Trương Khắc không nỡ tới làm khó cô, nhưng do tính cách thúc đẩy, y vẫn tự nhiên đi tới nói. Không phải tôi tới mời bà cô ăn cơm đây sao? Dịch Hinh gục mặt vào lưng cô bạn, không dám nhìn Trương Khắc, chính bản thân cô cũng cười run vai. Thế là Trương Khắc không thể mặt dày quỵt bữa cơm nữa, một khay cua lớn, một khay tôm lớn đưa lên. Mấy cô gái ra sức gán ghép Trương Khắc và Dịch Hinh, đẩy hai người họ ngồi cạnh nhau, Dịch Hinh không dám ngẩng đầu nhìn ai, nhưng chính bản thân cô không nhịn nổi cười, cười tới chảy nước mắt, rút mấy tờ khăn giấy chạy vào nhà vệ sinh. Trương Khắc còn nhớ lúc nói chuyện trên xe buýt, không phải Dịch Hinh đổi chuyến bay vì mẹ cô bị bệnh sao? Thế nào không về nhà ngay lại theo đám Hà Hiểu Văn chơi bời? Liền hỏi ra. Xí, có phải mẹ cô ấy bệnh đâu? Cô ấy bị người nhà lừa một vố, chạy về nhà xem mắt, cô ấy tức lên, lôi kéo chúng tôi đi ăn chơi sa đọa. Hà Hiểu Văn nói tới đây nhả tôm cay trong miệng ra. Toi rồi, ngày mai thế nào cũng mọc mụn. Tiểu Dịch cứ khi nào bản thân không vui lại hãm hại người khác. Chương 516, dắt mối. Dịch Hinh trốn vào nhà vệ sinh nửa ngày trời rồi trang điểm xong đi ra, Hà Hiểu Văn hỏi Trương Khắc làm ở công ty nào, nhân viên trong nước ra nước ngoài làm việc ngồi máy bay còn là khoang hạng nhất đúng là không có mấy. Lúc xuống xe buýt hai bên có trao đổi phương thức liên hệ, Trương Khắc có 3 cái di động, 2 cái bình thường để ở chỗ Phó Tuấn, liền lấy bừa một số trong đó đưa cho họ. Hai bên chưa thân thiết tới mức đem thân phận chân chính ra nói với họ. Lúc này ngồi ăn cơm cùng bàn rồi, Hà Hiểu Văn mở miệng hỏi, nếu còn đáp bừa cho có, sẽ làm tổn thương mấy cô tiếp viên hàng không, liền bảo Diêu Kiên và Triệu Hằng. Này, các anh đem danh thiếp phát cho các mỹ nữ đi. Diêu Kiên và Triệu Hằng đều 26 tuổi, đều độc thân chỉ biết chú tâm vào sự nghiệp, bình thường trong công việc tiếp xúc với các mỹ nữ quá nửa là danh hoa có chủ hoặc kiêu ngạo quá mức. Tỷ lệ được ngồi ăn cùng bàn với năm mỹ nữ thật quá nhỏ, lại có vẻ không kiêu lắm, tiếc là trước mặt ông chủ, không có cơ hội biểu hiện. Trương Khắc lên tiếng, hai bọn họ liền đưa danh thiếp ra. A, điện tử ái đạt. Một cô gái tên Tiểu Giai kinh ngạc thốt lên. Trương Khắc nghĩ các cô gái này đi nhiều biết rộng, đâu tới mức nghe tới ái đạt phải thét lên như thế.
Tiểu Giai hưng phấn kéo tay Dịch Hinh nói. Lần trước bạn tới Hồng Kông nói ở sân bay gặp hai cô gái rất xinh đẹp, có phải là người của Ái Đạt không, còn có cả một cô là người mẫu quảng cáo của Ái Đạt. Không phải chỉ hai mỹ nữ, chỉ là hai trong số đó đặc biệt xinh đẹp, Giang Đại Nhi còn đẹp hơn trong TV, người chúng tôi trong chuyến hôm đó cứ thay nhau tới ngắm mỹ nữ, bị tiếp viên trưởng mắng cho một trận, nói chúng tôi quấy nhiễu hành khách. Dịch Hinh nói chuyện vẫn không nhìn Trương Khác. Về sau mới biết một đại mỹ nữ còn lại đi máy bay của chúng ta rất nhiều lần rồi. Trương Khác nghĩ chắc là lần trước Tết Hứa Tư, Hứa Duy tới Hồng Kông, chỉ có lần đó Giang Đại Nhi mới đi cùng, còn có cả Tôn Tĩnh Hương, liền cười nói. Các cô là mỹ nữ mà, quan tâm tới mỹ nữ khác làm gì? Đương nhiên phải quan tâm rồi, trước mặt mỹ nữ xinh đẹp hơn cũng tự ti chứ. Tiểu Giai là cô gái tâm tư đơn thuần. Mỹ nữ ở Đông Hàng của chúng tôi không ít, nhãn quang rất khắt khe, kỳ thực xem TV, Giang Đại Nhi không hơn Tiểu Dịch bao nhiêu. À, một đại mỹ nữ khác cũng là của công ty các anh à. Không phải người công ty chúng tôi đâu, công ty chúng tôi thì chỉ nhiều anh chàng độc thân thôi. Trương Khác liếc nhìn Dịch Hinh, lúc này cô đã thu lại cái tính đanh đá, hiền dịu ngồi đó, khuôn mặt xinh xắn, trang điểm tỉ mỉ không quá đậm, lộ ra dụ hoặc đồng phục vô cùng vô tận. Giang Đại Nhi đúng là không thể tính là đẹp hơn Dịch Hinh bao nhiêu. Đám Hà Hiểu Văn không xin danh thiếp của Đinh Hòe, Tô Tân Đông, vì Diêu Kiên tuổi trẻ như thế đã làm giám đốc, trong mắt các cô hai người bọn họ chính là quy lão, trong truyền thuyết rồi. Chén hết chỗ tôm chua, trò chuyện rôm ra một hồi, tới 11 giờ bữa ăn mới kết thúc. Đám Hà Hiểu Văn còn muốn tới KTV gần đó hát, Trương Khác mời bọn họ ăn cơm, bọn họ muốn mời y đi hát. Đinh Hòe, Tô Tân Đông, Phó Tuấn thuộc về loại người bị các cô gái trẻ đào thải, Diêu Kiên và Triệu Bằng nghe mời đi hát thì tỏ ra rất háo hức. Trương Khác vốn chẳng hứng chí mấy, chỉ là bèo nước gặp nhau, ngẫu nhiên ăn cùng bữa cơm, lưu lại hồi ức nhạt như nét vẽ xương khói trong tranh thủy mặc là được, do dự muốn kiếm cớ chối từ. Tô Tân Đông chọc hông Trương Khác nói nhỏ. Cậu là người no không biết lòng kẻ đói, Cẩm Hồ có biết bao nhiêu anh tài trẻ tuổi độc thân. Chúng ta cũng phải quan tâm tới cuộc sống cá nhân của nhân viên chứ. Trong nước có nơi nào bán buôn mỹ nữ được như công ty hàng không, làm tốt quan hệ với công ty hàng không cũng tốt lắm. Trương Khác liếc nhìn Triệu Hằng đang nói chuyện rất hợp với một cô gái, các cô gái xinh đẹp luôn được mọi người tranh cướp, nếu không tranh thủ thì chớp mắt thôi đã thành con chim nhỏ trong lòng người khác rồi, Trương Khác nhún vai nói. Vậy chúng ta thành người dắt mối rồi à? Tôi và Lão Đinh về nhà khách. Mai còn cả đống chuyện cần chúng tôi lo. Tô Tân Đông cười gian. Khác thiếu ra làm người người dắt mối thôi. Bắt taxi tới một hộp đêm tên, đường quả có chủ ánh đèn đỏ làm không khí trở nên ám muội, có điều so với hộp đêm bình thường còn sáng hơn nhiều. Căn cứ vào quy tắc ngầm của chốn giải trí, đèn càng sáng thì quán càng sạch, nói như vậy dù hộp đêm này có chút sáp, nhưng cơ bản là hộp đêm lành mạnh. Các cô gái xinh đẹp ra vào rất nhiều, nói lên hộp đêm này khá là thời thượng. Nhưng làm người ta phải trố mắt là Tiểu Giai, cô gái rất nhu mì lại lấy ra một thẻ hội viên vàng của hộp đêm này. Giữa thập niên 90, trong mắt người trong nước đa phần coi đây là công việc cao quý, tất nhiên tài nguyên đặc thù phải dành cho giai cấp đặc thù, vì thế trong số tiếp viên hàng không có rất nhiều người gia cảnh tốt, cho dù có xe sang trọng tới đón Dịch Hinh, Hà Hiểu Văn đi thì Trương Khác cũng chẳng thấy lạ. Khu hội viên có rất nhiều cô gái ăn mặc thời trang, bọn họ đi vào một phòng bao dùng tường pha lê trong suốt, giá cả cũng rất hợp lý, bên menu trên ghi giá bia yến kinh chỉ có 20 đồng, dù vậy Hà Hiểu Văn và Tiểu Giai vẫn kéo Diêu Kiên, Triệu Bằng đi làm cu ly, tới siêu thị gần đó mua ít bia rượu vào. Hà Hiểu Văn vừa đi ra đã quay lại, kéo tay Dịch Hinh nói. Đối tượng cậu đi xem mắt đang ôm hai cô gái ở phòng bao bên cạnh hát tưng bừng kia kìa. Dịch Hinh bị người nhà lừa về đi xem mắt, tức giận kéo đám chị em công ty đi, lêu lổng, còn chưa chính thức gặp mặt, Trương Khác nghe Hà Hiểu Văn nói thế, đoán chắc là kiểu hôn sự người quen giới thiệu cho nhau. Đối tượng xem mắt ôm hai cô gái khác ca hát phòng bên cạnh, Dịch Hinh chẳng hề cảm thấy khó chịu, cùng Hà Hiểu Văn rón rén chân tay đi ra ngoài, còn có chút hưng phấn. Một lúc sau hai cô gái quay về, Dịch Hinh mặt đầy phẫn nộ nói. Sao có thể thế được? Hai cô gái đó mắt lệch mũi vẹo, không bằng tiếp chuẩn thấp nhất của Đông Hàng chúng ta. Phát tiết một hồi rồi dùng giọng ngạc nhiên tự hỏi. Không liên quan gì, sao lại mình lại giận nhỉ?
Dịch Hình hẳn là loại hình có hơi thần kinh, nhưng bản chất rất đáng yêu, tính cách lỗi lạc, nếu người khác gặp chuyện này có khi để mãi trong lòng, còn cô thì kêu ca một hồi là vứt bén nó đi chỗ khác, cầm lấy quyển danh mục ca khúc dày ôm trong lòng, hỏi Trương Khác. Anh hát gì, đừng nói là không biết hát nhé. Trương Khác sợ không cẩn thận nói ra ca khúc còn chưa sáng tác, hỏi với giọng không chắc lắm. Dừng Na Uy. Ấy, hai anh định hợp ca đấy hả? Dịch Hình trêu hai người họ, không cho Trương Khác có cơ hội nói lại. Bài này mới lắm, không biết hệ thống đã cập nhật chưa? Dừng Na Uy của Ngũ Bách ấy. Trương Khác thở phào. Na Uy dần út, anh có thể hát được giọng ca thương cảm lẫn bi sảng của The Beatles sao? Dịch Hình liếc nhìn Trương Khác, ý tứ ẩn giấu trong cái nhìn đó là, anh không trốn được với tôi đâu. Các cô gái thích loại ca khúc tự do phóng khoáng như thế ở Bắc Kinh chắc rất ít, Trương Khác vội cầu xin. Thôi, thôi, cô chọn bài của Ngũ Bách đi. Ngũ Bách ca sĩ Đài Loan, cũng có một bài Dừng Na Uy, Dịch Hình cố tình nhầm sang Na Uy dần út của The Beatles làm khó TK. Các cô gái chọn bài xong muốn Trương Khác hát trước, y cầm micro lên đi tới nhìn màn hình nói. Tôi tặng bài hát này cho tất cả các bạn ngồi đây, nhất là Dịch Hình tiểu thư của hàng không Đông Phương, nếu thực sự tìm người song ca, tôi nhất định chọn cô. Chương 517, Hoàn Khố Kinh Thành. Bài hát của Ngũ Bách thì Trương Khác còn có tự tin, đây là món ruột của y, gần như có thể sánh ngang với ca sĩ gốc, nhưng Dịch Hình lén nhập vào mã bài Dừng Na Uy rồi, hiển nhiên không dễ dàng tha cho y như vậy. Trương Khác hát xong, quay đầu lại thấy Dịch Hình muốn học người ta huýt sáo nhưng huýt không nổi. Các cô gái khác thì vỗ tay rào rào, còn có một thanh niên đồ Tây, đứng dựa ở phòng bao vỗ tay. Siêu Văn Thịnh, anh chạy tới đây làm cái gì? Dịch Hình trừng mắt lên. Vừa rồi cảm giác có hai kẻ lén lút nhìn trộm bọn tôi, còn tưởng là ai cơ. Vừa rồi hỏi một phục vụ mới biết có năm cô tiếp viên của Đông Hàng tới chơi, liền qua ngó xem, quả nhiên là các cô. Tối hôm đó sao cô không tới, làm chúng tôi phải đợi tới 10 giờ. Nếu cô không thích thì hay dở gì cũng nên thông báo một tiếng chứ, làm như tôi muốn lắm vậy. Thanh niên kia tựa hồ chẳng để ý chuyện bị cho leo cây, đi về phía Trương Khác, lịch thiệp tự giới thiệu. Siêu Thịnh Văn, công tác tại ty chính vụ điện tín bộ bưu điện, bài vừa rồi anh hát rất hay. Trương Khác, có thể nói đang là học sinh, tôi có luyện tập bài hát này. Trương Khác thấy thanh niên này rất có giáo dưỡng, đưa tay ra bắt tay hắn rồi ngồi nhích sang một bên nhường chỗ. Vừa rồi nghe Dịch Hình miêu tả, còn tưởng hắn là tên hoàn khố đầy tội ác. Siêu Văn Thịnh ngồi xuống quay đầu sang nói với Dịch Hình. May mà đây là đường quả, nếu ở nơi khác, người ta còn nhầm các cô là phục vụ cung cấp dịch vụ đặc biệt đấy. Đám Dịch Hình chưa thay đồng phục, ngay cả chiếc vali kéo tay đặc thù cũng để trong góc phòng bao, nếu ở thiên thượng nhân gian, đúng là có loại phục vụ đặc biệt kiểu này, Trương Khác cười điệu cười chỉ cần nam nhân là đều hiểu. Siêu Văn Thịnh vì những lời lẽ không kiêng nể gì bị đám Hà Hiểu Văn la ó, hắn vẫn thản nhiên giới thiệu quan hệ giữa hắn và Dịch Hình, Hà Hiểu Văn. Chúng tôi từ nhỏ lớn lên cùng nhau trong một cái sân, mặc dù hai năm chưa gặp, cảm giác vẫn như anh em vậy. Hiểu Văn cũng thế, có điều với năng lực của Hiểu Văn, chỉ bay được các chuyến trong nước, tiếng Anh chẳng lưu loát bằng tôi, cơ bản thì một tháng gặp nhau một lần. Hôm đó nghe nói đi chính thức xem mắt, tôi còn có chút cảm giác loạn luân. Dịch Hình đanh đá xen vào. Anh biết là anh em loạn luân còn tới cái quán cà phê đó làm gì? Siêu Văn Thịnh trợn mắt lên. Ba cô bảo tôi đi, tôi có mấy cái gan không đi. Hơn nữa, nếu không đi cô lại nói là tôi coi thường cô. Rồi nói với Trương Khác với ngữ khí bình đạm như nói chuyện hàng ngày. Thời buổi này yêu với đương gì nữa, nếu nhất định phải kết hôn miễn cưỡng kiếm lấy người sống chung là được. Nhà đầu Tiểu Hình này cũng thích hợp. Có điều nếu mà cưới cô ta về thì sau này khỏi ra ngoài chơi bời trác táng nữa, thôi thì tránh cho nó lành. Trương Khác thì thầm suy đoán cha của Dịch Hình có phải là phó bộ trưởng Dịch Vân Phi phân quản ty điện tín. Theo tình hình tìm hiểu được thì việc phê duyệt hạng mục điện thoại di động có lực cản lớn nhất tới từ đám Dịch Vân Phi, lý do chính thức là phù sa không chảy ruộng ngoài, giấy phép đầu tiên phải cấp cho doanh nghiệp trực thuộc bộ bưu điện, thậm chí bài xích cả doanh nghiệp thuộc bộ công nghiệp điện tử, nói gì tới doanh nghiệp dân doanh. Cẩm Hồ mặc dù luôn chủ tính hạng mục di động, nhưng chưa hề lộ ra ngoài, giai đoạn hiện tại càng không trực tiếp tới bộ bưu điện thao tác. Cẩm Hồ nộp đơn lên, chẳng có chút ảnh hưởng nào, không khéo quan viên nào đó của bộ bưu điện liếc nhìn một cái ngáp dài rồi xe tỏa cái đơn đi chưa biết chừng.
Nếu lần đầu tiên bị từ chối, lần thứ hai nộp đơn lên, muốn được bọn họ bỏ thời gian ra thảo luận là chuyện không đơn giản. Năm 96, 97 chính sách hướng xí nghiệp quốc hữu, thậm chí dung túng cho xí nghiệp quốc hữu lũng đoạn sản nghiệp nào đó, trong đầu óc một số quan viên đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chính sách ngả về phía dân doanh, quan viên nào đó há miệng nói một câu, nằm mơ đi. Người cũng chẳng kiếm nổi lý do phản bác người ta. Cẩm Hồ muốn làm người đi đầu đâu phải chuyện dễ dàng. Cẩm Hồ tuy chưa chính thức tiếp xúc với bộ bưu điện, nhưng gián tiếp thăm dò tìm hiểu được một số tình hình. Các doanh nghiệp thuộc bộ bưu điện có thực lực kỹ thuật nhất định, nhưng không đủ tài chính, nên bọn họ mới lấy đó làm cớ chỉ hoãn việc này. Đương nhiên tình huống thực sự càng phức tạp hơn, rất nhiều vấn đề người ngoài không tìm hiểu nổi. Trương Khắc có thể khẳng định lúc này kỹ thuật các doanh nghiệp thuộc bộ bưu điện còn lâu mới đủ lập hạng mục, mấy doanh nghiệp này về sau luôn kêu gào phải nắm kỹ thuật hạch tâm, thực tế phát triển thành đi đặt hàng làm sẵn ở Nhật Bản, Đài Loan, sau đó dán thương hiệu trong nước lên, thực tế thành tổng đại lý cho mấy doanh nghiệp nước ngoài, mồm thì vẫn tuyên bố phá vỡ, lũng đoạn kỹ thuật của doanh nghiệp Âu Mỹ ở thị trường di động trong nước. Siêu Kiên và Triệu Bằng bị Tiểu Giai kéo đi làm phu khuân vác mua rượu về thì phát hiện trong phòng bao, phát hiện ra có thêm vài người. Siêu Văn Thịnh cùng bạn hắn Lục Kiện và hai cô gái xinh đẹp đều chuyển sang phòng bao này. Siêu Văn Thịnh 27 tuổi, tốt nghiệp được vài năm, cấp bậc hành chính đã là phó sử, mặc dù không phải là chỗ có thực quyền, vẫn đang trong giai đoạn tích lũy kinh nghiệm, nhưng đủ đem đi lừa cho mấy cô gái mê tít mắt. Hai cô gái này do Diêu Văn Thịnh câu được hôm đi xem mắt Dịch Hinh bị cho leo cây, nếu hôm nay không bị Dịch Hinh bắt gặp, lát nữa hát xong sẽ kéo vào nhà khách thuê phòng mây mưa rồi. Đương nhiên Diêu Văn Thịnh không trắng chọn để lộ ra ý định này, mà là Dịch Hinh và Hà Hiểu Văn bóc trần ra, hai cô gái kia hờn dỗi nũng nịu mắng mỏ Diêu Văn Thịnh và bạn hắn vài câu, nhưng không bỏ đi. Giữa Dịch Hinh và Diêu Văn Thịnh hoàn toàn không tồn tại tình yêu, tất cả chỉ do gia trưởng hai bên ép buộc. Dù bọn họ không nói ra, Trương Khắc cũng biết Diêu Văn Thịnh, Lục Kiện, Dịch Hinh, Hà Hiểu Văn, Tiểu Giai đều có bối cảnh không hề đơn giản. Khác với đám nha nội hung hăng ngang ngược ở địa phương, ở kinh thành đầy rẫy vương tử quận chúa, nên hành vi kiềm chế hơn rất nhiều, nếu nói kinh thành có quý tộc, vậy bọn họ chính là con cháu quý tộc đời hai đời ba. Diêu Văn Thịnh, Lục Kiện đã vào xã hội rèn luyện vài năm, nên cả hai rất dẻo miệng, nói đây là đặc điểm của người Bắc Kinh cũng được. Nhưng lại rất kín miệng, ít đề cập tới gia đình, tính cách cũng ôn hòa. Đương nhiên cũng do khí độ của Trương Khắc làm hai người bọn họ không thể lấy thái độ kiêu ngạo ra chèn ép Trương Khắc được, nhìn ra y thuộc loại nha nội, tức là đồng loại, tất nhiên là dễ thân thiết. Triệu Bằng và Diêu Kiên kém hơn một chút, khí độ là thứ thể hiện thân phận và địa vị một con người, nhưng dù sao bọn họ là nhân viên cao cấp của Ái Đạt, Lục Kiện nói. Ồ! Điện tử Ái Đạt lần này thiếu chút nữa là vào thập cường doanh nghiệp điện tử rồi. Nghe nói nhân viên thường của Ái Đạt còn có lương cao hơn cán bộ ủy ban quốc gia chúng tôi, hay là các anh giới thiệu cho chúng vào Ái Đạt làm việc. Đây là câu nói đùa thôi, nhưng có lẽ bản thân Lục Kiện cũng cảm thấy ở cơ quan quốc gia không đủ tự do, tuy bối cảnh của hắn khiến người ta hâm mộ thật, nhưng hắn cũng chẳng thấy người khác kém mình là bao, mỗi lần nghe kể chuyện đám nha nội hoành hành địa phương, hắn còn hết sức hâm mộ. Trương Khắc cười nói, Hải Châu là nơi xa xôi hẻo lánh, làm sao thoải mái bằng Bắc Kinh. Các anh muốn xuống đó cũng đợi thêm vài năm nữa, có khi được leo lên cấp ti, đeo chức tới làm phó bí thư thành ủy, thị trưởng gì đó rèn luyện. Như thế tôi phải hâm mộ các anh rồi. 2-3 năm nữa tất nhiên là không thể, theo quỹ tích thông thường, nếu bọn họ bình ổn tích lũy kinh nghiệm ở cơ quan, trước 40 tuổi mới có thể đạt được mục tiêu này. Chương 518, Câu lạc bộ sang nghệ. Nhưng Trương Khắc nói thế vẫn khiến Diêu Văn Thịnh, Lục Kiện vui vẻ. Diêu Văn Thịnh lắc đầu cười. Đâu có đơn giản thế. Mấy năm qua Bộ Ủy ban Quốc gia luôn đề xướng tinh giảm biên chế, vị phó thủ tướng kia của Quốc vụ viện nếu tàn nhẫn một cái là triệt ngay được mấy ban ngành, cơ hội lúc đó càng mong manh. Nếu có quan hệ, tôi muốn xuống địa phương ngay từ. Thăng quan tiến chức là cái ngõ càng đi càng hẹp, từ phó sử lên tới cấp chính sử, có thể nói là cái ngõ hẹp ngoằn ngoèo nhất. Không biết có bao người đụng đầu vào tường, dừng luôn ở đó. So ra ở địa phương thoải mái hơn, quan trọng nhất làm quan địa phương sướng hơn bồi dưỡng kinh nghiệm dưới chân thiên tử. Siêu Kiên là giám đốc chi nhánh, không rõ chuyện hạng mục di động của Cẩm Hồ. Triệu Bằng được Tô Tân Đông ra sức bồi dưỡng, gần như có thể tiến vào tầng hạch tâm của công ty,
biết làm tốt quan hệ với bộ bưu điện có lợi cho sự phát triển sau này của Cẩm Hồ. Tuy nói Diêu Văn Thịnh, Lục Kiện không có thực quyền gì, nhưng có quan hệ tốt hơn là không. Trương Khắc không muốn đánh cỏ động rắn trước khi các công tác khác chuẩn bị thỏa đáng, như thế sẽ tăng thêm lực cản. Trước khi đàm phán thành công với Ti về các kỹ thuật tương quan, Trương Khắc không muốn để lộ việc Cẩm Hồ lập hạng mục di động. Trương Khắc không có thời gian, nên ra hiệu cho Triệu Bằng làm công tác quan hệ này. Hát tới tận 3 giờ sáng mới đi, Diêu Kiên đưa Trương Khắc về nhà khách rồi mới về nhà. Tô Tân Đông, Đinh Hòe chưa nghỉ ngơi, đang thảo luận làm sao tạo thanh thế rầm rộ ở Bắc Kinh, thu hút sự chú ý của Lý Viễn Hồ, Trương Khắc kể bọn họ chuyện ở KTV, rồi bảo Triệu Hằng. Cha bối phận của bốn người Dịch Hinh, đặc biệt là Dịch Hinh, tôi nghi cha cô ta là Dịch Vân Phi. Trương Khắc về phòng ngủ một lèo tới 10 giờ mới dậy, đám Tô Tân Đông đã dậy sớm, mượn phòng hội nghị của nhà khách, bắt đầu làm việc rồi. Tô Tân Đông thấy Trương Khắc đi vào, nói. Dịch Vân Phi đúng là cha cô gái tên Dịch Hinh mà Khắc thiếu gia nói hôm qua, đúng là khéo thật, Khắc thiếu gia chuyến này phải hy sinh vì công ty rồi. Không đơn giản vậy đâu. Trương Khắc lắc đầu chỉ vào đầu mình nói. Càng chức cao quyền lớn thì tư tưởng càng sơ cứng, không phải người khác dễ dàng thay đổi được. Rồi vỗ vai Triệu Hằng. Những ngày này làm phiền anh tiếp xúc với Lưu Văn Thịnh nhiều hơn. Chẳng phải là hy vọng hắn giúp được gì, mà là thông qua hắn tìm hiểu động tĩnh Ti Điện Tín mà thôi. Trương Khắc không ở lại bàn việc cụ thể mà cùng Phó Tuấn bắt taxi tới nhà Từ Học Binh ăn cơm. Hôm qua tới Bắc Kinh thì đã muộn rồi, chỉ gọi điện thông báo, không tới quấy rầy. Buổi trưa ăn cơm, Trương Khắc kể chuyện Lý Viễn Hồ nhắm vào hạng mục bột giấy cho Từ Học Bình nghe, theo nội dung cuộc họp văn phòng chính phủ bị tiết lộ ra ngoài hôm qua, Lý Viễn Hồ có ý đưa hạng mục bột giấy vào hạng mục trọng điểm chỉnh phủ tỉnh nâng đỡ. Do tư liệu công tác chuẩn bị tiền kỳ còn chưa có, nên có người đề xuất dị nghị, tạm thời gác qua một bên, nếu để chính phủ tỉnh coi thành hạng mục trọng điểm, muốn rút ra càng thêm khó khăn. Từ Học Bình cũng cảm thấy đau đầu. Đúng là cần phải ứng phó tốt mới được, đây cũng là tại bác rời khỏi Đông Hải không xử lý hết hậu họa, cháu muốn tạo thanh thế, phía bác có thể hỗ trợ gì đó. Trung tâm nghiên cứu phát triển chính sách của Quốc vụ viện là một trong số túi khôn của quốc gia, thành quả nghiên cứu của nó có ảnh hưởng trực tiếp chính sách kinh tế chính trị tương quan của Quốc vụ viện. Từ Học Bình có thể làm rất nhiều việc, một là khiến quốc gia quan tâm tới môi trường sinh thái trong nước ngày một kém đi ở trong nước. Áp chế hạng mục bột giấy, hai là tăng cường quan tâm đầu tư sản nghiệp khoa học kỹ thuật cao. Hôm nay là Chủ nhật, Trương Khắc cùng Từ Học Bình vừa đánh cờ vừa trò chuyện tới 4 giờ chiều, Chu Nhất Bình hôm nay mới tới Bắc Kinh, Diêu Kiên lái xe đi đón hắn rồi tới Mộc Tê Lý đón Trương Khắc. Tin tức có được từ chỗ Từ Học Bình không làm người ta vui mừng, trong bộ ủy ban TW, đám quan viên bộ bưu điện được tính là nhóm có tính cách rõ ràng hiếm hoi. Trước kia Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông ủng hộ Bộ Công nghiệp Điện tử lập công ty thông tin liên hiệp, có ý phá vỡ lũng đoạn của bưu điện trong ngành điện tín. Khi Triệu Tể Đông còn muốn có hành động tiếp theo thì Dịch Văn Phi và Chu Học Khánh Bộ trưởng Bố Bưu điện lúc này đã lui về tuyến 2 tới thẳng văn phòng Phó Thủ tướng nộp đơn từ chức. Có quan viên này nắm bộ bưu điện thì khó lòng mong mỏi gì ở họ có thể hé mở cảnh cửa cho xí nghiệp dân doanh, giai đoạn hiện ngay đành tạo thế bên ngoài. Trương Khắc do dự xem có nên thông qua Lương Văn Giang liên hệ với Vương Húc Sâm, cha vợ tương lai của hắn hay không, nhưng mà nghĩ một quan viên cấp phó ti bộ bưu điện như ông ta, chưa chắc đã hài lòng việc con gái thích anh chàng mọt sách, nên thôi. Tháng 3 đầu xuân, gió cát ở Bắc Kinh cực lớn, một ngày trước khi bọn họ tới Bắc Kinh còn có bão cát, cát mù mịt che kín đất trời, giữa trưa mà trời âm u như hoàng hôn. Hôm nay cát không nhiều, nhưng gió lại không ít, quét qua những tán lá thưa thớt của hàng cây Bắc Kinh. Phát ra tiếng lào xào kỳ dị. Trương Khắc hỏi Diêu Kiên. Bắc Kinh có chỗ nào hay ăn liên hoan không? CLB sang Nghệ nơi tập trung người trẻ tuổi mới sáng nghiệp, không khí không tệ, chỉ không biết Khắc thiếu gia có chê cấp bậc thấp hay không? Diêu Kiên đáp. Tôi có thể đi mượn thẻ hội viên. Trương Khắc muốn mời mấy thành viên sáng lập ra Côn Đằng online ăn cơm, không muốn quá tùy tiện. Không phải chỉ hôm nay cần một địa điểm hơi chính thức một chút tiến hành các hoạt động xã giao. Không thể cứ tới nơi như hộp đêm đường quả bàn công việc được. Không ngờ còn phải đi mượn thẻ, nói ra đúng là mất mặt. Nhưng Trương Khắc lại thấy kiến nghị này không tệ, bảo hắn thực thi, rồi liên hệ với đám Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang với cả Đinh Hòe, Tô Tân Đông tới CLB sang Nghệ. CLB sang Nghệ đúng là không phải chỗ sang trọng lắm,
bãi đỗ xe chẳng có cái nào cao cấp cả, nhưng cái xe Santana của chi nhánh Bắc Kinh trông vẫn rất chướng mắt. Bạn của Diêu Kiên sớm đã đợi ở cổng câu lạc bộ, hắn là nhà phân phối của Ái Đạt, tên Mã Thụy, Trương Khác đã gặp hắn rồi. Mã Thụy thấy Trương Khác từ trong xe đi ra, nhiệt tình chạy tới bắt tay. Khác thiếu gia mỗi lần này tới Bắc Kinh là còn nhớ tới rồi, sao lại ngồi cái xe rách nát này, hay để tôi điều xe của mình tới cho Khác thiếu gia. Tháng 11 năm 95, Ái Đạt đoạt Tiêu Vương, vì ứng phó với giới truyền thông tràn đến như thủy triều, Mã Thụy dẫn nhân viên của bọn họ tới giúp mấy ngày liền. Nơi này trừ một số nhà doanh nghiệp trẻ ra, còn có cả người giới biểu diễn ra vào, Khác thiếu gia có cần tôi giới thiệu cho không? Mã Thụy cười nịnh mợ giới thiệu chỗ đặc sắc của câu lạc bộ, lấy ra một cái thẻ vàng, đưa cho Diêu Kiên. Thực ra tôi không muốn đưa cái thẻ này cho giám đốc Diêu đâu, tôi muốn giám đốc Diêu mỗi lần tiếp đãi cao tầng của tổng bộ đều mang tôi theo cơ. Diêu Kiên thấy Trương Khác cười gật đầu mới nhận thẻ hội viên của Mã Thụy. Lúc này là giờ tắc đường cao điểm ở Bắc Kinh, đám Mã hướng đông phải mất một lúc nữa mới tới được nơi này, đám Trương Khác liền vào CLB trước. Người tới câu lạc bộ dùng cơm tối không nhiều, sau 8-9 giờ nơi này mới thực sự trở nên náo nhiệt, Mã Thụy Bình là khách quen ở nơi này, vừa đi vào đã có người tới chào hỏi, hắn chỉ giới thiệu qua loa về Trương Khác, vì biết y không thích phô trương, tới nay chưa từng lộ diện trên truyền thông. Đám Tô Tân Đông, Đinh Hòe thay y quản lý Ái Đạt, thường xuyên hiện diện trên truyền hình, tiếng tăm rất lớn, ngoài ra còn có Chu Nhất Bình phụ trách vật tư, hành chính, nhân lực của Ái Đạt, tuy rất ít xuất hiện trước truyền thông, nhưng người hiểu nội tình biết hắn có ảnh hưởng không nhỏ trong Ái Đạt. Chương 519, đi mua nhà. Mã Thụy ngạc nhiên hỏi. Ái Đạt chuẩn bị có hành động gì lớn mà phiền tới ba vị đích thân ra trận thế? Hắn hỏi vậy là muốn tìm cơ hội làm ăn. Trương Khác còn muốn làm lớn thanh thế, nên thoải mái nói. Chi nhánh bên này sẽ thăng cấp, còn chuẩn bị xây một trung tâm nghiên cứu, cũng chẳng phải động tác gì lớn đáng để giám đốc Mã chờ mong. Nếu chỉ có thể chẳng cần Trương Khác, Tô Tân Đông, Đinh Hòe phải ra mặt, quan trọng là phải hoàn thành trong thời gian cực ngắn, với thanh thế thật lớn, nên cần ba bọn họ ra quyết định tức thời. Siêu Kiên hơi hiểu ra Chu Nhất Bình tới đây rồi, chi nhánh Bắc Kinh nâng cấp. Chu Nhất Bình chính là nhân tuyển được tổng bộ chọn ra gánh trọng trách. Trên bữa tiệc, Mã Hướng Đông trêu Lương Văn Giang và Vương Thái Linh, kể một chuyện thú vị. Hai tuần trước, cha mẹ Vương Thái Linh đi công tác, cô lén lút hẹn Lương Văn Giang tới nhà chơi, không ngờ cha mẹ cô giữa đường quên đồ quay về, bắt quả tang cả hai trong nhà, nên chuyện yêu đương của cả hai bị phát hiện. Cha Vương Thái Linh là Vương Húc Sâm thời trẻ trong quân ngũ, xuất ngũ rồi mới vào bộ bưu điện công tác. Còn từng vào khoa điện tử Đại học Thanh Hoa học tập, thành một trong số nhân vật đại biểu quan liêu kỹ thuật của bộ bưu điện. Vương Húc Sâm thấy Lương Văn Giang trong nhà mình đương nhiên là không vui, nhưng xuất thân từ phần tử tri thức, nên không lập tức trở mặt đuổi hắn đi, còn lịch sự mời ở lại ăn cơm. Trong bữa cơm, Vương Húc Sâm mời hắn uống rượu, trước kia Lương Văn Giang không biết rượu chè là gì nhưng không dám từ chối, uống hai chén không biết trời đất gì nữa. Nhưng không say ngất đi, mà nghiêm nghị thảo luận vấn đề học thuật với Vương Húc Sâm. Theo lời kể của Vương Thái Linh, cha cô nhìn Lương Văn Giang say gục ra bàn, nói. Chàng trai này không tệ. Coi như thừa nhận quan hệ hai người, còn thường bảo con gái mới hắn tới nhà ăn cơm. Lương Văn Giang gặp họa được phúc làm mọi người cười lớn, Trương Khác lập tức đổi cách xưng hô. Chị dâu, khi nào thì mời em tới nhà chơi đây? Vương Thái Linh hơi xấu hổ, Lương Văn Giang thoải mái nói. Mai đi, tối mai anh tới nhà Thái Linh ăn cơm, ba cô ấy thích chơi cờ, trình độ tương đương với em, mai em tới phụ trách tiếp cờ ba cô ấy. Tối câu lạc bộ có vũ hội, Mã Thụy nói không sai, rất nhiều người trong giới biểu diễn ra vào nơi này, Trương Khác nhìn thấy rất nhiều minh tinh lúc này chưa ai biết đến, mấy năm sau mới dần có tên tuổi. Bọn họ lúc này chưa lên mặt minh tinh, chủ động lên sân khâu hát. Còn cả những cô người mẫu xinh đẹp phóng khoáng có thể mời múa chung, làm không khí CLB hết sức náo nhiệt. Trương Khác không tới sàn nhảy, y không hứng thú gì với giới biểu diễn, bất kể là các cô gái sắp thành danh hoặc vĩnh viễn chìm nghỉm, kéo đám Mã Hướng Đông, Diêu Kiên vào phong bao bàn chuyện, nói với bọn họ. Sau khi thành lập tập đoàn Ái Đạt, chi nhánh công ty Bắc Kinh sẽ phụ trách chung các sự vụ nghiên cứu kỹ thuật của Ái Đạt và Cẩm Hồ ở Bắc Kinh. Rồi bảo Chu Nhất Bình. Đây là quyết định rất gấp gáp, chưa có thời gian trao đổi với anh,
gọi anh tới đây là hy vọng anh phụ trách sự vụ ở Bắc Kinh. Chu Nhất Bình tới Bắc Kinh rồi mới hiểu nguồn cơn, mặc dù hơi đột nhưng từ nay có thể một mình đảm đương cả khu vực, hắn vui vẻ chấp nhận. Trương Khác thấy hắn không dị nghị gì, bảo với Diêu Kiên. Tiếp theo đây trong trách chi nhánh Bắc Kinh sẽ rất nặng, tôi mong anh làm phó tổng giám đốc hiệp trợ cho anh Chu. Đương nhiên Diêu Kiên không có ý kiến gì, tuy là phó, nhưng so với cơ cấu làm việc tạm thời của phòng thị trường trước kia thì chức vụ hắn cao hơn nhiều rồi, lương bổng cũng tăng lên một bậc. Hôm sau hẹn giờ với Lương Văn Giang thời gian tới nhà Vương Thái Linh ăn cơm xong, Trương Khác kéo Chu Nhất Bình đi chọn địa điểm đặt văn phòng công ty con ở Bắc Kinh. Công ty này không chỉ là tiền đồn của Ái Đạt ở Bắc Kinh, mà còn là bộ mặt cả Ái Đạt, càng phải để tỉnh cảm nhận được quyết tâm Cẩm Hồ muốn phát triển ở Bắc Kinh, hưởng ứng văn kiện Quốc vụ viện phê duyệt tháng 5 năm 1998, phát triển khu khoa học kỹ thuật Trung Quan Thôn. Cơ sở trang thiết bị của Trung Quan Thôn rất hoàn thiện, nhất là những tòa nhà văn phòng mới xây, cung cấp cho bọn họ nhiều lựa chọn. Trương Khác ngồi xe, cưỡi ngựa xem hoa, thì thư thái rồi, Diêu Kiên chẳng được nhẹ nhàng như vậy. Chỉ cần tòa nhà nào Trương Khác hơi hài lòng một chút là hắn lập tức gọi điện cho nhân viên đi thu thập tài liệu về tòa nhà đó, hắn chẳng hy vọng xa vời Trương Khác bỏ vài ngày thong thả rồi mới quyết định. Nhìn cái thế Trương Khác và Đinh Hòe, Tô Tân Đông đại khí hận không thể lập tức xác định địa điểm công ty ngay vào buổi chiều. Sự thực đúng là thế, dạo gần 2 tiếng đồng hồ quanh Trung Quan Thôn, trong 20 tòa nhà Trương Khác hài lòng, chỉ có 4 cái hoàn chỉnh cho bên ngoài thuê, Trương Khác lấy bút đỏ khoanh vòng 4 nơi đó, nói. Chúng ta tới xem, nếu thích hợp, có thể xét tới khả năng mua cả tòa nhà. Lúc này mua bất động sản ở Trung Quan thôi là thích hợp nếu không sau năm 99, tiền thuê sẽ tăng vòn vọt, tăng thêm chi phí kinh doanh, mua bất động sản có thể cải thiện kết cấu tài sản của công ty. Quan trọng nhất là ở cái thời đại coi trọng thể diện này, có một tòa nhà riêng, đúng là có thể tăng thêm sự tôn trọng của Cẩm Hồ. Không hề hẹn trước, đám Trương Khác trung tâm cho thuê nhà của tòa nhà Gia Lý. Hai nhân viên tiếp tân mặc đồng phục tím hơi giống đồng phục của tiếp viên hàng không, vừa đi vào còn tưởng là khách sạn cao cấp nào đó, chắc ông chủ của công ty này có khuynh hướng tâm lý đồng phục dụ hoặc cũng chưa biết chừng. Tuy nói hai cô tiếp tân đó rất xinh đẹp, nhưng Trương Khác không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp yêu cầu gặp giám đốc của họ. Giám đốc cũng là một cô gái 27, 28 tuổi, lúc này Chu Nhất Bình lộ rõ thân phận, yêu cầu gặp chủ công ty bàn việc mua tòa nhà. Từ năm 96 tới nay chỉ e trong nước không có mấy công ty nổi tiếng hơn Ái Đạt, danh thiếp của Chu Nhất Bình rất có tác dụng, chủ tịch công ty này khai phát địa ốc Gia Lý vừa mới lái xe đi, nhận được điện thoại liền bảo phía công ty an bài bữa trưa cho đám Trương Khác trước. Chủ tịch của Gia Lý là người Hong Kông, tên Ngô Khải Lập, 40 tuổi, rất béo, trợ lý xách cặp cho hắn thì nhỏ nhắn gầy gò,